Trần Phong không chỉ là vì bổ nhiệm Hạ Tưởng không thông qua mà căm tức nên mới hành động như thế, Hạ Tưởng bị người phủ nhận là một mặt, chính yếu chính là, việc bổ nhiệm Hạ Tưởng liên quan đến quyền uy của ông. Việc liên quan đến sĩ diện của ông và tôn nghiêm của ông. Cũng là vì chứng tỏ với Hồ Tăng Chu, vào thời khắc mấu chốt Trần Phong ông vẫn có thể đảm đương, rất đáng tin cậy. Bởi vì Trần Phong lúc ấy thấy được kỳ vọng từ trong mắt Hồ Tăng Chu, hiểu rõ Hồ Tăng Chu cũng vô cùng tức giận đối với việc không thể khống chế trên hội nghị thường vụ, mạnh mẽ mong muốn ông đưa ra một phiếu bác bỏ. Trần Phong trở lại văn phòng, bày ra một bộ dáng dư âm cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói với thư ký Hàn Lập. Ai tới cũng không gặp, tôi nghỉ ngơi một chút. Hàn Lập tiếp nhận chức phụ thư ký sau Tự Giang Thiên, vóc dáng y không cao, tính cách bảo thủ, ưu điểm lớn nhất chính là làm việc theo luật. Trần Phong đối với y chưa thể nói là quý mến, nhưng cũng không thể nói là chán ghét, cũng không đạt tới trình độ tín nhiệm như đối với Giang Thiên. Nhưng nhất thời cũng tìm không được ứng cử viên thích hợp, nên vẫn chưa thay người. Hàn Lập làm nhân viên ghi chép, hôm nay tham gia toàn bộ quá trình thảo luận trong hội nghị thường vụ, cũng biết tâm tình hiện tại của Trần Phong cực kỳ tồi tệ, vội đồng ý còn thay Trần Phong đóng lại cửa phòng, bản thân chờ đợi ở gian ngoài, vừa mới ngồi xuống, thì thấy Hồ Tăng Chu đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt điềm đạm bình thường của thị trưởng Hồ cũng là vẻ mặt đầy tức giận, chỉ khẽ gật đầu với y, hỏi. Bí thư Trần có đây không? Có. Hàn Lập vốn định nói bí thư Trần đang nghỉ ngơi, không ngờ Hồ Tăng Chu căn bản không cho y có cơ hội để nói, trực tiếp xông vào trong phòng. Hàn Lập lắc đầu, nếu là người khác y còn dám ngăn cản, thị trưởng Hồ thì đành chịu, y không có gan mà cản lại, cũng biết rõ thị trưởng Hồ hôm nay không được thoải mái, ngăn cản ông ta chính là tự mình chuốc lấy khổ mà thôi. Hồ Tăng Chu cũng không gõ cửa, trực tiếp đi vào trong văn phòng của Trần Phong, thấy Trần Phong tựa lưng vào ghế, vẻ mặt trầm tư. Nói thật, lửa giận hôm nay của Hồ Tăng Chu cũng không hơn kém bao nhiêu so với Trần Phong, ông ta chỉ là chưa bộc phát ra, bởi vì trước một phiếu bác bỏ của Trần Phong, ông không tiện nói thêm gì nữa ngay tại chỗ, nếu không thì ông sẽ có biểu hiện nhắm mắt theo đuôi với Trần Phong. Trường hợp hôm nay, cũng là Hồ Tăng Chu theo chính trị tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy. Hội nghị thường vụ không thể khống chế cũng có, nhưng trong từng trải của Hồ Tăng Chu, chỉ nghe nói qua chưa từng trải qua. Không ngờ hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh tượng khác thường như thế, không chỉ có mọi người phản đối ý của bí thư, không thèm nể cả mặt mũi thị trưởng của ông, chẳng khác nào là hơn phân nửa ủy viên thường vụ liên kết phản đối quyết định của bí thư và của thị trưởng, nhưng mức chịu đựng cũng có giới hạn. Ông tự cho rằng từ lúc đảm nhiệm thị trưởng thành phố Yến tới nay, phong cách chấp chính ôn hòa, hành xử khoan dung, không nắm hết quyền hành, cũng không lộng quyền, bọn họ dám gièm pha, xem ông thị trưởng này dễ bắt nạt phải không? Hồ Tăng Chu đến tìm Trần Phong, cũng là muốn thảo luận một chút về tình huống đột phát hôm nay. Biến cố trên hội nghị thường vụ, nhỏ thì chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên, lớn chính là một sự kiện chính trị, không thể qua loa, việc liên quan đến uy tín của ông và Trần Phong tại thành phố Yến, không thể phớt lờ. Trần Phong thấy Hồ Tăng Chu tiến vào, thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tăng Chu đến à? Thì không còn câu sau, lại chìm vào trầm tư. Hồ Tăng Chu cũng không quấy rầy Trần Phong, nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là một mảng xanh tùm tươi tốt, thành phố Yến đã vào giữa tháng 7, đã vào giữa mùa hè, thời tiết càng nóng bức, bóng râm dày hơn, bước chân người đi đường càng vội vàng hơn. Từ văn phòng Trần Phong nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy hơn phân nửa hình dáng thành phố Yến, dõi mắt về hướng Bắc, lướt qua tòa cao ốc cao nhất thiên hải, bị một đám nhà lầu che lấp ở ngoài. Chính là cảnh tượng quận Hạ Mã một mảnh khí thế ngất trời. Khoảng cách theo đường thẳng từ quận Hạ Mã đến thành ủy không hơn 10 km, nhưng hiện tại trong cảm nhận của Hồ Tăng Chu, đột nhiên có khoảng cách trăm núi ngàn sông. Bất kỳ thị trưởng nào đều muốn quy hoạch các hạng mục hành chính ở thành phố của mình, các hạng mục đầu tư, các hạng mục công trình đều phải được nắm giữ trong tay mình, mà bất kỳ một thị trưởng nào đều muốn các hạng mục bổ nhiệm nhân sự, cán bộ các bộ phận, xây dựng toàn bộ tư tưởng thành phố đều được nắm giữ trong tay mình. Chỉ tiếc là, quận Hạ Mã vẫn chỉ là một chuẩn mực, cả bí thư và của thị trưởng liên kết cũng không thể ngăn cản phản đối của hơn một nữ ủy viên thường vụ. Hồ Tăng Chu trong lòng không rõ chính là, hơn phân nữ ủy viên thường vụ phản đối rốt cuộc là bản thân Hạ Tưởng, hay là nhằm vào liên kết của ông và Trần Phong. Trần Phong sau khi trầm mặc một lát, mở miệng nói câu đầu tiên lại giống với suy nghĩ vừa rồi của Hồ Tăng Chu. Tăng Chu, anh nói xem sự tình hôm nay,
bọn họ là nhằm vào chúng ta, hay là Hạ Tường? Hồ Tăng Chu do dự không biết nên trả lời như thế nào. Nhằm vào Hạ Tường, e là không đến mức độ đó, Hạ Tường vẫn chưa có sức ảnh hưởng lớn như vậy, cũng không ăn nhập gì với bọn họ, không đáng cho hơn phân nửa ủy viên thường vụ liên kết đối phó. Nhằm vào ông và Trần Phong, dường như cũng không cần thiết, bởi vì ông và Trần Phong cũng không phải là nhân vật số một số hai đâu đâu cũng liên kết chèn ép người khác. Trần Phong mặc dù mạnh mẽ, cứng rắn, trong mọi hoàn cảnh đều rất biết suy xét thay cho tâm trạng của người khác. Trong ấn tượng của ông, Trần Phong không có lúc nào cưỡng chế lấy quyền uy bí thư áp bức người khác. Mà chính ông luôn nổi danh là ôn hòa điềm đạm, rất hiếm khi gây khó dễ ép buộc người khác. Sao đột nhiên tạo thành cục diện hôm nay? Hồ Tăng Chu còn lo lắng sự tình sẽ rất nhanh truyền tới tỉnh ủy, nói không chừng lập tức sẽ có điện thoại chất vấn gọi tới. Ông ngẩn người, chần chừ nói. Hôm nay sự việc đột nhiên xảy ra, trước mắt mà nói tôi vẫn không nhìn thấu thế cục, không rõ vì sao lại đột nhiên xuất hiện tình huống này. Nếu nói nhằm vào cá nhân Hạ Tưởng, không có khả năng, nhằm vào chúng ta, cũng không thể nào. Nếu nói là Phó Tiên Phong ở sau lưng gây rối, cũng không có khả năng, cho dù ông ta mời người cao nhất của Phó ra ra mặt, cũng phải xem coi có phù hợp với ích lợi chính trị lâu dài hay không. Chỉ cần Phó Tiên Phong còn muốn tiếp tục phát triển tại thành phố Yến, ông ta không thể làm ra chuyện không có trí tuệ chính trị này. Anh nói đúng, Tăng Chu, đây cũng là chỗ khó hiểu của tôi, ban đầu tôi cũng hoài nghi Phó Tiên Phong là người ra tay phía sau, tỉnh táo lại mà suy nghĩ, lại không có khả năng đó. Phó Tiên Phong muốn lâu dài ở thành phố Yến, ông ta sẽ không thể cũng không có khả năng mạo hiểm, hơn nữa, một bí thư quận ủy quận Hạ Mã, còn không đáng huy động nhân lực gây náo loạn, chuyện này. Khẳng định còn có nguyên nhân khác không ai biết, thật sự là kỳ quái. Hai người lại thảo luận nửa ngày, vẫn là không bắt được trọng điểm, cuối cùng quyết định vì giữ gìn quyền uy của bí thư và của thị trường, áp dụng biện pháp tiêu diệt từng bộ phận, bọn họ chia nhau ra tìm ủy viên thường vụ phản đối để nói chuyện, chế tác, tìm vấn đề, tranh thủ khiến mọi người thay đổi chủ ý, ở trong hội nghị thường vụ tiếp theo nhất loạt thông qua. Mặc kệ như thế nào, bổ nhiệm Hạ Tưởng được thông qua hay không? Không chỉ liên quan đến tiền đồ một người Hạ Tưởng, còn có can hệ lớn đến uy danh và uy tín của nhân vật số 1 số 2. Hồ Tăng Chu rời khỏi văn phòng Trần Phong, sau khi trở về vừa mới ngồi xuống, khi đang cân nhắc xem tìm ai nói chuyện trước, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Là điện thoại nối thẳng tới đường dây riêng ở thủ đô, sự kiện không trọng đại điện tín riêng sẽ không vang. Tim Hồ Tăng Chu đột nhiên đập rộn lên, vội vàng cầm lấy điện thoại, còn đứng hẳn dậy, cung kính nói. Xin chào thủ trưởng. Tăng Chu, có một việc anh cần phải chú ý một chút, có thể liên quan tới quyền lợi bản thân của anh, không thể sơ suất. Thanh âm thủ trưởng ngắn nhưng mạnh mẽ, giống với con người ông, bình thường không nói nhiều, nhưng thường thường trong một từ. Hồ Tăng Chu tim đập liên hồi, dù ông đã là thị trưởng thành phố Yến, cán bộ cấp phó tỉnh cao cao tại thượng, nhưng khi đối mặt với nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh, vẫn khó tránh khỏi khẩn trương. Năm đó cũng là bởi vì một câu nói của thủ trưởng, mới khiến ông từ vị trí bí thư thành ủy Chương Trình, một bước tiến vào đảm nhiệm thị trưởng thành phố Yến, vượt qua mấu chốt từ giám đốc sở lên phó tỉnh. Hồ Tăng Chu rất kính trọng đối với thủ trưởng, liền như núi cao ngưỡng chỉ ngước nhìn núi cao, ông nghe ra ý thận trọng bên trong giọng điệu thủ trưởng, lập tức cẩn thận nói. Thủ trưởng xin cứ nói, tôi nhất định làm theo. Chương 529, khó mà quyết đoán. Nghe nói thành ủy muốn đề bạt một người thanh niên tên là Hạ Tưởng đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã. Tôi không cần biết thái độ của anh thế nào. Cái tôi cần chính là anh ít nhất cũng phải đứng ngoài cuộc, nếu không thể phản đối, thì bỏ phiếu trắng là tốt nhất. Hồ Tăng Chu hết hồn, muốn hỏi tại sao, không ngờ thủ trưởng dường như đoán được tâm tư của ông, ngay sau đó nói một câu. Không cần hỏi nhiều là tại sao, cái anh cần là phải tin tưởng tôi, theo đó mà làm. Nếu không làm theo, tự mà gánh lấy hậu quả. Cạch, một tiếng, thủ trưởng không chút do dự cúp máy điện thoại. Hồ Tăng Chu đặt mông ngồi lại trên ghế, trong đầu một đống hỗn độn. Cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự giống Hồ Tăng Chu, ông vừa mới đi không lâu, Trần Phong cũng nhận được cuộc điện thoại ở thủ đô. Khác với cách nói chuyện gọn gàng dứt khoát của người đứng sau Hồ Tăng Chu, người đứng sau Trần Phong thì nói chuyện chậm rãi, giọng điệu bất cần như thể là nói chuyện phiếm. Trần Phong, sự việc của Hạ Tưởng ông đừng nhúng tay vào, cứ mặc kệ cậu ta, anh cứ buông xuôi là được, đừng nên cố nâng đỡ cậu ta nữa. Có người muốn tôi gọi điện thoại cho anh,
chỉ cần anh đứng ngoài không đếm xỉa đến là được, cũng không ép anh phải phân rõ ranh giới với Hạ Tưởng. Quan hệ giữa anh và Hạ Tưởng, ông ta cũng biết, cũng không ép buộc không làm khó anh phải lên tiếng phản đối. Nếu hội nghị thường vụ đã quyết định, anh cần gì phải cam chịu mạo hiểm để áp chế. Giơ cao tay mà bỏ qua đi, việc này không phải là nhằm vào anh, là nhằm vào Hạ Tưởng. Sau khi nghe xong điện thoại, Trần Phong ngồi yên bất động thật lâu, lần đầu tiên không có chủ ý. Thành phố Yến, sóng gió đã nổi dậy. Hạ Tưởng đã sớm biết được kết quả hội nghị thường vụ, sau khi Lý Đinh Sơn tan họp, ngay lập tức thông báo với hắn một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ trên hội nghị thường vụ. Sau khi Hạ Tưởng nghe xong, tâm trạng trở nên vô cùng nặng nề, hắn ngay tức khắc gọi điện thoại cho Liên Nhược Hạp, nhưng đã khóa máy, lại liên lạc vệ tân cũng không liên lạc được, hắn liền biết, chính Ngô Gia ra tay. Rốt cuộc là Ngô Tài Dương hay là ông cụ, Hạ Tưởng chỉ suy nghĩ một chút liền đưa ra kết luận, từ cách thức muốn trực tiếp hạ bệ hắn thì thấy, chắc hẳn là ông cụ ra tay, bằng không thì chỉ dựa vào lực ảnh hưởng của Ngô Tài Dương, e rằng không đủ sức khiến cho hơn phân nửa ủy viên thường vụ thành phố Yến đều dám cùng nhau làm trái lại sự liên kết của bí thư và thị trưởng. Cũng chỉ có ông cụ mới có thế lực ảnh hưởng lớn đến thế, cũng chỉ có ông ấy, mới có thể chỉ sau một ám chỉ, thì sẽ có người thay ông ấy lập tức triển khai hoạt động, thăm dò hết thảy người đứng sau của hơn nửa ủy viên thường vụ, còn tạo áp lực lên bọn họ. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc ông cụ từ đâu mà biết được sự tình giữa Liên Nhược Hạm và hắn? Hạ Tưởng một mình ngồi trong văn phòng, hơn một tiếng đồng hồ vẫn không nhúc nhích, trong lòng không biết là mùi vị gì. Hắn tuy biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị người của Ngô gia phát hiện, nhưng mọi người đều có tâm lý sẽ gặp may mắn. Hắn khao khát chờ đợi đến thời điểm hắn đủ trưởng thành trở thành cây đại thụ che trời, khi đó cho dù người của Ngô gia biết được chân tướng sự tình, cũng không thể làm gì hắn, không ngờ, lại vào đúng lúc hắn nhảy tới một bước quan trọng, Ngô gia đã ra tay. Từ trưởng phòng sang phó giám đốc sở là một bước mấu chốt rất quan trọng, hơn nữa hắn sắp đón nhận chính là chức phó giám đốc sở thật sự, là người đứng đầu. Bây giờ Ngô gia ra tay hạ bệ hắn, mang đến đả kích chí mạng cho hắn, là thất bại khiến cho người ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Hạ Tưởng vô cùng chán nản thất vọng, hắn thật sự nghĩ không ra tại sao lại trùng hợp đến thế, cố tình vào ngay lúc này, ngay tại hội nghị thường vụ sắp thông qua bổ nhiệm, Ngô gia phát hiện ra chân tướng rồi còn đánh một đòn trời giáng, sao cơ duyên lại quá trùng khớp vậy? Chẳng lẽ là có người cố ý làm vậy, cố ý gây khó dễ từ bên trong? Lại liên tưởng đến Ngô gia ra tay, đề cử của hắn không được thông qua. Bạch Chiến Mặc có thể thuận lợi đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã, trở thành một con ngựa ô lớn nhất. Bạch Chiến Mặc là người của Phó Tiên Phong sẽ trở thành kẻ được lợi lớn nhất. Lại nghĩ tới lời Dịch Hướng Sư đã nói khi còn ở thủ đô, Hạ Tưởng gần như có thể kết luận Ngô gia đột nhiên ở sau lưng ra tay, khẳng định có bóng dáng của Phó Tiên Phong, chân tướng gần như đã được miêu tả sinh động. Hạ Tưởng không khỏi vô cùng ảo não buồn chán. Hối hận lúc trước không sớm nghe lời khuyên của Ngô Tài Giang, đề phòng Phó Tiên Phong giở thủ đoạn ở sau lưng điều tra. Nếu có thể sớm phát hiện, thì hiện tại có lẽ cũng sẽ không bị động như thế. Thế nhưng có hối hận cũng là vô ích, bởi vì thế lực Phó gia vô cùng to lớn, cho dù hắn có đề phòng đi chăng nữa, chỉ e là cũng không biết được khi nào thì Phó Tiên Phong sẽ có hành động thi triển thủ đoạn. Hơn nữa một điểm quan trọng nhất, quan hệ giữa hắn và Liên Nhược Hạm quả thật là một thùng thuốc nổ. Cho dù hắn biết Phó Tiên Phong đã biết được quan hệ giữa hắn và Liên Nhược Hạm, thì sao nào? Chẳng lẽ lại có thể khiến cho Phó Tiên Phong phải ngậm miệng lại? Nhưng hắn vẫn không tài nào hiểu được chính là, Phó Tiên Phong làm thế nào điều tra được bên trong quan hệ giữa hắn và Liên Nhược Hạm, làm thế nào khiến cho Ngô gia tin rằng hắn chính là cha ruột đứa bé. Với sự thông minh của Phó Tiên Phong, tuyệt đối sẽ không giáp mặt nói chuyện với Ngô gia, nếu không dưới cơn thịnh nộ của Ngô gia, cũng sẽ liên lụy đến y. Cũng sẽ không có tốt lành gì đối với y. Thế lực Phó gia vẫn không thể so sánh với Ngô gia, Phó Tiên Phong sẽ tự biết thân biết phận. Hạ Tưởng nghĩ không ra, cũng chẳng thích đi đoán mò gì, hắn biết, muốn hóa giải lửa giận của Ngô gia là vô cùng khó khăn, tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, nếu có thể liên lạc với Liên Nhược Hạm thì tất cả có thể giải quyết êm xuôi, nếu liên lạc không được, thì đúng thật là phiền toái. Hắn không dám khẳng định Trần Phong và Hồ Tăng Chu có thể chịu đựng được áp lực hay không. Nhưng hắn rất rõ, thế lực Ngô gia quá lớn, nếu có thể khiến cho hơn phân nửa ủy viên thường vụ ra mặt phản đối bổ nhiệm của hắn, thì cũng sẽ có cửa ngõ cho người ra mặt tạo áp lực với Trần Phong và Hồ Tăng Chu. Chỉ cần Trần Phong chịu thỏa hiệp,
thì chức vụ bí thư quận ủy quận Hạ Mã của hắn cũng sẽ hoàn toàn bay đi mất. Nguy hiểm, thật sự là thời cơ nguy hiểm, nếu như quả thật là Phó Tiên Phong ở đằng sau giật dây, vậy thì Phó Tiên Phong theo như lời Dịch Hướng Sư đã nói chính là nhân vật chính trị có tiềm lực nhất của Phó gia, quả nhiên vô cùng chuẩn xác. Hạ Tưởng đối với Phó Tiên Phong có thêm nhận thức, lại hiểu sâu hơn. Đồng thời sự căm hận đối với Phó Tiên Phong cũng tăng đến tột cùng. Nếu như quả thật là ông cụ Ngô gia tự mình ra tay, Hạ Tưởng sẽ không giống lần trước khi Ngô Tài Giang ra tay mà dễ dàng né tránh được, Diệp Thạch Sinh khi đối mặt với nhân vật số 4 ngày xưa, chỉ sợ là không chịu nổi áp lực. Hạ Tưởng trong lòng biết rõ là, gạt bỏ vị trí bí thư quận ủy quận Hạ Mã của hắn chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai, chính là muốn cắt đứt tiền đồ của hắn. Hạ Tưởng suy đoán không sai, trong văn phòng bí thư tỉnh ủy, Diệp Thạch Sinh cau mày, đi qua đi lại trong phòng. Ở bên ngoài Ma Thu nghe được tiếng bước chân không ngừng được truyền từ trong phòng thì biết là, bí thư Diệp gặp phải điều phiền lòng, hơn nữa không phải là việc khó xử bình thường. Bởi vì Diệp Thạch Sinh một khi gặp phải sự tình khó quyết đoán thì việc ưa làm nhất chính là đi bộ thong thả. Trong phòng thanh âm không ngừng vang dội hơn nửa tiếng đồng hồ. Diệp Thạch Sinh cũng đã suy tư hết nửa tiếng đồng hồ. Đến khi cảm giác được chân đều đã tê dần, thì mới miễn cưỡng ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống ông lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng vẫn còn do dự. Nghĩ tới cuộc điện thoại thủ đô đã nghe nửa giờ trước, trong lòng Diệp Thạch Sinh vẫn còn rất khó hiểu, không biết Hạ Tưởng rốt cuộc là làm ra cái gì mà đắc tội với nhân vật lợi hại như vậy, không ngờ kinh động đến Ngô gia, còn muốn hủy diệt tiền đồ của Hạ Tưởng thì mới bằng lòng thỏa dạ. Tâm tình Diệp Thạch Sinh hôm nay có thể nói là vô cùng kích động, đầu tiên là khi đang chuẩn bị đi thị sát công tác, thì nghe được tin có một cảnh tượng không thể khống chế được phát sinh trong hội nghị thường vụ thành phố Yến, lập tức chấn động, ngay tức khắc hủy bỏ thị sát, còn chưa kịp đích thân gọi điện thoại chất vấn Trần Phong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thì nhận được cuộc điện thoại ở thủ đô. Điện thoại là người bạn tốt của ông, hiện đang đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lan Thành gọi tới. Lan Thành đầu tiên là khách sáo hỏi thăm vài câu, theo sau đó lập tức vô đề, nói thẳng chuyện Hạ Tưởng. Thạch Sinh đã nghe sự tình trên hội nghị thường vụ thành phố Yến. Chuyện trên chính trị, đúng là mưa gió thất thường, hơn nữa nào giờ cũng chưa hề thiếu mặt ngựa ô, phải không? Có một câu nói tôi nói anh nghe, về phần sau khi nghe xong anh xử lý thế nào, tôi tuyệt không hỏi đến, chỉ là nói với anh chuyện nặng nhẹ cấp bách của sự việc, để anh quyết định đi bên trái hay đi bên phải. Diệp Thạch Sinh biết rõ tính tình Lan Thành, thích hàm xúc nói chuyện, liền cười nói. Anh và tôi đã là bạn bè nhiều năm, cũng xem như bạn bè tri âm, có chuyện cứ nói. Tôi cũng vừa mới biết được sự tình thành ủy thành phố Yến, còn chưa kịp xử lý, thì anh gọi đến. Lan Thành vẫn thong thả nói. Hạ Tưởng rước họa lớn rồi, có người muốn hạ bệ cậu ta, chẳng những không muốn cho cậu ấy làm bí thư quận ủy, còn muốn cả vị trí trưởng phòng của cậu ấy cũng mất luôn, đường bên thành phố Yến đã được phong kín, chỉ còn xem tỉnh Yến có còn đường cho Hạ Tưởng hay không. Hạ Tưởng rốt cuộc đã làm gì, đáng để huy động nhân lực đến thế này. Diệp Thạch Sinh chấn động, dù gì thì trong lòng ông đã rõ, có thể khiến cho hơn phân nửa ủy viên thường vụ thành phố Yến đồng thanh lên tiếng, thì ngay đến ông cũng không có năng lực làm được, xem ra thì, khẳng định chính là nhân vật hết sức quan trọng ra tay. Hạ Tưởng chàng thanh niên này cũng không phải là lỗ mãng, cho dù là kích động nhất thời của tuổi trẻ, cũng không đến mức khiến cho nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh nổi trận lôi đình. Thân phận của nhân vật lớn đều rất tự cao tự phụ, sao có thể hơi một tí là tức giận trẻ danh vậy. Diệp Thạch Sinh thấy khó hiểu thì cũng là khó hiểu, cũng biết có một số việc, nhân vật lớn chỉ nói kết quả cho anh biết, sẽ không nói rõ nguyên nhân cho anh biết, có làm hay không do chính anh quyết định. Làm, thì ông ta sẽ nhớ kỹ cái tốt của anh. Không làm, ông ta cũng sẽ không miễn cưỡng anh, nhưng đợi đến một ngày khi anh đột nhiên vấp phải sai lầm nào đó, vậy thì cũng đừng nên oán trách người khác. Cho nên sau khi hỏi xong, Diệp Thạch Sinh mới tự biết nói lỡ lời, vội thu lại lời nói mới rồi, hỏi. Sao, không thể xoa dịu đường sống? Giọng điệu Lan Thành khi nói chuyện giống như trước không thay đổi, từ trong thanh âm căn bản không nghe ra được tâm trạng của ông thản nhiên nói. Không có, nếu còn có đường sống, cũng sẽ không đồng bộ tiến hành, trước là thành phố Yến sau thì tỉnh Yến. Thạch Sinh, ông cụ cũng có nghe nói anh đối với Hạ Tưởng rất là quý trọng. Mặc kệ là xuất phát từ mến mộ nhân tài, hay là nguyên nhân khác, nhưng lúc này là một thời cơ mấu chốt để đứng vào hàng lối, nói không chừng là một bước ngoặc hay, con đường của anh sẽ được mở rộng. Ha ha,
cũng là chỗ bạn cũ chúng ta tùy tiện tâm sự, tôi không nói nhiều, anh cũng sẽ hiểu, ông cụ tuy rằng đã rút lui, nhưng lão nhị thì ở Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, lão tam thì ở Đoàn Trung ương. Trong lòng Diệp Thạch nhảy dựng, rốt cục biết được Hạ Tưởng đã đắc tội với Ngô gia thủ đô. Ông cụ Ngô gia từng là nhân vật số 4, sau khi rút lui, vẫn còn lại uy thế, hơn nữa Ngô gia rễ sâu lá tốt, như một gốc cây đại thụ che trời, tán cây che lấp mặt trời, rễ cây chằn chịt khó gỡ, chẳng những trải rộng thế lực ở thủ đô, mà trong cả nước hoa lá rải rác khắp nơi, có không ít dòng dõi, được xưng đệ nhất gia tộc thủ đô. Tuy rằng nói bầu không khí chính trị trong nước chưa bao giờ tuyên bố công khai cái gì là thế lực gia tộc, người thật sự trong quan trường, không ai không rõ ai là người của ai. Không ai không rõ điện lực nằm trong tay gia tộc nào, dầu mỏ trong tay gia tộc nào, còn công nghiệp quân sự lại lực nằm trong tay gia tộc nào. V.V. Đằng sau mỗi một ngành nghề lũng đoạn, đứng đầu đều là thế lực một gia tộc khổng lồ, và tương ứng với thế lực gia tộc chính là quyền phát ngôn trên chính trị và quyền quyết định sách lược. Chính trị và kinh tế, cho tới bây giờ đều là một thể hỗ trợ lẫn nhau không thể tách rời. Thế lực Ngô gia rốt cuộc có to lớn bao nhiêu, e là chỉ có chính Ngô gia mới có thể biết rõ. Một thế lực gia tộc khổng lồ, không nằm ở chỗ phải có người trong ủy viên thường vụ Bộ Chính trị hay không, mà là ở chỗ quy mô sản nghiệp sau lưng được bao lớn, thế lực giải rác trong nước rộng tới cỡ nào, trong Bộ Chính trị, có bao nhiêu quyền phát ngôn. Chính trị, có khi cần nhờ thực lực nói chuyện, cần nhờ thế lực nói chuyện, cần nhờ kinh tế nói chuyện. Một người không có cội nguồn gốc rễ cho dù tiến tới tầng lớp ủy viên thường vụ, lời của ông ta cũng không được xem trọng. Nhưng nói lại thì, không có thực lực cũng không vào được tầng lớp ủy viên thường vụ, có thể cũng có ủy viên thường vụ ở mặt ngoài không thấy rõ xuất thân từ thế lực gia tộc nào, lại không có thực lực gì, nhưng trên thực tế khẳng định sau lưng có một giai cấp tầng lớp ủng hộ ích lợi cực lớn. Anh đại diện cho ích lợi thực lực tập đoàn bao lớn, thì lời của anh càng có nhiều phân lượng. Diệp Thạch Sinh tự nhận không có vốn kết giao với của Ngô gia cũng không có tâm tư quá lớn đối với Tỉnh Yến, có lẽ là cảm thấy Tỉnh Yến bất luận là duyên chính trị hay trên kinh tế, đều không phù hợp kế sách phát triển Ngô gia, cho nên Ngô gia vẫn không bố trí thế lực nào tại Tỉnh Yến, cũng là đột nhiên sau khi xảy ra sự kiện Hạ Tưởng, mới có người nghĩ đến cần phải thông qua ông để hạ bệ Hạ Tưởng. Cũng phải, một bí thư tỉnh ủy muốn gạt bỏ một trưởng phòng, cũng không phải là việc khó khăn gì. Tạo thêm nhiều áp lực chèn ép, thêm chút đại ải, mấy tháng sau, có thể làm cho Hạ Tưởng chật vật không chịu nổi, càng khó vươn lên hơn. Nhưng vấn đề là, Diệp Thạch Sinh không phải một người tính cách mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán, hơn nữa rất có cảm tình đối với Hạ Tưởng, vẫn luôn coi hắn cùng một phe, toàn bộ trụ sở tỉnh ủy, ai không biết Hạ Tưởng là người tâm phúc bên cạnh bí thư Diệp. Nếu ra tay chèn ép Hạ Tưởng, người khác sẽ nghĩ ông thế nào nhìn ông thế nào. Ngay cả người thân tín nhất của chính mình còn muốn làm ra chuyện có mới nới cũ, về sau còn ai dám trung thành với ông, còn ai dám nương tựa vào ông. Về công về tư, Diệp Thạch Sinh đều không xuống tay được. Nhưng nếu mà thật sự làm như vậy, thì sẽ tranh thủ lấy được niềm vui của Ngô gia, bước tiếp theo của ông sẽ được tiến thêm bước nhỏ, cho dù không vào được Bộ Chính trị, hưởng thụ một chút đãi ngộ cấp phó quốc gia cũng không thành vấn đề, dù sao chức quan nhàn hạ cấp phó quốc gia cũng không ít. Dựa vào chiến tích thì bước tiến nhỏ của ông cũng có khả năng nằm giữa cả hai, nếu có chiến tích lại có Ngô gia lên tiếng, thì là một sự chắc chắn rồi. Nói không bị cám dỗ đó là gạt người, phấn đấu cả đời, thời khắc mấu chốt có thể vươn lên, thì ai mà không muốn bước qua cái ngưỡng trước mắt. Nhưng thật muốn Diệp Thạch Sinh dẫm lên người Hạ Tưởng mà đi qua, ông vừa nghĩ tới điều chỉnh kết cấu sản nghiệp mang đến biến hóa lớn cho Tỉnh Yến, cùng với chiến tích chói lọi của ông. Đều là do Hạ Tưởng một tay thúc đẩy, ông lại không đành lòng. Chính trị không nói tình cảm, nhưng con người nào phải cỏ cây, sao có thể vô tình. Diệp Thạch Sinh cũng không ngay tức khắc trả lời Lan Thành, sau khi buông điện thoại, ông cũng không kịp lo nghĩ gì đến việc gọi điện thoại cho Trần Phong để tìm hiểu rõ sự tình, mà một mình trong phòng đi tới đi lui hết suy lại nghĩ, vẫn là nghĩ mãi không ra, khó có thể hạ quyết tâm. Một lát sau, Diệp Thạch Sinh nghĩ lại, hay là gọi điện thoại cho Trần Phong, nghe ngóng một chút tình huống của thành ủy thành phố Yến rồi tính tiếp, bổ nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã, sự tình không chỉ có liên quan đến sự phát triển về sau của quận Hạ Mã, mà còn móc nối với 10 tỷ đầu tư của tập đoàn Đạt Tài, cũng là chuyện đau đầu khó mà xử lý. Không ngờ ông còn chưa kịp cầm lấy điện thoại, chợt nghe Ma Thu ở bên ngoài xin chỉ thị. Bí thư Diệp, Hạ Tưởng đến.
Hạ Tưởng đi vào văn phòng Diệp Thạch Sinh, vẻ mặt hắn bình tĩnh, không hề bối rối và khẩn trương như trong tưởng tượng của Diệp Thạch Sinh, vẫn là vẻ mặt cười mỉm mang chút cung kính nói với ông. Bí thư Diệp, tôi có hai việc cần báo cáo với ngài, xin hỏi ngài có thời gian hay không? Diệp Thạch Sinh âm thầm kinh ngạc, vào thời điểm ông từ trưởng phòng được đề bạt lên phó giám đốc sở, tuy nhiên giữa chừng có chút trắc trở khó khăn, lúc ấy ông mất ăn mất ngủ 3 ngày 3 đêm, mãi đến sau khi được xác định, mới có thể yên giấc, hồi phục tinh thần. Hạ Tưởng gặp phải không chỉ là từ trưởng phòng vượt cấp đến phó giám đốc sở, hơn nữa còn là chức phó giám đốc sở thực sự, xứng đáng với cái tên nhân vật số 1, so ra thì hơn xa phó giám đốc sở bình thường. Thành hay không, sự tình chẳng những liên quan tới kế hoạch tiền đồ cả đời, thậm chí còn thể là đối mặt thử thách sinh tử. Mặc kệ Hạ Tưởng là giả bộ trấn tĩnh, hay thật sự là thản nhiên như thế, có thể có được biểu hiện bên ngoài như vậy, với tuổi tác của hắn, quả là không đơn giản. Diệp Thạch Sinh tùy tiện chỉ về phía sofa. Ngồi đi, có thời gian, có việc cứ nói. Hạ Tưởng hít sâu một hơi, châm trước câu văn một chút, đại khái trầm mặc hơn 10 giây, hắn mới mở miệng nói. Bí thư Diệp, tôi phạm vào vấn đề tác phong cuộc sống, cố ý đến đây thừa nhận sai lầm với ngài, tôi chấp nhận mọi phê bình và xử phạt của ngài. Diệp Thạch Sinh nhìn thẳng hai mắt của Hạ Tưởng, nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng lúc này đột nhiên bày ra thái độ tự mình phê bình, chủ động thừa nhận vấn đề tác phong cuộc sống, chẳng lẽ còn chê tình hình hiện tại chưa đủ loạn, còn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Sốt cuộc là muốn đưa ra chủ ý gì đây? Ông ngây người sửng sốt một chút, liền nói. Có dũng khí thừa nhận sai lầm là tốt rồi, nói đi, để xem cụ thể là tình huống gì. Hạ Tưởng cũng không ngồi xuống, hai tay khoác trước ngực, vẻ mặt thành khẩn nói. Không giấu bí thư Diệp, tôi không đủ nghiêm ngặt ở mặt tác phong cuộc sống, đã ngoại tình với một người phụ nữ, hơn nữa còn sinh một đứa con trai. Tôi muốn thừa nhận sai lầm với bí thư Diệp, cho dù là phê bình giáo dục hay là khai trừ chức vị của tôi đều không có chút oán hận, chấp nhận mọi xử phạt của tổ chức. Lời nói của Hạ Tưởng cũng không làm nổi lên gợn sóng nào trong lòng Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh thân là bí thư tỉnh ủy, đối với cán bộ lớn nhỏ bên trong tỉnh Yến, ai có ngoại tình, ai có người tình, không thể nói là hiểu biết cặn kẽ, cũng là biết được 7-8 phần. Tình đời là thế, ông chỉ có thể mắt nhắm mắt mở giả không biết, người không ai hoàn hảo cả, không thể yêu cầu người thường theo tiêu chuẩn thánh nhân. Ông càng hiểu rõ là, có đôi khi cán bộ còn không bằng người thường, ít nhất thì khúc mắc của người thường không nhiều bằng cán bộ, bởi vì người thường không có cơ hội tìm trăm phương ngàn kế để đi tính toán hãm hại người khác. Hạ Tưởng nói hắn có một người tình, còn có một đứa con riêng, đối với Diệp Thạch Sinh mà nói, căn bản có thể là chuyện lớn cũng có thể là chuyện nhỏ, thậm chí có thể nói là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Đừng nói là Hạ Tưởng chủ động thừa nhận, cho dù là người khác ở sau lưng phát hiện Hạ Tưởng có gian tình, có ý đâm thọc với ông cũng sẽ bỏ mặc, việc không đáng lo. Tuy nhiên Hạ Tưởng giáp mặt nói ra thì lại là một vấn đề khác, ông liền không thể không lấy uy nghiêm của bí thư tỉnh ủy ra, mãnh liệt phê bình chỉ trích Hạ Tưởng một hồi, nghiêm lệnh về sau đoạn tuyệt qua lại với người phụ nữ kia, phải căn cứ vào thái độ chịu trách nhiệm vì đảng vì nước vì dân, nghiêm khắc yêu cầu chính mình, không nên bôi nhọ vào mặt đảng viên đảng Cộng sản. Chương 530, sáng tỏ thông suốt. Diệp Thạch Sinh nói gì, Hạ Tưởng nghe vậy, liên tục gật đầu nói phải. Đợi Diệp Thạch Sinh phê bình xong, cũng không nhắc tới xử lý hắn thế nào, lại hỏi. Còn chuyện gì nữa không? Gần đây tình trạng sức khỏe không tốt lắm, đi khám bác sĩ kiến nghị tôi nghỉ ngơi một thời gian, tôi muốn xin nghỉ phép một tuần, nghỉ ngơi chút. Hạ Tưởng vẫn cung kính nói. Đứng ngoài cuộc không quan tâm, nhất thời Diệp Thạch Sinh không hiểu vì sao trong thời điểm mấu chốt mà Hạ Tưởng đột nhiên muốn nhảy ra, chẳng lẽ hắn là người trong cuộc. Giả vờ xin nghỉ bệnh thì có thể làm được người ngoài cuộc tỉnh táo. Trong lòng ông có chút phẫn nộ, vô cùng bất mãn với thái độ trốn tránh của Hạ Tưởng. Đồng chí Hạ Tưởng, tôi đã biết chuyện của hội nghị thường vụ thành ủy thành phố Yến, chắc cậu cũng đã nghe qua, bây giờ thái độ của cậu là bất mãn đối với tổ chức, hay là đơn giản muốn vứt bỏ gánh nặng, khiến tổ chức khó xử. Diệp Thạch Sinh tăng thêm giọng điệu. Hạ Tưởng vẫn biểu hiện đầy cung kính, liền nói. Bí thư Diệp ông hiểu lầm tôi rồi, tôi luôn sâu sắc ghi tạc sự tín nhiệm và chiếu cố của bí thư Diệp, luôn ghi nhớ trong lòng, không dám quên, sao tôi có thể bỏ gánh. Cho dù không thể đến quận Hạ Mã đảm nhiệm chức vụ mới, tôi cũng có thể ở tổ lãnh đạo phát huy quang và nhiệt, cũng có thể chỉ đạo công việc xây dựng quận Hạ Mã,
cống hiến cho sự phát triển của thành phố Yến mà bản thân nên làm, cũng không phụ kỳ vọng của ông đối với tôi, chẳng qua quả thật là chuyện xảy ra đột ngột, dưới tình thế trước mắt, tôi vẫn đứng ngoài cuộc thì tốt hơn, tôi không muốn vì tôi mà khiến Bí thư Trần khó xử, khiến ông khó xử, một mình tôi chịu chút uất ức không sao, không muốn vì vấn đề cá nhân tôi mà đem đến phiền phức không cần thiết cho tỉnh Yến và thành phố Yến, hơn nữa tôi cũng muốn thừa cơ hội để tĩnh tâm suy nghĩ, giải quyết một số vấn đề tác phong sinh hoạt của cá nhân. Không đợi Diệp Thạch Sinh mở miệng hỏi, Hạ Tưởng lại bổ sung nói. Cô ấy tên là Liên Nhược Hạp, là người thủ đô, hiện đang cùng con sống ở thủ đô, bây giờ không thể liên lạc được. Tôi nghĩ có lẽ là gia đình cô ấy đã áp dụng biện pháp khống chế, không để cô ấy liên hệ với bên ngoài. Nếu như chuyện là do tôi gây ra, tôi phải gánh chịu trách nhiệm nên có. Diệp Thạch Sinh không hiểu được tại sao Hạ Tưởng lại khư khư nắm giữ vấn đề cuộc sống riêng của hắn, ông đã không truy cứu vấn đề của hắn, hắn vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại, Hạ Tưởng không phải người không hiểu chuyện, hôm nay làm sao vậy? Đợi đã, Liên Nhược Hạp, Diệp Thạch Sinh bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, nghĩ tới cái gì, hỏi. Liên Nhược Hạp có phải chủ tịch tập đoàn Viễn Cảnh hay không? Đúng vậy, chính là cô ấy. Hạ Tưởng không chút che giấu. Nói ra toàn bộ sự thật. Đúng, họ của Liên Nhược Hạm là họ mẹ cô ấy, thật ra ba cô ấy họ Ngô, tên Ngô Tài Dương. Diệp Thạch Sinh vốn luôn ngồi trên ghế nói chuyện, nghe xong câu này liền vô cùng hoảng sợ lập tức đứng lên. Cậu nói gì, Liên Nhược Hạm là con gái của Ngô Tài Dương, là thật sao? Vẻ mặt Hạ Tưởng bất đắc dĩ. Chuyện lớn như vậy, tôi đâu dám lừa dối ông, vốn dĩ cô ấy cùng con sống ở nước ngoài. Bởi vì bệnh tình ông cụ Ngô gia nghiêm trọng, tôi mới khuyên cô mang đứa nhỏ về dỗ ông cụ vui vẻ, bởi vì ông cụ thích nhất là con nít, xuất phát từ sự kính trọng đối với Ngô gia, tôi còn cho đứa bé mang họ Ngô. Diệp Thạch Sinh thần sắc phức tạp, ngây người một lát, lại chậm rãi ngồi xuống ghế suy nghĩ, nhẹ nhàng phất tay, nói. Cho phép cậu nghỉ phép một tuần, đi đi. Sau khi Hạ Tưởng đi, Diệp Thạch Sinh ngồi một lúc lâu, bỗng nhiên lắc đầu mỉm cười. Hạ Tưởng ơi Hạ Tưởng, tôi mới vừa hiểu cậu, thì ra cậu cũng thật thông minh, kế lấy lui làm tiến rất hay, cậu cũng thật làm khó tôi. Ngay từ đầu Diệp Thạch Sinh nghĩ rằng Hạ Tưởng chỉ là giận lấy, dứt khoát bỏ gánh mặc kệ, với lý do xin nghỉ bệnh, bỏ mặc công việc tổ lãnh đạo không quản, mượn cớ chút ra sự bất mãn trong lòng. Có thể nói hành động này cũng có hiệu quả nhất định, nhưng tuyệt đối sẽ để lại ấn tượng lỗ mãng cho người khác, cho ra lời bình chính là không thể trọng dụng. Diệp Thạch Sinh cũng không hiểu vì sao Hạ Tưởng đột nhiên trở nên không có trí tuệ chính trị, chẳng lẽ chỉ là một lần thất bại trên con đường làm quan. Cũng phải, dù sao cũng còn quá trẻ, không có trải qua trắc trở lớn, có chút cảm xúc cũng bình thường. Sau đó đợi Hạ Tưởng từ từ nói ra nguyên nhân, Diệp Thạch Sinh mới bừng tỉnh. Không thể không khen ngợi biện pháp lấy lui làm tiến của Hạ Tưởng quả thật cao minh, bởi vì hắn trực tiếp để lại vấn đề khó cho ông. Sau đó nhảy qua một bên, yên lặng đợi tình thế phát triển. Mặc dù Hạ Tưởng có chút ý dở trò, Diệp Thạch Sinh đứng ở góc độ của Hạ Tưởng xuất phát, cách làm của Hạ Tưởng không có gì đáng trách, thậm chí có thể nói, dưới thế cục áp lực cao trước mắt, đó là biện pháp ổn thỏa nhất hữu hiệu nhất. Sự thông minh của Hạ Tưởng là ở chỗ, trước tiên hắn lấy sự thành khẩn để thắng được cảm tình tốt của ông, sau đó ném ra quả bom nặng ký, nói ra sự thật Liên Nhược Hạm là người của Ngô gia. E rằng Hạ Tưởng cũng đoán được nếu Ngô gia nhúng tay vào thành phố Yến, nhất định sẽ nhúng tay đến tỉnh Yến, cho nên hắn dứt khoát để lại vấn đề khó cho ông, để ông có một lựa chọn vô cùng gian nan. Hạ Tưởng không quá thể hiện lòng trung thành, cũng không giống đám cán bộ, khóc lóc chảy nước mắt để được đồng tình, hắn chỉ bày ra trước mặt các mặt lợi ích và điều kiện, mặc cho ông lấy hay bỏ. Cách làm của Hạ Tưởng là cách làm thông minh nhất mà Diệp Thạch Sinh có thể nghĩ ra được. Bởi vì hành động này của Hạ Tưởng chẳng những không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hơn nữa còn để ông không tìm ra được bất kỳ sai sót nào, đồng thời cũng biểu lộ rõ ràng quan điểm của hắn. Quan điểm của Hạ Tưởng chính là, sở dĩ người của Ngô gia ra tay chèn ép hắn, là bởi vì chuyện giữa hắn và Liên Nhược Hạm. Mà giữa hắn và Liên Nhược Hạm chẳng những có tư tình, còn có một đứa con trai. Con trai mang họ Ngô, vì bệnh tình của ông cụ Ngô gia, họ cố ý về nước. Tuy rằng Hạ Tưởng không nói rõ, Diệp Thạch Sinh cũng có thể từ đó rút ra kết luận, Liên Nhược Hạ mặc kệ lợi ích gia tộc, mặc kệ thân phận mà ở cùng Hạ Tưởng, tình cảm đối với Hạ Tưởng chắc chắn một lòng một dạ. Còn ông cụ Ngô gia lại vô cùng yêu thích con trai của Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạ,
nhưng bởi vì Liên Nhược Hạm ở cùng một người đàn ông có vợ, từ đó mà giận cá chém thất đối với Hạ Tường. Xét đến cùng là chuyện nhà của Ngô gia, Diệp Thạch Sinh liền hiểu ra, trọng điểm là ở trên chuyện nhà. Hạ Tường rõ ràng là ám chỉ, ông cụ nhất thời tức giận mà ra quyết định, có lẽ sau này sẽ hối hận vì Liên Nhược Hạm kịch liệt phản kháng, nói cách khác, bây giờ ông ra tay thay Ngô gia xử lý Hạ Tường, đợi khi ông cụ hối hận, đừng nói là cảm ơn ông, nói không chừng sẽ oán trách ông lúc đó nhiều chuyện. Người già rồi, lại vô cùng yêu mến đứa con của Liên Nhược Hạm và Hạ Tường, hơn nữa Hạ Tường cũng nói để đứa bé mang họ Ngô, rõ ràng là lấy lòng ông cụ, thực tế là một kế hay, ông cụ càng thích đứa bé, càng không đành lòng thì càng trúng kế, chỉ cần Liên Nhược Hạm nói ra không để đứa trẻ mang họ Ngô nữa, ông cụ chắc chắn không làm. Nếu như không đồng ý, thì phải lấy điều kiện trao đổi, Hạ Tường tương đối nắm vững điểm yếu của ông cụ. Thủ đoạn tuyệt diệu, muốn có được gì đó, thì trước tiên phải cho ra gì đó, ông cụ vô tình vẫn trúng kế của Hạ Tường. Diệp Thạch Sinh sáng tỏ thông suốt, lập tức thông hiểu rất nhiều. Bề ngoài Hạ Tường để lại vấn đề khó cho ông, thật ra cũng đã cho ông một đáp án, ông đã có quyết định. Nếu như là chuyện nhà Ngô gia, thì mặc kệ không quản, nếu không cả hai bên rất dễ không có kết cục tốt. Ông vừa không muốn lấy đi tiền đồ của Hạ Tường, cũng không muốn đắc tội với Ngô gia, biện pháp tốt nhất trước mắt chính là một chữ, trì hoãn. Hạ Tường không phải đã xin nghỉ bệnh rồi sao? Được, cứ trả lời Lan Thành nói đợi Hạ Tường đi làm rồi tính sau. Ai biết khi nào Hạ Tường đi làm? Với sự thông minh của Hạ Tường, trước khi chuyện chưa được giải quyết, bệnh của hắn sẽ khỏe sao? Chắc chắn sẽ không. Diệp Thạch Sinh tâm bệnh đã qua, lập tức cảm thấy thoải mái rất nhiều. Ông thầm nghĩ chàng trai Hạ Tường cũng thật không đơn giản, vấn đề khó đến đâu cũng có thể tìm ra biện pháp giải quyết, thật là một người tâm tư trong sáng. Suy nghĩ một hồi, ông lại nhớ đến thế cục thành phố Yến, liền có chút bất mãn đối với Trần Phong. Hội nghị thường vụ thành ủy xảy ra chuyện lớn như vậy, đến giờ y cũng không gọi điện báo cáo công tác, cũng có chút lên mặt không đúng. Diệp Thạch Sinh vốn định đợi Trần Phong chủ động đến báo cáo công tác, nhưng dù sao chuyện cũng liên quan đến Hạ Tường, ông vô cùng cảm kích đóng góp to lớn mà Hạ Tường đã làm trong chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đối với tỉnh Yến, cũng một lòng muốn nâng đỡ Hạ Tường một đoạn, nếu như ông đã hiểu rõ chân tướng sự việc, ông lại lo Trần Phong không chống đỡ nổi áp lực, nếu như chẳng may thỏa thuận, nếu như Hạ Tường không thể thuận lợi đảm nhiệm chức phụ bí thư quận ủy quận Hạ Mã, đầu tư của tập đoàn Đà Tài có khả năng phá sản. Diệp Thạch Sinh liền dặn dò Ma Thu nói. Gọi điện thoại cho bí thư Trần Phong, gọi anh ta đến đây một chuyến. Ma Thu lại cho Diệp Thạch Sinh một câu trả lời bất ngờ. Bí thư Trần vừa mới gọi điện thoại tới, chút nữa ông ấy sẽ đến. Diệp Thạch Sinh gật đầu, trong lòng yên tâm một chút. Không lâu sau, Trần Phong đã chạy tới, y vừa nhìn thấy mặt của Diệp Thạch Sinh, liền giải thích nguyên nhân không báo cáo công tác ngay cho Diệp Thạch Sinh trước. Một là vì cùng Chủ tịch Hồ thảo luận đối sách, hai là đã nhận được điện thoại của thủ đô. Diệp Thạch Sinh cũng không so đo nhiều về sự thất lễ của Trần Phong, trực tiếp hỏi. Chuyện trên hội nghị thường vụ khoan nói, tôi cũng biết đại khái, chuyện cũng xuất phát từ chuyện giữa Hạ Tường và Liên Nhược Hạm, căn nguyên là ở trên người vị đó của Ngô gia. Hạ Tường đã xin nghỉ bệnh, tôi cũng đã đồng ý. Điều tôi lo lắng bây giờ là thái độ của cậu, cậu có cách nhìn thế nào về chuyện này? Biện pháp tiếp theo là gì? Qua bàn bạc khẩn cấp của tôi và Tăng Chu, quyết định hai người chúng tôi chia nhau tìm các ủy viên thường vụ nói chuyện riêng, tranh thủ phá vỡ từng vấn đề. Trước khi Trần Phong đến tỉnh ủy, cũng đã nói chuyện điện thoại với Hạ Tường, đã được biết nguyên nhân sự việc, đồng thời cùng Hồ Tăng Chu, Lý Ninh Sơn, Phương Tiến Giang mở một cuộc họp hội ý, đã quyết định phương hướng tiếp theo, vẫn kiên trì không thay đổi nguyên tắc nâng đỡ Hạ Tường lên chức. Không thể chấp thuận đối với ý đồ thao túng hội nghị thường vụ của Ngô gia, phải kiên trì chống lại. Mặc dù Trần Phong cảm nhận được áp lực cực lớn mà Ngô gia mang đến, nhưng ông vô cùng bất mãn với việc Ngô gia không báo trước mà trực tiếp ở trên hội nghị thường vụ đưa ra tập kích đột ngột. Thành phố Yến là thành phố Yến của ông, thế lực của Ngô gia có lớn hơn nữa, có bất mãn Hạ Tưởng hơn nữa, cũng không thể trực tiếp nhúng tay vào thành phố Yến, muốn mây mưa thất thường cũng phải chào hỏi ông một tiếng trước mới được. Đương nhiên ông đối với đám người Hạ Tường và Lý Ninh Sơn thì nói như vậy, tận đáy lòng suy nghĩ sâu hơn lại hoàn toàn giống với Diệp Thạch Sinh. Chuyện nhà của Ngô gia, gây đi gây lại, sau cùng vẫn là đầu voi đuôi chuột, ông cần gì phải đứng giữa không lấy lòng trong ngoài. Tuy nhiên xuất phát từ trái tim,
khi thật sự liên quan đến tiền đồ và lợi ích của bản thân ông, chưa chắc ông sẽ dốc sức bảo vệ Hạ Tưởng, nhưng ít ra sẽ không ra tay thu thập Hạ Tưởng. Bất kể là xuất phát từ góc độ nào, Trần Phong không thể xuống tay đối với Hạ Tưởng, ông đã quá coi trọng Hạ Tưởng. Đương nhiên Trần Phong cũng tỉnh táo mà ý thức được, chỉ dựa vào sức lực của một mình ông, tuyệt đối không thể nào chống lại Ngô gia, nhưng ông lại không cam tâm những cố gắng trước đó bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng suy nghĩ không để cho Phó Tiên Phong ngư ông đắc lợi. Dưới ám chỉ rõ ràng của Hạ Tưởng, Trần Phong đã biết rõ tác dụng của Phó Tiên Phong gây ra trong đó, Phó Tiên Phong giả vờ đứng ngoài cuộc, thật ra là tỏ thái độ lánh xa, không để người khác nghi ngờ y mà thôi. Chỉ đáng tiếc, người Phó Tiên Phong muốn bẫy là Hạ Tưởng, hơn nữa nếu như Hạ Tưởng không được chọn mà Bạch Chiến Mặc lên chức, người có thu hoạch lớn nhất chính là Phó Tiên Phong. Lại làm bộ không đếm xỉa đến, có đạt được ích lợi hay không thì không ai rõ. Trần Phong vô cùng chán ghét cách làm của Phó Tiên Phong, vốn là Ngô gia thao túng hội nghị thường vụ khiến ông khó xử, ông không thể trút giận lên Ngô gia, liền hoàn toàn trút hết lên người Phó Tiên Phong. Tuy nhiên điều khiến Trần Phong mơ hồ lo lắng chính là thái độ của Hồ Tăng Chu biến đổi lớn, y từ mãnh liệt ủng hộ Hạ Tưởng chuyển sang ủng hộ có hạn, thậm chí đề xuất tạm hoãn kiến nghị đưa lại danh sách. Còn hiệu quả mà Trần Phong muốn có là dao sắc chặt đay rối, trong thời gian ngắn nhất thuyết phục các ủy viên khác, quyết định sự việc. Về tư, Trần Phong quả thật yêu quý Hạ Tưởng, về công, ông cũng cho rằng quận Hạ Mã nhất định phải do Hạ Tưởng chủ trì công tác toàn diện, nếu không quả thật có khả năng đầu voi đuôi chuột. Rơi vào cục diện không lên không xuống. Nói cách khác thật sự là vì đầu tư chục tỷ của tập đoàn Đạt Tài, tuy rằng có thỏa thuận ngoài miệng, nhưng trên thương lượng kinh doanh, nếu như Hạ Tưởng không đảm nhiệm chức vụ đứng đầu, chưa chắc tập đoàn Đạt Tài sẽ rút vốn, nhưng chắc chắn sẽ kéo dài thời gian đầu tư. Trần Phong tin rằng Thành Đạt Tài nói được làm được, nếu thật như vậy, truyền ra ngoài, cũng không có lợi cho bước tiếp theo thu hút đầu tư của quận Hạ Mã. Bất kể suy xét theo góc độ nào, mặc kệ là suy xét từ góc độ đấu tranh chính trị, hoặc là thật lòng suy nghĩ vì triển vọng về sau của quận Hạ Mã, Trần Phong cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu, vẫn phải nâng đỡ Hạ Tưởng lên chức. Biến số của Hồ Tăng Chu nói rõ, tiếp tục kéo dài, thậm chí có khả năng lại xuất hiện người dao động trong phe phái của ông thì rắc rối. Trần Phong liền vội vàng đến thăm dò ý của Diệp Thạch Sinh, ông vẫn chưa biết Hạ Tưởng đã ra mặt trả lời với Diệp Thạch Sinh. Trần Phong dự tính do ông đích thân ra mặt thuyết phục Diệp Thạch Sinh. Chỉ cần Diệp Thạch Sinh có thể chống đỡ áp lực của cấp trên, ông nắm chắc có thể triển khai một vận động lập uy ở thành phố Yến. Khi nói chuyện, Trần Phong đã quan sát một chút vẻ mặt của Diệp Thạch Sinh, thấy ông vẻ mặt bình tĩnh, lộ ra sự tự tin nắm vững tất cả trong tay, thầm nghĩ chẳng lẽ Hạ Tưởng đã làm công việc thuyết phục bí thư Diệp. Nếu quả thật như vậy, thì đỡ chuyện lớn cho ông. Trần Phong không quá yên tâm, tiếp tục nói. Sau đó tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn nhất lần nữa đệ trình hội nghị thường vụ đề tài thảo luận bổ nhiệm bí thư và chủ tịch quận Hạ Mã, tranh thủ một lần thông qua, sẽ không kéo dài không quyết, nếu không bất lợi cho các hạng mục công tác triển khai toàn diện của quận Hạ Mã. Tôi báo cáo xong rồi, xin hỏi bí thư Diệp có tinh thần chỉ thị gì? Diệp Thạch Sinh vô cùng yêu thích nguyên tắc kiên định không đổi của Trần Phong, là bí thư thành ủy thành phố Yến, cách tỉnh ủy chỉ vài cây em, cách thủ đô cũng chỉ 300 km. Lúc nào cũng có ảnh hưởng từ tỉnh ủy và thủ đô, không chừng lúc nào đó sẽ có áp lực và cản trở không thể ngờ tới, là người đứng đầu thành phố Yến, phải có tính cách không dễ thỏa hiệp, nếu không khó mà làm nên việc lớn. Tỉnh ủy đối với công tác của cậu là khẳng định, nhưng cũng phải chú ý đoàn kết đại đa số đồng chí, phải dân chủ, đừng nên độc đoán. Diệp Thạch Sinh nói đạo lý lớn trước, sau đó chuyển đề tài, lại nói. Nhưng mà tình hình cụ thể phải phân tích cụ thể. Đối với chuyện đồng chí Hạ Tưởng đảm nhiệm chức vụ bí thư quận ủy quận Hạ Mã, với bản thân tôi mà nói, cho rằng là một lần điều chỉnh có ý nghĩa. Tôi cũng không tiện can thiệp quá nhiều vào công việc của thành ủy thành phố Yến, nhưng chuyện quận Hạ Mã liên quan trọng đại, nếu như thành ủy thành phố Yến có khó khăn, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cũng sẽ dốc sức ủng hộ. Diệp Thạch Sinh không muốn làm không tốt để người khác nói, ngụ ý là nếu như Trần Phong đề xuất, tỉnh ủy có thể ra mặt chỉ đạo công việc của thành ủy. Bình thường nói đến thành ủy cũng không muốn tỉnh ủy nhúng tay vào công việc cụ thể, ai cũng muốn mình làm chủ, nhất là đối với cấp phó tỉnh của thành phố Yến mà nói, càng không muốn tỉnh ủy khoa tay múa chân. Nhưng giống như lời nói vừa rồi của Diệp Thạch Sinh, tình hình cụ thể phân tích cụ thể, lúc này cần mượn lực lượng tỉnh ủy để tạo áp lực cho các ủy viên thường vụ khác, Trần Phong liền gật đầu đồng ý.
hy vọng Bí thư Diệp đến thành ủy thị sát công tác, đề xuất ý kiến quý giá đối với công việc trước mắt của thành ủy. Diệp Thạch Sinh do dự một chút, không ngờ Trần Phong trực tiếp mời ông đến thành ủy thị sát công việc, ông vốn dự định để Phạm Duệ Hằng ra mặt, bởi vì dù sao ông cũng vừa nhận được điện thoại của Lan Thành, liền lên giọng đến thành phố Yến chống lưng cho Trần Phong, có phải có chút quá rõ ràng bênh vực Hạ Tưởng hay không? Sau đó nghĩ lại, tỉnh Yến ai không biết Hạ Tưởng là tướng đắc lực của ông, trong thời điểm mấu chốt nếu như ông không chống đỡ, trên miệng Hạ Tưởng không nói, cũng sẽ thất vọng. Nhớ tới Hạ Tưởng đã chịu không biết bao nhiêu áp lực vì điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, chẳng những phải đối diện với sự chèn ép của Thôi Hướng, còn phải tranh luận với Trình Hy Học, đồng thời có biết bao đóng góp to lớn cho thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, đề bạc hắn đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã vốn là ý nên có, chỉ là Ngô Gia Sinh sự mới dẫn đến cục diện bây giờ, ông không ra mặt trợ uy cho Hạ Tưởng, chẳng phải là ông trước dùng người sau không cần người, không có phong độ và khí phách nên có của người cấp trên. Diệp Thạch Sinh đã quyết định dứt khoát, nói. Được, cậu hãy sắp xếp thời gian cụ thể, càng nhanh càng tốt. Trần Phong thăm dò được Diệp Thạch Sinh vẫn có thái độ ủng hộ Hạ Tưởng, cũng thể hiện khẳng định đối với những gì hắn đã làm, liền vô cùng yên tâm, nói. Xin Bí thư Diệp chú ý hướng đi của người cá biệt ở tỉnh ủy, sau lưng sự kiện của Hạ Tưởng, theo phỏng đoán, Phó Tiên Phong đã đóng vai xấu. Trần Phong đã nói ra ảnh hưởng bất lợi mà toàn bộ sự việc mang đến cho thành phố Yến, kể cả kết luận Phó Tiên Phong sẽ trở thành người được lợi lớn nhất cũng đã nói ra. Diệp Thạch Sinh khẽ cười. Cách đấu của Phó Gia và Ngô Gia, người vô tội gặp tai họa chấm tuy nhiên cho dù biết Phó Tiên Phong ra tay sau lưng, cũng tìm không được chứng cớ, nếu không đã có thể gậy ông đập lưng ông rồi. Trong lúc đang nói chuyện, Ma Thu lại từ bên ngoài thông báo. Bí thư Diệp, trưởng ban Mai đến. Diệp Thạch Sinh và Trần Phong nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng nghĩ thầm, chắc chắn lại là Hạ Tưởng kinh động đến Mai Thái Bình, một Ngô Gia một Phó Gia còn chưa đủ náo nhiệt, giờ lại đến thêm một Mai Gia. Mai Thái Bình sau khi đi vào, nhìn thấy Trần Phong cũng có mặt, liền khẽ gật đầu với Trần Phong, sau đó nói với Diệp Thạch Sinh. Bí thư Diệp, Hạ Tưởng đã xin nghỉ bệnh, có phải vì chuyện hội nghị thường vụ thành ủy không có thông qua bổ nhiệm hay không? Đúng lúc Bí thư Trần cũng ở đây, có phải nên nói xem vấn đề xảy ra ở đâu hay không? Tôi hỏi Hạ Tưởng, hắn không chịu nói, đã thu dọn đồ về nhà rồi, chàng trai tốt biết bao, lúc đi lại cô đơn như vậy, hắn đã làm nhiều công việc cho tỉnh Yến và thành phố Yến, chúng ta cứ buông tay mặc kệ như vậy, sao có thể xứng đáng với hắn? Chương 531, thủ đoạn của Mai Thái Bình. Tính tình của Mai Thái Bình thẳng thắn, nói chuyện dường như không chú trọng kỹ xảo. Nhưng lời của ông trong tai của Diệp Thạch Sinh và Trần Phong lại không hề cảm thấy chói tai, ngược lại vô cùng thoải mái. Trần Phong nghĩ, phong cách của Mai Thái Bình quả thật có chút giống ông, nhưng mà ông là nửa thật nửa giả, Mai Thái Bình đã làm đến thật giả không phân, so với cảnh giới của ông thì cao hơn một bậc. Mai Thái Bình có thể ngay thẳng khiến người khác chấp nhận vô điều kiện, cũng là một bản lĩnh khiến người ta khâm phục. Diệp Thạch Sinh liếc mắt nhìn Trần Phong một cái, cười nói. Bí thư Trần vừa nhắc đến muốn mời mấy vị lãnh đạo tỉnh ủy đến thành phố Yến thị sát công tác. Mai Thái Bình mới không ra vẻ kín đáo, trực tiếp hỏi Trần Phong. Là cách tốt, tôi cũng lâu rồi không đến thành phố Yến rồi. Trần Phong cười ha ha. Nếu như trưởng ban Mai có thể rút ra chút thời gian trong lúc đang bận rộn, tôi thay mặt thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chính thức đề xuất mời ông. Mai Thái Bình gật đầu nói. Có thể. Đợi ông sắp xếp là được, tôi đi trước, đi an ủi Hạ Tưởng một chút. Mai Thái Bình đến đi vội vàng, quay lưng là đi, Diệp Thạch Sinh đối với thái độ của ông không hề để ý, đợi Mai Thái Bình vừa đi, Diệp Thạch Sinh xúc động nói. Hạ Tưởng cũng nên vui mừng rồi. Hạ Tưởng không hề vui mừng giống như Diệp Thạch Sinh nghĩ, mà trong lòng hắn nặng trĩu khó hiểu, hắn nói không lo sự chèn ép của Ngô Gia là dối mình dối người. Nhưng ngược lại, hắn càng lo lắng cho nơi ở của mẹ con Liên Nhược Hạm. Đột nhiên họ mất đi liên lạc, hắn biết có lẽ là ông cụ áp dụng biện pháp. Cho dù là lừa dối Liên Nhược Hạm, hay dùng thủ đoạn kỹ thuật, dù sao chính là muốn cắt đứt quan hệ giữa hắn và Liên Nhược Hạm, trước khi sự việc đã rồi, không muốn họ nói chuyện với nhau. Ông cụ quả nhiên lợi hại, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là nhanh chóng nổi trận lôi đình, không cho người ta có cơ hội để thở dốc. Mặc dù hắn đã nói ra chân tướng cho Diệp Thạch Sinh và Trần Phong, cũng tin hai người họ sẽ có chọn lựa sáng suốt, nhưng trong lòng hắn vẫn không tự tin,
ông cụ ra tay, chắc chắn còn có thủ đoạn tiếp theo, không thể chỉ có chiêu này thì qua loa rút tay. Sẽ còn sát chiêu gì? Hạ Tưởng không thể nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ nhiều, mặc kệ ông cụ đã từng lợi hại thế nào, oai phong thế nào, ông muốn động đến hắn, cũng phải thông qua tỉnh ủy tỉnh Yến, ngoài ra, không còn cách nào khác. Chỉ cần tỉnh ủy tỉnh Yến có người bảo vệ hắn, trong thời gian ngắn ông cụ sẽ không thể đạt được, thời gian càng dài càng có lợi cho hắn, bởi vì hắn tin Liên Nhược Hạm sớm muộn cũng sẽ phản ứng lại, sớm muộn sẽ ra tay. Thành lũy dễ dàng công phá nhất là từ nội bộ, Liên Nhược Hạm vừa ra tay, khí thế của ông cụ sẽ mềm đi. Bây giờ thì hắn muốn mượn bệnh xin nghỉ phép, tạm thời rời khỏi tỉnh ủy tỉnh Yến, cũng muốn cho Diệp Thạch Sinh đầy đủ lý do kéo dài thời gian. Hắn không có vốn chính trị để đấu với ông cụ, nhưng hắn có thể so tài sự hơn kém thời gian, ông cụ so sánh với hắn, điều cần nhất chính là thời gian. Còn hắn, ưu thế lớn nhất chính là có thời gian. Đương nhiên hắn còn có kế sách khẩn cấp, chỉ là không đến thời điểm mấu chốt, tạm thời không muốn vận dụng. Về đến nhà, Hạ Tưởng không có nói cho Tào Thù Lê biết thế cục thành phố Yến và tỉnh Yến, không muốn cô lo lắng chuyện vô vị, bởi vì cô có lo lắng thì cũng không làm được gì, thôi thì không biết tốt hơn. Tuy nhiên hắn cũng vẫn biên ra một lý do, nói là vì đứng ngoài cuộc tốt hơn, không cho người ta nắm được cán. Trong một tuần gần đây, hắn nhàn rỗi ở nhà, không đi làm, chờ có kết quả bổ nhiệm quận hạ mã sẽ tính sau. Tào Thù Lê không nghi ngờ sự sắp xếp của Hạ Tưởng. Gần đây tất cả tâm tư của cô đều đặt lên đứa con, Tào Vĩnh Quốc lại không ở nhà, sự quan tâm đối với thế cục tỉnh thành cũng ít, chỉ cần Hạ Tưởng không nói, cô cũng không thèm hỏi đến chuyện chính trị. Nghe nói Hạ Tưởng có thời gian ở nhà với cô, đương nhiên vô cùng vui mừng. Khi hai người đang thương lượng buổi tối ăn gì, di động của Hạ Tưởng reo lên. Hắn vừa nhìn thấy là Mai Thái Bình gọi đến, đành phải cười xin lỗi Tào Thù Lê. Phỏng chừng đêm nay có bữa tiệc. Tào Thù Lê thè lưỡi. Biết ngay đàn ông các anh luôn thích giả vờ nhàn rỗi, sau đó lại đột nhiên bận rộn lên, có vẻ như rời khỏi các anh, thế giới sẽ không chuyển động nữa vậy. Các anh cũng không suy nghĩ, trước khi các anh chưa ra đời, thế giới cũng đã xoay chuyển bình thường vô số năm rồi. Hừ, một câu nói dẫn ra một phen đạo lý lớn của Tào Thù Lê, Hạ Tưởng đành phải khoát tay, mới không cùng cô tranh biện gì, liền nhận điện thoại. Quả nhiên như hắn nghĩ, Mai Thái Bình muốn gặp hắn nói chuyện. Hạ Tưởng suy nghĩ, liền hẹn địa điểm với Mai Thái Bình. Hạ Tưởng biết rằng, chuyện của hắn và Liên Nhược Hạm không giấu được Mai Thái Bình. Mai Thái Bình có lẽ trước đây đã biết một ít về gút mắc giữa hắn và Liên Nhược Hạm, nhưng có lẽ chỉ biết một, mà không biết hai. Bây giờ chuyện phát ra, tuy rằng Ngô gia giữ kỹ bí mật, nhưng đối với những rắc rối khó gỡ của các đại gia tộc mà nói, muốn biết nội tình cũng không phải chuyện khó. Hạ Tưởng đã nghĩ, đã là lúc nên thẳng thắn với Mai Thái Bình, chỉ là không biết Mai Thái Bình sẽ có phản ứng gì. Hạ Tưởng cũng lâu rồi không cùng Mai Thái Bình ăn cơm, liền hẹn gặp ở Sâm Lâm Cư. Hạ Tưởng để cho Sở Tử Cao sắp xếp một căn phòng thanh lịch yên tĩnh, chỉ đợi một chút, Mai Thái Bình đã vội vàng chạy đến. Một chút cũng không tỏ ra vẻ điềm đạm và dáng vẻ mà trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nên có, vừa thấy Hạ Tưởng liền hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Tiểu Hạ, cậu hãy nói thật với tôi, nếu không tôi không giúp cậu. Hạ Tưởng mỉm cười. Trưởng ban Mai, dù sao ông cũng phải ngồi xuống, uống ngụm trà, định thần, có được không? Nghe tôi từ từ nói lại. Không uống trà, cũng không định thần, cậu cứ trực tiếp ăn ngay nói thật được rồi. Mai Thái Bình vẻ mặt nghi vấn, như không quen biết quan sát Hạ Tưởng từ trên xuống dưới. Không nhìn ra, cậu cũng giấu kỹ thật, ngay cả ông cụ Ngô gia cũng có thể biết tên cậu, không đơn giản, có phải cậu đã gạt khuê nữ của lão Ngô? Cái này. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười cười. Đôi bên tình nguyện, nam nữ yêu nhau, không thể cho là lừa gạt, phải không? Hơn nữa Liên Nhược Hạm cũng sẽ không đơn giản đến nỗi mắc mưu của tôi, chuyện mắc mưu như vậy. Nếu như có mắc mưu cũng là hai người cùng mắc mưu, có đúng không? Mai Thái Bình sửng sốt, sau một lát cười ha ha. Cậu cũng có kiểu nói méo ngụy biện như vậy sao? Khiến con gái nhà người ta không danh không phận đi theo cậu, còn sinh con trai cho cậu, cậu có lời rồi còn khoe tài, biện giải cũng hùng hồn đầy lý lẽ, đừng nói là nhà lão Ngô, đổi lại là tôi thì cũng nổi trận lôi đình, thế nào cũng phải trừng trị cậu. Chẳng trách ông cụ già rồi, tính tình vẫn nóng như vậy. Nhất định phải vận dụng lực lượng để trừng trị cậu, nói không chừng bây giờ ông cụ đã tức đến thổi dâu trừng mắt.
Ha ha! Mai Thái Bình ít nhiều cũng có ý cười trên nỗi đau của người khác. Hạ Tưởng không dám nói lời nào, thầm nghĩ rằng chẳng may ông biết con của Mai Hiểu Lâm cũng là của tôi, thì sẽ không cười nhạo người khác. Nghĩ vậy, Hạ Tưởng cũng cảm thấy bản thân khá kinh khủng, con của Liên Nhược Hạm còn dễ nói, con của Mai Hiểu Lâm đơn thuần chỉ là ngoài ý muốn, cũng là Mai Hiểu Lâm cố ý giấu giếm, không thể hoàn toàn trách hắn. Sau khi cười xong, Mai Thái Bình mới kéo Hạ Tưởng ngồi xuống, nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa. Muốn vượt qua ải này của Ngô gia, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, chỉ cần thế cục thành phố Yến có thể hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Trần Phong, có thể trong thời gian ngắn nhất giao sắc chặt đay rối, đem bổ nhiệm của cậu thông qua hội nghị thường vụ, để chuyện trở thành sự thật, ông cụ có nóng giận hơn, cũng không thể thay đổi quyết định bổ nhiệm của đảng ủy bậc nhất. Hi hi, cho dù ông cụ tức giận đến dậm chân, cũng đành phải đợi cơ hội sau này mới trừng trị cậu. Nói thì dễ làm thì khó, thế cục hiện nay của thành phố Yến, không được lạc quan. Hạ Tưởng thở dài. Ông cụ rất lợi hại, chính vì nhìn thấu điểm tựa nằm ở thành phố Yến, cho nên mới bắt tay từ thành phố Yến trước. E rằng ông cụ cũng đã biết bí thư Trần bảo vệ tôi, cho nên trực tiếp nhảy qua bí thư Trần mà nắm trong tay hơn nửa số ủy viên thường vụ, trực tiếp thao túng hội nghị thường vụ, một khoản kinh phí lớn. Mai Thái Bình không thể không thừa nhận mạng lưới quan hệ Ngô gia, gật đầu nói. Mạng lưới quan hệ và tài nguyên của Ngô gia nhiều hơn so với Mai gia chúng tôi, điểm này phải thừa nhận, nếu như Mai gia ra tay, chưa chắc sẽ có hiệu quả như vậy. Trực tiếp thuyết phục được hơn nửa số ủy viên thường vụ của thành phố cấp phó tỉnh, quả thật là có khí phách có thủ đoạn, tuy nhiên. Ông cũng không cam tâm ở trước mặt Hạ Tưởng chịu thua Ngô gia, liền nói. Nhìn ra thủ đô và cả nước. Tổng thể Ngô gia có lẽ mạnh hơn Mai gia một chút, nhưng cụ thể đến nơi cá biệt, cũng chưa chắc. Chỉ nói tỉnh Yến, Mai gia có thể thao túng hội nghị thường vụ thành phố Yến, nhưng hội nghị thường vụ tỉnh Yến, họ lại không có sức ảnh hưởng mạnh như thế. Lại nghĩ ra điều gì, Mai Thái Bình khó hiểu hỏi. Là thằng nhóc phó gia phó tiên phong đứng sau phá rối. Sao y lại biết chuyện của cậu và Liên Nhược Hạm? Đúng rồi, điều này không phải mấu chốt. Mấu chốt là nếu như y đứng sau hãm hại cậu, dù sao cậu cũng phải đánh trả mới được, có phải không? Hạ Tưởng duỗi tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi lấy gì để đánh trả? Bây giờ ông cụ vừa ra tay, đã nổi trận lôi đình, tôi cũng không có sức chống trả với phẫn nộ của ông cụ. Sao có thể ra tay đánh trả Phó Tiên Phong? Hơn nữa tôi cũng không có chứng cứ chứng tỏ là Phó Tiên Phong ra tay, cho nên nói, tôi chỉ có thể ngậm bồ hòn. Cậu sẽ ngậm bồ hòn. Đừng dở trò qua mắt với tôi. Mai Thái Bình sau khi nhìn thấy thức ăn được đưa lên, liền vừa ăn vừa nói. Nói thật với tôi, Tiểu Hạ, rốt cuộc cậu có từng nghĩ đến sẽ để cho Khâu gia cũng tham dự vào, để Khâu Tự Phong ra tay đối phó Phó Tiên Phong, đến lúc đó bốn nhà hỗn chiến, hẳn là xem rất hay, đoán rằng ông cụ Ngô gia cũng không thể ngờ bỗng chốc lại náo nhiệt như vậy, đến lúc đó ông cụ muốn rút lui cũng không dễ, cũng để ông cụ nếm thử mùi vị không khống chế được cục diện. Hạ Tưởng không ngờ Mai Thái Bình ngoại trừ sở thích xem náo nhiệt, còn thích ồn ào. Thật ra hắn biết rõ Mai Thái Bình muốn đảo loạn thế cục, cũng muốn loạn chung thủ lợi tận dụng sự hỗn loạn, dù sao trong bốn nhà, nhà này yếu sẽ có nhà khác mạnh, Ngô gia yếu đi, Mai gia sẽ có khả năng sẽ được lợi từ giữa. Kéo Khâu gia vào cũng là muốn mượn tay Khâu gia chèn ép Phó gia. Hạ Tưởng liền lắc đầu nói. Nếu tôi lên tiếng mời trưởng ban Mai đến thành ủy trợ uy cho tôi còn dễ nói một chút. Nếu như để tôi lên tiếng mời Tự Phong ra mặt giúp tôi đối phó Phó Tiên Phong, tôi không thể mở miệng được, Tự Phong và Phó Tiên Phong là thông gia. Được, đừng nói lời vô nghĩa. Mai Thái Bình bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Tưởng. Tôi biết tâm ý của cậu là muốn để tôi lên tiếng. Đúng lúc lần trước Khâu Tự Phong đề lên Phó Chủ tịch thành phố, ông ta nợ tôi một ân tình, tôi đi tìm ông ta đòi lại, sẵn tiện cho cậu thể diện là được rồi. Thật ra tôi biết, cậu mà lên tiếng. Khâu Tự Phong nhất định giúp cậu, quan hệ giữa ông ta và cậu còn mật thiết hơn nhiều so với Phó Tiên Phong. Tôi hiểu thái độ của Khâu Tự Phong đối với cậu là gì, đối với ông mà nói, hôn nhân chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Đạt được hiệu quả mà hắn muốn có, Hạ Tưởng thầm vui mừng, liền vội vàng nâng ly rượu kính Mai Thái Bình một ly. Cảm ơn trưởng ban Mai đối với tôi tốt như vậy, tôi cũng không biết nên nói gì cho phải, kính ông một ly, xin cạn trước vì kính. Hạ Tưởng một ngụm uống hết, Mai Thái Bình lại cầm ly rượu nhưng không uống, tủm tỉm cười nói.
Tôi giúp cậu không phải giúp không, còn có điều kiện, chính là một chuyện nhỏ. Cậu phải giúp tôi thăm dò cha ruột đứa con của Hiểu Lâm rốt cuộc là ai. Thế nào, không thành vấn đề chứ? Trong lòng Hạ Tưởng bỗng đập loạn nhịp vài cái, liếc nhìn nụ cười đầy thâm ý của Mai Thái Bình, vẻ mặt bình tĩnh nói. Thật ra tôi ở thủ đô đã gặp qua Hiểu Lâm một lần, nhưng không nói chuyện nhiều. Con gái của cô ấy khá xinh đẹp, khá giống Hiểu Lâm, tôi cũng từng hỏi qua vấn đề cha ruột của đứa bé, cô ấy không trả lời tôi. Nếu như ông một lòng muốn biết, có thời gian tôi gặp lại cô ấy sẽ hỏi kỹ. Nhất định phải hỏi kỹ, không cần lo lắng, tôi không giống ông cụ Ngô gia không hiểu tình lý, nhất định phải gây rắc rối cho cha của đứa bé. Bác sĩ đã kết luận Hiểu Lâm không thể sinh con, nhưng không ngờ sinh được đứa con gái, đó là đại hỷ sự đối với Mai gia. Tôi chỉ muốn tìm cha của đứa bé, muốn bày tỏ lòng cảm ơn trước mặt cậu ta, cho dù cậu ấy xuất phát từ lý do gì không thể sống cùng Hiểu Lâm, nhưng cậu ấy đã đem lại hạnh phúc cho Hiểu Lâm, Mai gia sẽ coi cậu ấy như người thân. Khi Mai Thái Bình nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Hạ Tưởng, cứ như Hạ Tưởng chính là cha ruột của đứa bé. Hạ Tưởng cũng vẻ mặt thản nhiên mà đón nhận ánh mắt của Mai Thái Bình, cứ như hắn không phải cha ruột của đứa bé, cười nói. Trưởng ban Mai quả nhiên rộng lượng, khoan dung, cha của đứa bé nếu như biết được, chắc chắn vô cùng vui mừng. Mai Thái Bình nhìn Hạ Tưởng một chút, thấy sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi, ngược lại còn hiểu ý mỉm cười. Được rồi, bây giờ nói chuyện chính, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Khâu Tự Phong, đòi ông ta trả lại ân tình. Hạ Tưởng âm thầm lau mồ hôi, hắn đã rõ ràng cảm nhận được Mai Thái Bình nghi ngờ hắn, chẳng qua vẫn chưa hỏi trực tiếp mà thôi. Không phải hắn không dám thừa nhận, càng không phải sợ chịu trách nhiệm, mà là không muốn sinh sự trong lúc này, gây thêm phiền phức không cần thiết. Trong giai đoạn hiện nay, vẫn là giải quyết phiền phức của mẹ con Liên Nhược Hạm là chính. Thấy Mai Thái Bình chủ động ra mặt thay hắn khiến Khâu Tự Phong gia nhập vào vòng chiến, Hạ Tưởng thở dài một hơi. Kéo Khâu Tự Phong xuống nước hóa giải áp lực, chuyển rời tầm mắt của Ngô gia, không phải hắn chưa nghĩ tới, mà là cảm thấy thời cơ không đúng. Cũng chưa tìm được điểm chen vào tốt nhất. Bây giờ thì tốt rồi, không ngờ Mai Thái Bình chủ động đề xuất để ông ra mặt thuyết phục Khâu Tự Phong, quả thật khiến hắn thật lòng cảm kích. Cho dù Mai Thái Bình có phải thật sự muốn đòi lại ân tình của Khâu Tự Phong hay không, vẫn là thật lòng muốn giúp hắn, hắn phải cảm kích lòng tốt của Mai Thái Bình. Có lẽ lời nói vừa rồi của Mai Thái Bình quả thật là lời thật lòng, ông nghi ngờ hắn là cha đứa bé, Mai Hiểu Lâm không thừa nhận, hắn không thừa nhận. Nên ông cũng không dám chắc chắn. Tuy nhiên sau khi đột nhiên gây ra chuyện mẹ con Liên Nhược Hạm, đoán chắc ông càng cho rằng con của Mai Hiểu Lâm là công lao của hắn, xuất phát từ ý tốt yêu quý Mai Hiểu Lâm, cũng vui mừng vì Mai Hiểu Lâm có thể làm mẹ, ông mới nói ra những lời nói vừa rồi, là thăm dò, cũng là ám chỉ. Mai Thái Bình ở trước mặt Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Khâu Tự Phong. Chủ tịch thành phố Khâu, vẫn khỏe chứ? Khi Mai Thái Bình nói chuyện với Hạ Tưởng vừa tùy ý vừa thoải mái, khi nói chuyện với Khâu Tự Phong thì hoàn toàn thay đổi giọng điệu. Tôi nghe Hạ Tưởng nói qua, ông là bạn tốt nhất của cậu ta, có phải không? Khâu Tự Phong đang họp với cấp dưới, vốn không muốn nhận điện thoại này, nhưng nhìn thấy số của tỉnh thành nên mới nhận, vừa nghe mới biết thì ra là Mai Thái Bình, thật sự khiến ông vô cùng ngạc nhiên. Mai Thái Bình chưa từng chủ động gọi điện cho ông, hôm nay gọi điện đến, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Lại nghe giọng ông kỳ quái nói đến Hạ Tưởng, không khỏi kinh ngạc, liền cung kính nói. Chào trưởng ban Mai, Hạ Tưởng và tôi là bạn tốt, không biết ông có chỉ thị gì. Cũng không thể nói là chỉ thị, chỉ là lần trước khi ông lên chức phó chủ tịch thành phố, tôi đã giúp ông, cũng không biết ông còn ghi nhớ trong lòng chuyện nhỏ như vậy hay không. Khâu Tự Phong giờ khóc giờ cười, ở đâu có lãnh đạo tỉnh ủy như vậy, trực tiếp mở miệng muốn ông trả ân huệ, cũng không kín đáo ám chỉ. Tuy nhiên ông cũng biết rõ tính cách của Mai Thái Bình, là nhân vật lợi hại gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma, không thể đơn giản đối đãi, liền nói. Đương nhiên ghi nhớ trong lòng, vẫn không dám quên, trưởng ban Mai có chỗ nào cần tôi, cứ lên tiếng, tôi nhất định tận tâm tận lực. Không phải tôi, là Hạ Tưởng. Mai Thái Bình mới nói ra dụng ý thật sự. Nếu như ông cho rằng Hạ Tưởng là bạn tốt của ông, bây giờ Hạ Tưởng gặp nạn, ông chẳng quan tâm. Dường như Hạ Tưởng đã kết giao vô ích với một người bạn chi giao như ông rồi. Khâu Tự Phong đã bị lời nói của Mai Thái Bình hoàn toàn nắm giữ tiết tấu, cảnh tượng hội nghị thường vụ thành phố Yến mới qua một ngày, vẫn chưa truyền đến tai ông,
gần đây ông cũng bận rộn công việc trong tay, không quan tâm nhiều đến thế cục thành phố Yến, trong thời gian ngắn như vậy không biết trên người Hạ Tưởng xảy ra biến cố cũng là bình thường, nhưng bị Mai Thái Bình mỉa mai một phen, lập tức nôn nóng nói. Hạ Tưởng sao rồi, ông mau nói cho tôi biết, mấy hôm nay tôi không có liên lạc với cậu ấy, cũng không biết thế cục thành phố Yến. Chẳng lẽ chuyện bổ nhiệm cậu ấy đảm nhiệm bí thư quận ủy quận Hạ Mã đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Mai Thái Bình điều động hết mức tâm trạng của Khâu Tự Phong, trong lòng rất vừa ý, nghe thấy trong giọng nói nôn nóng của Khâu Tự Phong quả thật cũng khá quan tâm đến Hạ Tưởng, lại thầm nhìn Hạ Tưởng một cái, mới nói tiếp. Ừ, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa còn là chuyện rất lớn, e rằng còn có liên quan đến thông gia của ông, chính là Phó Tiên Phong. Mai Thái Bình liền đem biến cố thành phố Yến trong vài ba câu giải thích rõ ràng, nội tình trong đó cũng không che giấu, nói thẳng ra. Vừa mới nói xong, liền nghe thấy đầu dây bên kia điện thoại truyền tới âm thanh quảng đồ, sau đó là tiếng la mắng vô cùng phẫn nộ của Khâu Tự Phong. Chắc chắn là Phó Tiên Phong đứng sau lưng ra tay, y chính là muốn ngư ông đắc lợi, quá bị ổi, chuyện có lớn bao nhiêu mà cũng đem ra hại người, chẳng lẽ Phó gia nhà họ sạch sẽ sao? Hạ Tưởng cũng vậy. Sao không nói với tôi một tiếng, thật không phải là bạn bè. Sau đó Khâu Tự Phong bình tĩnh trở lại, vội vàng nói. Xin lỗi trưởng ban Mai, tôi nhất thời mất kiềm chế, chủ yếu là quá nóng giận, ông đừng để ý. Ông càng nóng giận càng chứng minh ông quan tâm đến Hạ Tưởng, không sao, tôi hiểu ông. Mai Thái Bình mặt mày hớn hở liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, trong mắt có chút xảo quyệt, sau đó ông lại nói. Tôi cho ông một kiến nghị. Ông muốn giúp Hạ Tưởng cũng được, nhưng tốt nhất đừng đứng ra, phải âm thầm ra tay, cách tốt nhất là trực tiếp tiếp xúc với ông cụ Ngô gia, ở trước mặt ông cụ nói giúp cho Hạ Tưởng. Chương 532, một đợt sóng chưa bình ổn. Khâu Tự Phong suy nghĩ, tỏ vẻ không hiểu. E rằng ông cụ nhà chúng tôi ra mặt, cũng không có thể diện lớn như vậy. Cái cần không phải là nhất định phải thuyết phục ông cụ Ngô gia, cái cần chính là xoay chuyển tầm mắt của ông cụ. Cái cần chính là để ông cụ biết mặt ngoài có Mai gia trợ uy cho Hạ Tưởng, ngầm có Khâu gia biện hộ giúp hắn, cũng để Ngô gia cảm nhận một chút phân lượng của Hạ Tưởng. Khâu Tự Phong hiểu ra được. Kế hoãn binh, ý của trưởng ban Mai là, tôi nghĩ cách ở phía sau ngăn chặn Ngô gia, ông ở phía trước ra mặt chống đỡ cho Hạ Tưởng. Đương nhiên, tôi là một người nhớ ân tình cũ, luôn có quan hệ khá tốt với Hạ Tưởng, bây giờ cậu ấy có khó khăn, sao có thể khoanh tay ngồi nhìn. Người của Mai gia luôn coi trọng tình cảm, không giống như một số người coi lợi ích làm đầu. Mai Thái Bình cũng không biết là đánh vào Khâu gia, hay châm chọc Phó gia, trong lòng có khúc mắc phản đối chuyện hôn nhân của Khâu gia và Phó gia, có cơ hội đương nhiên phải châm chọc khiêu khích một phen. Mai Thái Bình không nhìn thấy biểu hiện của Khâu Tự Phong, nhưng ông từ tiếng ho xấu hổ của Khâu Tự Phong có thể nghe ra được, lời nói vừa rồi của ông đạt được hiệu quả muốn có, liền ha ha cười cúp máy. Thế nào? Có đặc sắc không? Mai Thái Bình vui mừng hớn hở nhìn Hạ Tưởng gật đầu cười. Ăn, thoải mái mà ăn, trên thế gian không có khảm nguy hiểm trùng trùng, nào không qua được, không cần lo lắng, mặt mày nhăn nhó cũng vô ích, phải cười với ngày mai, để tôi ra mặt chắc chắn sẽ nhận được hiệu quả bất ngờ. Hạ Tưởng thấy bộ dạng đắc ý chỉ e sợ cho thế giới không loạn, thầm nghĩ để cho Mai Thái Bình danh tiếng lừng lẫy ra mặt, cũng không biết là phước hay là họa. Cho dù thế nào, hắn cũng không có cách từ chối sự nhiệt tình của Mai Thái Bình, đành phải nói. Cũng không biết nên cảm ơn sự giúp đỡ của ông như thế nào, xưa nay ông luôn đặc biệt chiếu cố tôi luôn ghi nhớ trong lòng, vô cùng cảm kích ân tình của lãnh đạo. Nói thêm là coi như xa lạ rồi. Mai Thái Bình phất tay. Trước mặt cậu, tôi cũng không dám nói dối, cũng biết cậu có thể đoán ra được dụng ý của tôi, những lời khách sáo đại loại như cảm ơn cảm kích thì không cần nói, cũng vô ích. Cậu chỉ ghi nhớ một điểm là được, sau này đến thủ đô, thường xuyên ghé thăm Hiểu Lâm, dù sao nó cũng là một phụ nữ, cần một người đàn ông an ủi, theo tôi, người nó tín nhiệm nhất chính là cậu. Lại đánh một vòng trở về, Hạ Tưởng đành phải gật đầu đáp lại. Nhất định, nhất định. Tạm biệt Mai Thái Bình trở về nhà, đi đến nửa đường, hắn nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong. Trước là Khâu Tự Phong oán trách hắn vài câu, trách hắn có chuyện không nói với ông. Hiển nhiên không coi ông là bạn, sau đó lại nói ông quyết định mời ông cụ Khâu gia ra mặt tìm ông cụ Ngô gia nói chuyện, để ông cụ Ngô gia bớt giận, tốt nhất có thể dừng tay lại. Chuyện gây đến mức độ như vậy, Hạ Tưởng cũng đành phải tỏ vẻ cảm ơn ý tốt của Khâu Tự Phong,
nhưng mà kinh động đến ông cụ Khâu gia, hắn cũng ít nhiều có chút băn khoăn. Không ngờ Khâu Tự Phong lại nói. Ông cụ nhà tôi và ông cụ Ngô gia có chút giao tình, khi còn trẻ quan hệ khá mật thiết, sau này vì nguyên nhân trên quan điểm chính trị mới dần dần trở nên bất hòa, bây giờ đều nghỉ hưu rồi, cũng không còn nhiều chuyện không vui, thừa cơ hội tìm lý do tiếp xúc, cũng không phải chuyện xấu. Nói không chừng nhờ chuyện của cậu mà hai ông cụ thường xuyên qua lại, cũng có lợi cho tinh thần và sức khỏe. Bị Khâu Tự Phong nói như vậy, Hạ Tường cũng cảm thấy Khâu Tự Phong bây giờ quả thật mạnh mẽ hơn trước không ít, làm việc không những suy nghĩ cặn kẽ, mà còn biết để ý đến cảm xúc của người khác. Hắn liền xúc động nói. Trong lòng tôi biết rõ, Tự Phong, lời cảm ơn không cần nói nhiều. Khâu Tự Phong cười ha ha. Thật là, không nói việc cậu đã giúp thành phố Bảo thu hút vào biết bao vốn nước ngoài, chỉ đối với cá nhân tôi mà nói, cũng được lợi rất nhiều từ cậu, hơn nữa trên quan trường, vốn là giúp đỡ lẫn nhau. Không nói nữa, không nói chuyện này nữa. Vừa chuyển đề tài, ông cười hi hi hỏi. Tôi vừa biết Mai Hiểu Lâm đã sinh con, có phải chuyện tốt mà cậu làm không? Thôi, đừng nói bậy, tôi là người tốt, ông đừng làm dơ sự trong sạch của người khác. Hạ Tưởng chết không thừa nhận. Nói đùa thêm vài câu mới cúp điện thoại. Động tác của Trần Phong rất nhanh, hiển nhiên cũng lo lắng đêm dài lắm mộng. Chiều ngày hôm sau, Bí thư Tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Mai Thái Bình cùng đến thành phố Yến Thị sát công tác, đám người Bí thư Thành ủy Trần Phong, thị trưởng Hồ Tăng Chu, Phó Bí thư Thành ủy Phó Tiên Phong, trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Phương Tiến Giang đi cùng suốt đoạn đường. Bí thư Diệp khi đang thị sát công việc chỉ ra, dưới tình thế kinh tế trước mắt, nhằm tăng nhanh xây dựng khu mới quận Hạ Mã, sớm trả lại mảng trời xanh nước biếc cho thành phố Yến, chẳng những phải bỏ thêm công sức vào kêu gọi đầu tư, càng phải chú ý để tâm đến việc dùng người, càng phải dám để bạc người trẻ tuổi lên trên, dũng cảm khai thác đổi mới, khiến cán bộ có đầu óc thương mại chủ trì công việc quận Hạ Mã, mới có lợi cho quận Hạ Mã trong việc đảm bảo lợi ích nhà đầu tư. Đi trước toàn thành phố thậm chí là toàn tỉnh. Diệp Thạch Sinh còn chỉ ra trọng điểm, nếu như quận Hạ Mã là quận mới, thì phải có tinh thần can đảm đổi mới, phải tin tưởng tài năng của người trẻ tuổi, phải cho người trẻ tuổi cơ hội phát triển. Hiện tại có vài cán bộ tư tưởng sơ cứng, bảo thủ không chịu thay đổi, không có ý thức đổi mới, cũng không có tinh thần tiến thủ, mới dẫn đến thành phố Yến bị người khác gọi là thành phố trái, trong toàn tỉnh. Tư tưởng cánh trái không được, hiện tại là thời đại kinh tế thị trường, mọi thứ phải hướng tới lợi ích thị trường, muốn ở trong trào lưu thị trường bất khả chiến bại, nhất định phải thay đổi tư tưởng, nhất định phải phát hiện khiếm khuyết của bản thân, phải nỗ lực học tập, nâng cao tố chất và năng lực của bản thân, thích ứng thời đại. Nếu không cuối cùng sẽ bị trào lưu thời đại đào thải. Mục đích lên tiếng của Diệp Thạch Sinh rất mạnh mẽ, rõ ràng là có ý đồ chống đối. Tất cả ủy viên thường vụ thành ủy có mặt ở đây sau khi nghe xong, đều âm thầm kinh hãi, trong lòng đều biết lời nói của Bí thư Diệp muốn ám chỉ gì, hiển nhiên là nhằm vào sự kiện mất khống chế trên hội nghị thường vụ. Ý dốc sức chống đỡ Trần Phong của Bí thư Diệp, nhìn là hiểu ngay. Diệp Thạch Sinh và Mai Thái Bình cùng quyết định đến thành ủy thị sát công tác. Toàn thể ủy viên thường vụ thành phố Yến cùng tiếp đón, phát biểu của Diệp Thạch Sinh đã dẫn đến chấn động cực lớn trong lòng mọi người. Đàm Long ở giữa đám người, không khỏi chột dạ liếc nhìn Phó Tiên Phong, nhưng lại nhìn thấy Phó Tiên Phong vẻ mặt thản nhiên, dường như đang nói đến người khác, tâm trạng không khỏi có chút ổn định. Đàm Long không thể so với Phó Tiên Phong, y không có thế lực gia tộc hùng mạnh có thể cậy vào, chỗ dựa lớn nhất là Phó Bí thư Tỉnh ủy Thôi Hướng, tuy rằng y cũng có hậu thuẫn ở thủ đô. Nhưng trên căn bản không ở bộ phận quan trọng, quyền lực không lớn. Mà trong khoảng thời gian gần đây, Thôi Hướng luôn khiêm tốn, rất ít có động tác gì ở tỉnh Yến, chỉ là số lần qua lại thủ đô hơi thường xuyên, cũng không biết ông đang âm thầm chủ tính chuyện gì. Cho nên gần đây Đàm Long vẫn xem Phó Tiên Phong làm hướng gió, theo sát bước đi của Phó Tiên Phong. Sau đó, Diệp Thạch Sinh lại mở một cuộc họp phạm vi nhỏ tại thành phố Yến. Trên cuộc họp, Mai Thái Bình lại có phát biểu quan trọng. Phát biểu của Mai Thái Bình hoàn toàn là phong cách Mai Thị, ngắn gọn có lực, bắn tên có đích. Các đồng chí, tinh thần chỉ đạo của Bí thư Diệp rất quan trọng, rất có tính chống đối, chúng ta nên nghiêm túc triển khai công việc theo chỉ đạo của Bí thư Diệp. Tôi cũng dựa trên vấn đề bổ nhiệm nhân sự trong tình thế kinh tế trước mắt, nói ra hai điểm đơn giản, điểm thứ nhất chính là chọn đúng người, đừng dùng người không khách quan. Dưới tình thế kinh tế trước mắt, chỉ có cán bộ tốt có kiến thức, nhiệt tình.
có năng lực ở trên cương vị công tác quan trọng mới có thể phát huy tốt tác dụng nên có, mới có thể xây dựng nên đóng góp to lớn cho chủ nghĩa xã hội hiện nay. Điểm thứ hai, trong việc bổ nhiệm cán bộ, phải thể hiện đầy đủ tầm quan trọng của ban tổ chức cán bộ. Ban tổ chức cán bộ là nhà của cán bộ, là bộ phận then chốt vì đảng vì nước khảo tra khảo hạch cán bộ, có thể nói không có cơ quan nào hiểu quá trình trưởng thành của một cán bộ rõ hơn ban tổ chức cán bộ, cũng không có ai hiểu được một cán bộ thích hợp trên cương vị công tác nào rõ hơn ban tổ chức cán bộ. Cũng như Bí thư Diệp thường nói với tôi, bình thường ông chủ trì công việc toàn diện, có rất nhiều chỗ không thể chiếu cố tới, việc kiểm tra cán bộ tỉnh Yến đều giao hết trong tay tôi, vì thế mà tôi cảm nhận sâu sắc trọng trách trên vai. Phát biểu của Mai Thái Bình là dốc sức chống đỡ cho Phương Tiến Giang, ngụ ý không cần nói cũng biết, ông tán thành đề danh của ban tổ chức cán bộ thành ủy. Xét đến cùng vẫn là lên tiếng ủng hộ Hạ Tường. Nếu như nói phát biểu vừa rồi của Mai Thái Bình vẫn là sóng yên biển lặng, không khiến nhiều người kích động, thì những lời nói tiếp theo ông nói ra không thể khiến cho người khác kinh ngạc. Khiến nhiều người trước đây tiếp xúc không nhiều với Mai Thái Bình, lần đầu tiên hiểu được sự cứng rắn, mạnh mẽ của Mai Thái Bình. Tiếp theo nói hai câu tán gẫu. Ánh mắt của Mai Thái Bình cố ý hoặc vô tình dừng lại một chút trên mặt Phó Tiên Phong, sau đó mới nghiêm mặt, vô cùng nghiêm khắc nói. Thành phố Yến là thành phố Yến của tỉnh Yến, không phải thành phố Yến của thủ đô, các vị có mặt ở đây đều là cán bộ tỉnh Yến, ngoại trừ Bí thư Trần và Chủ tịch thành phố Hồ, đều là cán bộ do cấp tỉnh quản lý, bởi vì tôi đến từ thủ đô, chỉ nói vài câu ngoài đề, coi như nói chuyện phiếm là được rồi. Phó Tiên Phong có thể đoán được Mai Thái Bình muốn nói cái gì, trong lòng cố nén tức giận. Cũng phải, trong số các vị có mặt, có bí thư tỉnh ủy, có trưởng ban tổ chức cán bộ, còn có bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố, còn chưa đến lượt y nói chuyện, y không muốn nghe cũng phải nghe tiếp. Diệp Thạch Sinh cũng vô cùng phối hợp mà cười. Cứ nghe Thái Bình nói gì, cần nghiêm túc, cũng cần hoạt bát, ha ha. Diệp Thạch Sinh cười, tất cả mọi người đều phụ họa cười theo. Chỉ có Mai Thái Bình không cười, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu như là cán bộ do tỉnh quản lý, nói thẳng ra, khảo hạch và lên chức, đều nằm trong tay ban tổ chức cán bộ, không có tôi gật đầu, không có bí thư Diệp phê chuẩn, cho dù các ông muốn điều vào thủ đô, cũng không dễ như vậy. Tôi khuyên mọi người một câu, mắt nhìn lên là đúng, nhưng khi thực sự làm việc, cũng phải đặt đúng vị trí của bản thân, nếu không đứng núi này trông núi nọ thì rất dễ xảy ra vấn đề lơ lửng dưới chân. Lơ lửng dưới chân sẽ có hậu quả gì, không cần tôi nói mọi người cũng biết, còn chưa lên đã bị té xuống. Xong rồi, lời của tôi đã nói hết. Ngay cả Diệp Thạch Sinh cũng có chút ngạc nhiên, lời nói của Mai Thái Bình cũng quá trắng trợn quá không nể mặt, ngay cả ông nghe rồi cũng cảm thấy nói hơi quá, nhưng nghĩ lại, cũng phải, Mai Thái Bình là người thế nào? Là người Mai gia, hơn nữa ông còn là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, vị trí mấu chốt, quyền lớn trong tay. Hơn nữa xưa nay ông quen đi một mình, nói nặng một chút cũng không cho là gì. Tuy nhiên đối với việc Mai Thái Bình ra sức bảo vệ Hạ Tưởng như thế, Diệp Thạch Sinh vẫn sâu sắc cảm thấy khó hiểu. Trần Phong xưa nay không có qua lại gì với Mai Thái Bình, Phương Tiến Giang cũng vậy, hai người cảm thấy vô cùng vui mừng đối với việc Mai Thái Bình lên giọng mỉa mai các ủy viên thường vụ đã phản đối bổ nhiệm Hạ Tưởng, cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Dù sao lời nói của Mai Thái Bình cũng xem như là sự ủng hộ rất lớn cho họ ở trước mặt mọi người. Những ủy viên thường vụ bỏ phiếu phản đối bao gồm cả Phó Tiên Phong, đều hơi đỏ mặt, không nói được lời nào. Mai Thái Bình là người ra sao thì mọi người trong lòng đều biết. Chẳng những là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, cũng là người Mai gia có thực lực kế Ngô gia, hơn nữa lời nói của Mai Thái Bình câu nào cũng là thật. Ngô gia cho dù có thế mạnh hơn, có quyền uy hơn, họ cũng muốn lên chức. E rằng là muốn điều ra khỏi tỉnh Yến, chỉ cần Mai Thái Bình không gật đầu, ai cũng không thể động đậy. Còn có một điểm, Mai Thái Bình không giống họ, ông không sợ Ngô gia. Tất cả mọi người bi ai mà ý thức được, vô tình họ đã trở thành nhân bánh sandwich, nếu hai gia tộc đấu nhau, họ đứng giữa, chịu khổ hai đầu, làm không tốt còn không được lòng hai bên, thật là khổ. Lại nghĩ đến Bí thư Diệp lần này đến thành phố Yến thị sát. Bề ngoài như là phát biểu về cách nhìn đối với sự kiện hội nghị thường vụ, trên thực tế khi nói chuyện đều ám chỉ, không có câu nào là không thể hiện bất mãn đối với hơn nửa số ủy viên thường vụ đã phản đối bổ nhiệm Hạ Tưởng. Hơn nữa khi phát biểu về việc xây dựng quận Hạ Mã, suýt chút là ông đã nói ra tên của Hạ Tưởng. Mục đích hôm nay Bí thư Diệp và trưởng ban Mai đến thị sát, trong lòng ai không có một bảng cửu trương.
trong khoảng thời gian ngắn, lòng người dao động, đều bắt đầu cân nhắc lợi hại, e sợ một khi vô ý, đắc tội với bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố, đồng thời kết cục lại khiến cho bí thư tỉnh ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không vui, sau này còn có ngày tháng tốt nào nữa. Diệp Thạch Sinh và Mai Thái Bình vừa kết thúc thị sát, Trần Phong lập tức mở cuộc họp khẩn cấp, đi sâu vào học hỏi tinh thần phát biểu của bí thư Diệp và trưởng ban Mai. Buổi họp kéo dài đến tận 9 giờ đêm, sau cùng có được nhận thức chung, trong công việc sau này, nhất định phải xuất phát từ thực tế, không được đứng núi này trông núi nọ, tất cả điểm xuất phát phải lấy lợi ích thành phố Yến làm đầu. Sau khi tan họp, Trần Phong rất hào hứng, một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có, còn cố ý tìm Phương Tiến Giang đến nói chuyện. Theo Trần Phong, mọi thứ đều nắm trong tay, đa số người đã dao động, đúng lúc rèn sắt khi còn nóng, ngày mai lại mở hội nghị thường vụ, quyết định sự việc này rồi tính tiếp. Phương Tiến Giang đi đến văn phòng của Trần Phong, vẻ mặt lo lắng, nói thẳng. Bí thư Trần, tôi kiến nghị ngày mai khoan hãy mở hội nghị thường vụ, bởi vì thái độ của chủ tịch tỉnh Hồ đột nhiên trở nên lấp lửng cái nào cũng được. Trần Phong sửng sốt, lập tức cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, quả thật là bất kể trong buổi họp, hay là khi nói chuyện riêng, Hồ Tăng Chu phát biểu không nhiều, thái độ cũng có chút tiêu cực, khi đó ông cũng không chú ý đến, cho rằng vẫn bị ảnh hưởng bởi thất lợi trên hội nghị thường vụ. Nghe Phương Tiến Giang nhắc nhở, ông mới nhớ ra cho dù lúc họp với Diệp Thạch Sinh và Mai Thái Bình, Hồ Tăng Chu cũng không có hưởng ứng tích cực. Chẳng lẽ Hồ Tăng Chu cũng bị áp lực từ phía thủ đô? Trần Phong nghĩ đến là làm, lập tức gọi điện thoại cho Hồ Tăng Chu, vừa lúc Hồ Tăng Chu còn ở văn phòng, liền bị điện thoại của Trần Phong gọi qua. Hồ Tăng Chu vừa vào cửa, Trần Phong đã có được kết luận từ vẻ mặt của y. Tính toán thế nào cũng không tính ra được Hồ Tăng Chu đã dao động trong thời khắc mấu chốt. Quả nhiên, vẫn xem như Hồ Tăng Chu có chịu trách nhiệm, nói thẳng. Xem như tôi đã có lỗi với đồng chí Hạ Tưởng, đối với việc bổ nhiệm cậu ấy đảm nhiệm chức vụ bí thư quận ủy quận Hạ Mã, tôi không ủng hộ không phản đối, ý kiến của tôi là Hạ Tưởng vẫn đảm nhiệm chủ tịch quận sẽ thích hợp hơn. Hồ Tăng Chu nói xong, cũng không giải thích nhiều, gật đầu, xoay người đi. Trần Phong và Phương Tiến Giang ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên. Hồ Tăng Chu quả thật là cử chỉ bất đắc dĩ, y chịu không nổi áp lực hùng mạnh đến từ thủ đô, đành phải thỏa hiệp. Y không giống tính cách mạnh mẽ, cứng rắn như Trần Phong. Y cũng biết làm như vậy sẽ phụ Hạ Tưởng, nhưng cũng là cách khi không có cách. Căn cơ của y vốn không ổn, cố gắng chống đỡ cho Hạ Tưởng lên chức, đắc tội với hậu thuẫn vốn có quan hệ không quá mật thiết, thì coi như phá hỏng con đường lên chức. Nhưng lại không thể không giải thích với Hạ Tưởng, Chu Lập Ba cũng là người của y, là y đề danh Chu Lập Ba làm chủ tịch quận, bây giờ đành phải để y nhường chỗ cho Hạ Tưởng, thậm chí y đã âm thầm làm thông công tác với Chu Lập Ba. Ngày hôm sau, thành ủy thành phố Yến lại truyền ra một tin giật gân, Bạch Chiến Mặc từ thành phố Văn Châu tỉnh Tây Hải giật dây Bắc Cầu vì quận Hạ Mã, kéo về đầu tư gần 20 tỷ. 20 tỷ đã vượt qua gấp đôi vốn đầu tư 10 tỷ mà tập đoàn Đà Tài đã hứa hẹn. Quầng sáng trên người Bạch Chiến Mặc lập tức che lấp hoàn toàn Hạ Tưởng. Sau khi Trần Phong nghe được tin tức, lập tức hiểu ra chuyện gì, Phó Tiên Phong quả nhiên lợi hại, dùng kế liên hoàn. Trước là mượn tay Ngô gia ngăn cản bổ nhiệm Hạ Tưởng, sau đó dùng vốn đầu tư 20 tỷ tráng uy cho Bạch Chiến Mặc, hai bút cùng vẽ, khiến ưu thế của Hạ Tưởng mất hết. Ngô gia ra tay là áp lực chính trị, Phó gia ra tay là uy lực kinh tế, hai bên cùng kết hợp, đại sự có thể thành. Chỉ có điều vì sao Phó gia nhất định muốn chống đỡ cho Bạch Chiến Mặc lên chức, rốt cuộc Bạch Chiến Mặc là người thế nào của Phó gia, đáng để Phó Tiên Phong bày ra kế sách tỉ mỉ như vậy, nhất định phải lên chức bí thư quận ủy. Nếu không có Ngô gia ra mặt, Phó Tiên Phong cũng không có khả năng thuận lợi đỡ Bạch Chiến Mặc lên chức, Phó Tiên Phong thông minh ở chỗ mượn lực đẩy lực, sau đó ở thời điểm cuối cùng trợ giúp một chút, trên cơ bản tất cả đều phát triển theo tình thế mà y đã định sẵn. Trần Phong thở dài một tiếng. Tính sai lớn nhất chính là Hồ Tăng Chu lâm trận phản chiến. Áp lực của Diệp Thạch Sinh và Mai Thái Bình đối với y ảnh hưởng không lớn, y là cán bộ trực thuộc ban tổ chức trung ương. Trần Phong một lần nữa cảm nhận sâu sắc cảm giác bất lực. Ông biết, bởi vì quầng sáng chói mắt mà 20 tỷ vốn đầu tư mang đến, lại có thêm thái độ thay đổi của Hồ Tăng Chu, áp lực mà Diệp Thạch Sinh và Mai Thái Bình khi thị sát đem đến cho các ủy viên thường vụ, vô hình lại bị hóa giải. Ông tin rằng nếu như một lần nữa đệ trình đến ủy viên thường vụ thảo luận, việc bổ nhiệm Hạ Tưởng rất có khả năng lại bị gạt bỏ. Làm sao bây giờ,
Trong tay Trần Phong có được quyền lực lớn chính là có thể rời lại tổ chức hội nghị thường vụ. Ông không muốn thất bại, bây giờ Hạ Tưởng có được thông qua bổ nhiệm hay không đã liên quan chặt chẽ với quyền uy của ông, đã không còn là một bổ nhiệm đơn giản, mà là một sự kiện chính trị rõ đầu rõ đuôi. Trần Phong suy nghĩ mãi, hay là gọi điện cho hậu thuẫn ở thủ đô. Ra khỏi dự kiến của Trần Phong chính là hậu thuẫn ở thủ đô nghe ông nhắc lại chuyện Hạ Tưởng, sau khi cười ha ha, không sao cả nói. Người già rồi, cơn nóng đến nhanh, đi cũng nhanh, tuy nhiên dù sao cũng là người dẫn đường của tôi không tiện nói ông cụ ấy có gì không tốt, ha ha, ông cụ ấy lại nói một câu, bỏ đi. Bỏ đi thì bỏ đi, lãnh đạo nói sao thì sao, tôi cũng đành phải chuyển lời nguyên văn cho cậu. Buông điện thoại xuống, Trần Phong vẻ mặt gượng cười, đây gọi là chuyện gì? Cũng đã hình thành cục diện rằng co trước mắt, một câu bỏ đi thì xong chuyện, để mặt mũi ông đạt ở đâu? Để tiền đồ của Hạ Tưởng làm thế nào? Chương 533, một đợt sóng lại nổi lên. Trần Phong bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ, cũng biết đối với nhân vật lớn mà nói, mây mưa thất thường chẳng qua là chuyện thường, ngay cả nhân vật số 1 trước đây trước khi đi đến một nơi cắt băng, nghe người chủ trì cho ông xuống sân khấu phát biểu, ông cũng trong lòng không vui, mượn cớ không đi. Người cao nhất cũng là người bình thường, cũng có tâm bình thường. An ủi bản thân xong, Trần Phong đành phải nuốt hơi này xuống, cân nhắc xem còn có thể mở ra chỗ hổng của Hồ Tăng Chu hay không, khiến ông ta hồi tâm chuyển ý, chỉ cần Hồ Tăng Chu tiếp tục ủng hộ Hạ Tưởng bổ nhiệm, thì sự việc còn có đường sống mà quay trở về. Trần Phong còn tưởng rằng có thể lại một lần nữa thuyết phục Hồ Tăng Chu, nhưng trong giây phút Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạm thì biết, e rằng ước mơ bí thư quận ủy của hắn phải tan biến. Hạ Tưởng là ở trong nhà nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạm gọi đến. Khi đó hắn đang ở trong phòng sách đọc sách xem báo, đồng thời suy nghĩ một chút về thế cục trước mắt, di động liền vang lên. Vừa nhìn thấy là số của Liên Nhược Hạm, hắn liền vội vàng bắt máy, câu đầu tiên liền hỏi. Em và con mọi thứ vẫn ổn chứ? Liên Nhược Hạm thanh âm truyền đến, cũng là vô cùng vội vàng. Mẹ con em đều khỏe, anh thì sao? Anh có chuyện gì không? Nếu mất đi chức quan cũng không sao, chúng ta cùng đi Mỹ, cho Thủ Lê đi theo. Hạ Tưởng ngược lại mỉm cười. Nói cái gì thế, không đến mức rời khỏi tổ quốc. Không có chuyện gì, hiện giờ mọi thứ vẫn đang trong phạm vi có thể chấp nhận. Có thể chấp nhận, là vì ông nội rút tay rồi, ông cụ Khâu ra mặt hòa giải, cũng không biết ông nói gì đó, không ngờ ông nội đồng ý rút tay, không gây phiền phức cho anh. Liên Nhược Hạm nhanh miệng nói. Người Khâu ra đến, chắc chắn là chủ ý của anh, có phải không? Cho là đã đi đúng một bước. Nhưng mà cũng đã đi sai một bước, bởi vì vốn chuyện này ba còn không biết, nhưng vì ông cụ Khâu nhanh miệng đã nói ra, bây giờ thì hay rồi, sau khi ba biết, phẫn nộ, ai nói ông cũng không nghe, có khả năng muốn xuống tay với anh. Thật là một đợt sóng chưa bình, thì một đợt sóng khác lại nổi lên, Hạ Tưởng tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự nghe được Ngô Tài Dương phải ra mặt đè ép hắn, vẫn là trong lòng bất an. Dù sao Ngô Tài Dương không thể so với ông cụ. Dường như bản thân ông không có nhược điểm gì có thể nắm bắt, cho dù có, hắn cũng không biết là gì, không giống ông cụ, Liên Nhược Hạm và Ngô Liên Hạ chính là nhược điểm lớn nhất của ông. Anh ở tỉnh Yến có người bảo vệ, ba em lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một câu nói thì có thể làm gì được anh, tốt xấu cũng là cán bộ cấp cục quốc gia chính thức, em cứ yên tâm, dưới cái ô bảo vệ ở tỉnh Yến, anh còn tạm thời có thể che mưa che gió. Chỉ cần em và con không sao là được. Hạ Tưởng an ủi Liên Nhược Hạm vài câu, làm cho cô yên tâm, theo sau lại hỏi. Tại sao hai hôm trước không liên lạc được? Bị ông cụ dùng thủ đoạn kỹ thuật che tín hiệu di động, vẫn là vệ tân thông minh phát hiện không đúng, nói cho em biết, em đi hỏi ông nội, mới biết được chuyện của chúng ta đã bị phát hiện. Em còn thấy được ảnh chụp, chính là ảnh chụp anh ở sân bay đón em, trên đó có cảnh anh bế con, còn có động tác anh ôm hôn em, cho nên ông nội thấy rồi mới giận tím mặt. Liên Nhược Hạm quật cường nói. Em nhất thời tức giận bế con muốn đi, đúng lúc ông cụ Khâu vừa thuyết phục được ông nội. Ông nội liền chịu thua em, đã nhượng bộ, em mới miễn cưỡng ở lại. Nhưng mà đúng lúc ba trở về nhà nhìn thấy ảnh chụp, cũng đã biết sự thật, phẩy tay áo bỏ đi. Hạ Tưởng trước đó vừa mới nhận được điện thoại của Trần Phong, cũng hiểu chuyển biến thái độ của Hồ Tăng Chu, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ về chuyện Bạch Chiến Mặc mang đến 20 tỷ đầu tư. Sau khi suy nghĩ sâu xa một phen, căn cứ phân tích tình thế trước mắt, hắn đã đối với chuyện hắn làm chức bí thư quận ủy,
không còn ôm hy vọng quá lớn. Nếu như cứng rắn kháng cự, không bằng lui mà chấp nhận đề nghị của Hồ Tăng Chu, giành chức chủ tịch quận. Từ nơi nào té ngã từ nơi đó đứng lên, không làm được bí thư quận ủy, chủ tịch quận cũng là nhân vật số 2, đúng lúc chủ yếu nắm giữ kinh tế và xây dựng, định ra trước nói sau, nếu không đợi Ngô Tài Dương ra tay, chỉ sợ so với ông cụ còn khủng khiếp hơn, không nhất định sẽ có tình huống gì không thể biết trước phát sinh. Bổ nhiệm của hội nghị thường vụ thành phố Yến vừa thông qua, Ngô Tài Dương còn muốn động đến hắn, sẽ không dễ dàng như vậy. Hiện tại hắn chỉ là một trưởng phòng của tổ lãnh đạo, không thể so sánh với nhân vật số một chính phủ, Ngô Tài Dương nếu muốn khiến hắn rời vị trí, giai đoạn hiện hay vẫn dễ dàng hơn. Cho nên việc cấp bách hiện nay chính là khuyên Trần Phong từ bỏ tranh đoạt vị trí bí thư quận ủy, thừa dịp Ngô Tài Dương còn chưa ra tay, trước khi Hồ Tăng Chu còn chưa thay đổi ủng hộ hắn đảm nhiệm chủ tịch quận, trực tiếp lên hội nghị thường vụ thảo luận, nhất cử thông qua để danh hắn đảm nhiệm chủ tịch quận. So chiêu với ông cụ, hắn là kéo dài thời gian. Đọ sức với Ngô Tài Giang, hắn trước tiên phải nắm bắt cơ hội. Còn đối với việc đồng chí Chu Lập Ba được đề danh làm chủ tịch quận, rất xin lỗi, đành phải khiến y trở thành vật hy sinh chính trị lớn nhất. Chỉ cần đảm nhiệm chủ tịch quận, Hạ Tường tin tưởng hắn có thể từng bước nắm giữ quyền chủ động, từng bước từ trong tay Bạch Chiến Mặc, đoạt lại vinh dự thuộc về chính mình. Một trận chiến thất lợi, trận chiến thứ hai lại đến. Hạ Tường buông điện thoại của Liên Nhược Hạm, ngay lập tức liên hệ Trần Phong, nói quan hệ lợi hại của sự tình, và cảm ơn Trần Phong ra sức bảo vệ hắn, đồng thời cam đoan, hắn ở trên vị trí chủ tịch quận, vẫn như cũ có thể có cống hiến nên có. Trần Phong cũng không phải người câu nệ, sau khi nghe xong Hạ Tưởng phân tích, cũng hiểu được sự tình quả thật khẩn cấp, hắn cũng có nghe thấy ít nhiều về phong cách của Ngô Tài Dương, một người mà ngay cả ông cụ của mình cũng dám phản đối, chắc chắn là nhân vật lợi hại, hơn nữa hiện tại ông đang làm việc chính trị, lại đang ở bộ chính trị. Nếu ông ra tay, nhất định càng sắc bén so với ông cụ. Mấu chốt là, ông không có nhược điểm thương tiếc Liên Nhược Hạm và yêu thương đứa con của Liên Nhược Hạm như ông cụ. Trần Phong quyết định thật nhanh, quyết định nghe ý kiến Hạ Tưởng, lui mà mưu cầu vị trí chủ tịch quận. Đồng thời thương định với Hạ Tưởng, do Hạ Tưởng ra mặt giải thích nguyên nhân liên quan với Bí Thư Diệp và trưởng Ban Mai, hiện ông không kịp báo cáo với Bí Thư Diệp nữa, bây giờ phải lập tức bắt tay vào mở cuộc họp hội nghị khẩn cấp. Không đề cập tới Hạ Tưởng làm thế nào nói rõ tình hình với Diệp Thạch Sinh và Mai Thái Bình, Trần Phong buông điện thoại xuống lập tức mở cuộc họp hội ý. Cuộc họp hội ý do Hồ Tăng Chu, Phó Tiên Phong và Phương Tiến Giang tham gia. Ba người Trần Phong đến đông đủ, lập tức nói thẳng vào vấn đề. Trải qua suy nghĩ cặn kẽ, tôi quyết định chấp nhận đề nghị của đồng chí Tăng Chu. Một lần nữa đề danh đồng chí Hạ Tưởng đảm nhiệm Phó Bí Thư quận Hạ Mã, Chủ tịch quận, các vị có ý kiến gì không? Phương Tiến Giang giật mình kinh hãi, chuyện xảy ra đột ngột, ông không có chuẩn bị tâm lý, không khỏi liếc mắt nhìn Trần Phong một cái, thấy Trần Phong hơi hơi gật đầu, biết sự tình khẩn cấp không kịp thương lượng với ông trước, khẳng định cũng là trước đó đã được Hạ Tưởng tán thành. Hồ Tăng Chu đầu tiên là sửng sốt, ông cho rằng với tính cách mạnh mẽ, cứng rắn của Trần Phong, không thể có khả năng chấp nhận điều kiện của ông, không nghĩ tới trong nháy mắt tình huống liền biến đổi lớn, Trần Phong đã thỏa hiệp. Hồ Tăng Chu vẫn luôn cảm thấy thẹn với Hạ Tưởng, thấy Trần Phong chủ động nhượng bộ, liền lập tức nói. Tôi đồng ý đề nghị của đồng chí Trần Phong. Phó Tiên Phong chỉ quan tâm bí thư quận ủy, không có hứng thú với chủ tịch quận, hơn nữa y cũng biết rõ phàm việc gì cũng phải chừa đường sống mới tốt, cũng tốt cho việc gặp gỡ sau này, nếu hắn đã đạt tới mục đích, muốn hoàn toàn đá Hạ Tưởng ra khỏi quận Hạ Mã cũng không thực tế, thật sự muốn hoàn toàn chọc tức Trần Phong. Về sau y cũng đừng mong muốn phát triển công tác nữa. Hơn nữa cho dù Hạ Tưởng đảm nhiệm chủ tịch quận, y cũng không coi vào đâu, cũng dưới chiếc bóng của Bạch Chiến Mặc, liền hơi do dự, cũng đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Phương Tiến Giang trong lòng biết rõ hành động này của Trần Phong nhất định thâm ý sâu sắc, cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đồng ý. Được. Trần Phong vỗ bàn. Lập tức mở cuộc họp hội nghị thường vụ thảo luận. Chọn bí thư quận ủy và chủ tịch quận cũng kéo dài quá lâu rồi, không thể kéo dài không định, ảnh hưởng lòng tin của nhà đầu tư quận Hạ Mã không cần nói, còn không có lợi cho hình tượng đối ngoại của thành phố Yến. Các đồng chí có còn ý kiến khác hay không? Mấy người tuy rằng đều cảm thấy có chút nóng vội, nhưng việc đã đến nước này, cũng nghĩ không ra lý do kéo dài tốt hơn, liền đều nói không có. Trần Phong nhìn Hồ Tăng Chu liếc mắt một cái. Đồng chí Tăng Chu, về phần tư tưởng công tác của đồng chí Chu Lập Ba,
phiền anh ra mặt an ủi một chút, về sau có cương vị công tác trọng yếu thích hợp, thành ủy sẽ ưu tiên suy xét anh ấy. Một tiếng sau, hội nghị thường vụ khẩn cấp mở ra. Trên hội nghị, trưởng ban tổ chức cán bộ Phương Tiến Giang một lần nữa để danh người được chọn làm bí thư quận ủy và chủ tịch quận, sau đó, Trần Phong, Hồ Tăng Chu và Phó Tiên Phong lần lượt phát biểu, tỏ thái độ ủng hộ. Mấy ủy viên thường vụ đề xuất phản đối Hạ Tưởng đảm nhiệm bí thư quận ủy, đối mặt với vở tuồng đột ngột xảy ra thay đổi, nhất thời không có phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao mà Hạ Tưởng đột nhiên từ bí thư biến thành chủ tịch quận, hơn nữa bí thư Trần, thị trưởng Hồ và bí thư Phó, trưởng ban Phương tất cả đồng thanh tỏ vẻ ủng hộ, hiển nhiên riêng họ đã thống nhất nhận thức chung. Những người khác vốn đã dao động thái độ, hiện tại lại thấy mấy vị nhân vật cấp quan trọng đã đạt thành nhất trí. Mà họ nhận được chỉ thị chỉ là cản trở Hạ Tưởng lên làm bí thư, lại không có nhận được chỉ thị không cho Hạ Tưởng đảm nhiệm chủ tịch quận, cũng liền thuận nước đẩy thuyền biết thời biết thế, bỏ phiếu tán thành. Trong vòng nửa tiếng, hội nghị thường vụ nhất trí hình thành nghị quyết, thông qua đề danh chính thức. Bổ nhiệm nhân sự của quận Hạ Mã có lịch sử dài nửa năm, đến đây rốt cục toàn bộ hạ màn. Bệnh tình của Hạ Tưởng bỗng nhiên khỏe lại một cách thần kỳ, ngày hôm sau đến tổ lãnh đạo khôi phục đi làm bình thường. Vừa đi làm, hắn liền bị Cổ Ngọc oán giận. Xảy ra chuyện cũng không nói với em một tiếng, ông nội nói, anh hơi không coi ông ra gì, ông bảo em phê bình anh vài câu. Nói là phê bình, Cổ Ngọc cũng là vẻ mặt tươi cười, theo sau lại bỡn cợt nói. Anh cũng thật lợi hại, Liên Nhược Hàm đã bị anh thu phục, còn ngoan ngoãn mà sinh con cho anh, ông cụ Ngô gia không tức giận mới là lạ. Ông là một người oai phong như vậy, lại thích sỉ diện, cháu gái lại không rõ ràng mà theo anh. Sau cùng ông rút tay tha cho anh, cũng đúng là vận may của anh. Cổ Ngọc nói xong, không đợi Hạ Tưởng nói, lại thần bí nói. Anh có biết ông cụ Ngô gia vì sao đột nhiên thu tay lại hay không? Nói cho anh biết, anh đừng nói cho ông nội là em nói, là bởi vì ông cụ Khâu và ông cụ Ngô gia nói chuyện phiếm, đang nói thì nói đến chị của Khâu Tự Phong là Khâu Tự Điệp. Cuối cùng ông cụ Khâu cảm thán nói, phụ nữ của đại gia tộc, hoặc là hôn nhân gả cho quyền lực, hoặc là gả cho tiền tài. Đúng là bởi vì xuất thân quá tốt, ánh mắt quá cao, rất ít có hạnh phúc, Khâu Tự Điệp chính là ví dụ rõ ràng. Kết hôn rồi thì có thể làm sao, cũng ly dị. Cho nên bất kể chúng nó chọn cách sống thế nào, chỉ cần bản thân chúng tình nguyện bản thân cảm thấy hạnh phúc là được. Kết quả ông cụ Ngô gia đã nghĩ thông suốt, ngay cả ông nội của em cũng khoe ông cụ Khâu có tài ăn nói, có thể nói, mạnh hơn không ít so với ông nội. Hóa ra trung gian còn có điển cố như vậy. Hạ Tưởng âm thầm cảm kích sự ra tay của Khâu Tự Phong, ông cụ Khâu trước kia phỏng chừng là làm công tác tư tưởng chính trị, giỏi về phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề, có trình độ. Ông nội tôi còn nói, Cổ Ngọc giống như két lột lưỡi nói không ngừng. Ông đối với anh rất bất mãn, bởi vì anh xảy ra chuyện mà không đầu tiên nghĩ đến tìm ông ra mặt giải quyết, ông còn nói, xét thấy biểu hiện xem thường của anh đối với ông, quyết định khi mà anh thật sự cầu xin ông giúp đỡ, ông cũng không thèm để ý anh. Hạ Tưởng không nói gì, lão Cổ mới không nói ra lời nói đùa giống trẻ con, chắc chắn là tự Cổ Ngọc nói, liền cười nói. Được rồi, không nói nữa, chuyện đã qua rồi, đợi không bận nữa, tôi sẽ mời ông ăn cơm, tạ tội với ông là được rồi. Bước tiếp theo cô sắp xếp thế nào, tôi có khả năng phải đi quận Hạ Mã đảm nhiệm chủ tịch quận, có phải cô vẫn tiếp tục ở tổ lãnh đạo? Sao là chủ tịch quận, không phải là bí thư quận ủy, giáng chức rồi? Vấn đề của Cổ Ngọc rất buồn cười, bí thư và chủ tịch quận kỳ thật cấp bậc bằng nhau, tuy nhiên bí thư quyền lực càng lớn hơn một chút, quản nhân sự và chủ trì công tác toàn diện, là nhân vật số một. Hạ Tưởng cũng làm biếng giải thích nhiều với cô, đang muốn nói chút việc chính, điện thoại vang lên. Cổ Ngọc thức thời mà xua tay lui ra ngoài, còn nghịch ngợm mà mỉm cười. Xin chào, tôi là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, tôi là Thành Đạt Tài. Bổ nhiệm của thành ủy tôi đã biết. Tuy rằng không phải nhân vật số một, nhưng vị trí chủ tịch quận cũng có lợi cho cậu phát huy tài năng ở phương diện kinh tế, tôi còn quyết định lập tức khởi động hạng mục đầu tư. Tuy nhiên có một vấn đề, 20 tỷ tài chính của Bạch Chiến Mặc, có phải cậu đã hiểu được là chuyện gì hay không? Điện thoại của Thành Đạt Tài gọi tới cũng thật đúng lúc, xem ra anh ta cũng luôn âm thầm chú ý đến nhất cử nhất động của thành phố Yến. Xin chào Chủ tịch Thành. Bạch Chiến Mặc công bố từ thành phố Văn Châu tỉnh Tây Hải kéo đến 20 tỷ đầu tư lớn, tôi cũng cảm thấy rất giật mình, cũng rất không hiểu. Thành phố Văn Châu xa ở phía Nam,
Ở vùng Duyên Hải có rất nhiều tỉnh phát đạt có hạng mục đầu tư rất tốt có thể lựa chọn, vì sao cố tình lựa chọn tại thành phố Yến, hơn nữa còn là một quận hạ mã mới xây dựng. Phải nói, quận hạ mã trước mắt còn chưa có danh tiếng, huống chi tiếng tăm của bản thân thành phố Yến cũng không lớn, tôi cho rằng, 20 tỷ đầu tư, e rằng không lạc quan như vậy. Hạ Tưởng lo lắng không phải không có lý, bởi vì hắn lo lắng nhất chính là vốn lưu động của thành phố Văn Châu. Vốn lưu động giống như châu chấu, sớm nhất là buôn bán bất động sản, theo sau lại buôn bán củ tỏi, củ hành, gừng và đậu xanh, thậm chí còn buôn bán trà phổ nhị và vật gia dụng hồng mộc, đồng thời với việc mang đến Phồn Vinh giả dối, sau khi vốn lưu động kiếm đủ lợi nhuận thì rút lui, đem đến đả kích và vết thương có tính chất hủy diệt cho ngành sản xuất. Đem lại cho nước cho dân trăm hại mà không có một lợi. Buôn bán bất động sản tổn hại kinh tế quốc dân, buôn bán vật dụng hàng ngày lại tổn hại lợi ích của phần lớn dân chúng bình thường, mang đến ảnh hưởng cực kỳ bất lợi cho quốc kế dân sinh. Có thể nói công việc kinh doanh chuyên môn của vốn lưu động chính là châu chấu trong giới kinh tế, che trời phủ đất mà bay tới, khiến kinh tế địa phương nhìn như tiêm vào một liều thuốc trợ tim, trên thực tế cũng là uống rượu độc giải khát. Đợi sau khi vốn lưu động bòn rút hết tiền gửi ngân hàng mà dân chúng địa phương cực khổ tích lũy, thì sẽ nhanh chóng rút lui, để lại cho địa phương chỉ là giá nhà cao ngất, thị trường chật vật kể cả túi tiền trống rỗng, còn có một lượng lớn nợ khó đòi của ngân hàng. Hạ Tưởng bình sinh căm hận vốn lưu động nhất, bởi vì vốn lưu động chính là con sâu hút máu, bản thân không tạo ra bất kỳ của cải xã hội gì, chỉ là công cụ hút máu của phần ít người bòn rút tiền xương máu của hầu hết mọi người, không đem đến bất kỳ lợi ích gì cho quốc gia và xã hội. Nếu có vốn lưu động dám tàn sát bừa bãi ở quận Hạ Mã mà hắn chủ quản, hắn nhất định không chút nương tay mà ra tay đả kích. Thành Đạt Tài vô cùng tin tưởng mà cười ha hả. Có tài chính vào đầu tư là chuyện tốt, nếu đối phương quả thật là muốn bám rễ tại thành phố Yến, muốn cống hiến cho phát triển thành phố Yến, tập đoàn Đạt Tài cũng giơ hai tay hoan nghênh. Nếu là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoặc là vớt một khoản tiền rồi đi, quận Hạ Mã có tập đoàn Đạt Tài ở đây, cũng sẽ không cho người từ ngoài đến muốn làm gì thì làm. Lời nói của Thành Đạt Tài vừa đúng tâm ý của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng nghe xong lời nói hùng hồn của Thành Đạt Tài, cũng là cảm xúc dâng trào. Vừa mới buông điện thoại của Thành Đạt Tài, Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại của Trương Chất Tân gọi đến, nói cho hắn biết chủ tịch tỉnh Phạm bảo hắn qua đó một chuyến, có chuyện quan trọng. Đến thật nhanh. Hạ Tưởng đi vào văn phòng Phạm Duệ Hằng, nhìn một cái là thấy Phạm Duệ Hằng vẻ mặt biểu hiện không hài lòng, liền đoán ra đại khái sự tình, hẳn là Ngô Tài Dương ra tay. Quả nhiên, Phạm Duệ Hằng không vui nói. Tiểu Hạ, sao cậu lại cố tình trêu chọc Ngô gia? Ngô gia là chỗ cậu có thể trêu được sao? Tôi nhận được một cuộc điện thoại, nói là Ban Tuyên giáo Trung ương cố ý điều cậu vào thủ đô, hơn nữa thái độ còn rất cứng rắn, đã thực hiện áp lực rất lớn với tỉnh Yến. Vừa rồi Bí Thư Diệp cũng đã nói chuyện điện thoại với tôi cũng rất khó xử. Hạ Tưởng cả kinh, xem bộ dáng Phạm Duệ Hằng, dường như quả thật là đã phẫn nộ. Phỏng chừng cũng là Ngô Tài Dương vận dụng lực lượng khiến Phạm Duệ Hằng kiêng kỵ, Phạm Duệ Hằng bị ép bởi áp lực, thế khó xử cũng là bình thường. Ngô Tài Dương so với ông cụ càng khó đối phó, phân lượng nói chuyện cũng càng nặng. Trong quan trường từ trước đến nay là bắt nạt người già mà không bắt nạt người trẻ. Ông cụ trước đây có lợi hại, bây giờ cũng đã rút lui rồi, còn Ngô Tài Dương đang đứng ở giai đoạn bay lên, về sau không nhất định sẽ ngồi vào vị trí gì, đối với lời nói của ông, ai cũng không dám phớt lờ. Hạ Tưởng nhìn mặt đoán lòng, lại căn cứ hiểu biết của hắn đối với Phạm Duệ Hằng, đoán được Phạm Duệ Hằng tức giận, nguyên nhân bên trong có 3 phần là bởi vì hắn mang đến áp lực Ngô gia cho ông, 7 phần là bởi vì một khoảng thời gian gần đây quá thân với Diệp Thạch Sinh. Mà tỷ lệ báo cáo công tác với ông ít đi. Tuy nhiên cũng không có cách nào, dù sao Bí Thư Tỉnh ủy là nhân vật số 1, chủ quản nhân sự quyền to, hắn phải mời được Diệp Thạch Sinh ra mặt đến thành phố Yến mới càng có sức uy hiếp. Phạm Duệ Hằng bởi vì chuyện của Ngô gia tức giận thì tức giận, nhưng cũng không đến nỗi khủng hoảng, dù sao ông cũng là một chủ tịch tỉnh, Ngô Tài Dương có lực lượng lớn hơn, cũng không thể làm gì ông. Hơn nữa chuyện này ông cũng có đường xuống. Bởi vì hội nghị thường vụ thành ủy thành phố Yến đã thông qua bổ nhiệm, ông chỉ cần đẩy trách nhiệm đến thành phố Yến thì có thể đứng ngoài chuyện, Ngô Tài Dương đối với chuyện này cũng không có gì để nói. Vì thế Hạ Tưởng kết luận, Phạm Duệ Hằng bất mãn, có phải bởi vì nguyên nhân hắn và Diệp Thạch Sinh quá thân mật, có chút bỏ mặt ông. Hạ Tưởng trước tiên liền thành khẩn thừa nhận sai lầm của bản thân, bày sự thật nói đạo lý, nói toàn bộ đầu đuôi câu chuyện,
chủ yếu là bí thư Diệp đích thân hỏi han về chuyện này, lại hàm xúc chỉ ra, là trưởng ban Mai ra sức thúc đẩy thị sát thành phố Yến, dù sao hoàn toàn tỏ rõ lập trường của hắn, chính là kiên trì vấn đề nguyên tắc không dao động, quan hệ công tác mật thiết với bí thư Diệp, trong công tác và quan hệ cá nhân với chủ tịch tỉnh Phạm cũng mật thiết. Phạm Duệ Hằng sắc mặt đã từ từ dịu xuống. Chương 534, thuận theo quan hệ. Hạ Tưởng quả thật đã đoán đúng. Phạm Duệ Hằng vốn đối với Hạ Tưởng sau khi từ thủ độ trở về, quan hệ với ông có chút xa lạ mà trong lòng nảy sinh bất mãn, lại thấy Hạ Tưởng chuyện gì cũng xin chỉ thị Diệp Thạch Sinh, ông càng có ý kiến. Hơn nữa hoạt động của Hạ Tưởng ở thành phố Yến và động tác ở sau lưng, đều không tường tận báo cáo công tác với ông liền cho rằng hiện nay đôi cánh của Hạ Tưởng đã cứng rắn, không coi ông ra gì, khó tránh có cách nhìn đối với Hạ Tưởng. Tuy nhiên nghe Hạ Tưởng giải thích một phen, phẫn nộ trong lòng cũng giảm đi không ít, nhưng vẫn có cơn giận còn sót lại, bởi vì xác thật thủ đô gọi đến, thái độ vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ, giọng điệu cũng không quá thân thiện, khiến ông không duyên cớ đã bị áp lực, căn nguyên hết thảy đều trên người Hạ Tưởng, vẫn thấy Hạ Tưởng không quá hài lòng, liền nói. Cho dù thành phố Yến thông qua bổ nhiệm của cậu, nhưng thái độ của Ngô gia vô cùng kiên quyết, e rằng không dễ bỏ qua. Hơn nữa tôi nghe nói, bộ đường sắt vốn đã phê duyệt hạng mục tuyến đường sắt nối ra biển của thành phố Đan Thành, lại tạm thời phê mà không phát, bị ép lại. Cậu nói xem, cậu đã gây ra rắc rối lớn thế nào? Biểu hiện của Phạm Duệ Hằng ở thời điểm mấu chốt ngược lại không bằng Diệp Thạch Sinh, Hạ Tưởng cũng có thể hoàn toàn hiểu lập trường của Phạm Duệ Hằng, dù sao chủ tịch tỉnh so với bí thư, cũng kém chút, tuy rằng chỉ là chút ít, nhưng có khả năng là cái hào rộng không thể vượt qua được. Phạm Duệ Hằng sợ rằng vì nguyên nhân của hắn, mà khiến Ngô Tài Dương có cách nhìn không tốt đối với ông, dẫn đến ảnh hưởng bước tiếp theo thuận lợi tiếp nhận bí thư tỉnh ủy của ông thì rắc rối to. Đứng trên lập trường của Phạm Duệ Hằng, Hạ Tưởng có thể vô cùng lý giải sự bất mãn và phẫn nộ của ông. Mặc dù trong lòng Hạ Tưởng đối với biểu hiện của Phạm Duệ Hằng lúc mấu chốt không bằng Diệp Thạch Sinh, cũng hơi có chút thất vọng. Nhưng giao tiếp giữa người và người, vẫn phải xem thực lực và lợi ích cao nhất, giữa hắn và Phạm Duệ Hằng có lợi ích điểm giống nhau cũng có. Nhưng lại không nhiều. Một khi hắn rời khỏi tỉnh ủy, vị trí của hắn trong lòng Phạm Duệ Hằng sẽ hạ thấp, Phạm Duệ Hằng lúc này biểu lộ ra ngoài bất mãn, chẳng qua là một lần bộc phát trước mà thôi. Không ngoài dự kiến, sau khi Diệp Thạch Sinh giải nhiệm, Phạm Duệ Hằng khẳng định sẽ tiếp nhận chức phụ bí thư tỉnh ủy, cho nên tạo quan hệ tốt với nhân vật số một tương lai của tỉnh Yến, vẫn là nhiệm vụ cấp bách vô cùng cần thiết. Hạ Tưởng không thể không lần nữa nhận lỗi lầm của hắn. Đồng thời, nói ra quan hệ mịt mờ giữa hắn và Liên Nhược Hạm, lại ám chỉ phân lượng của Liên Nhược Hạm trong lòng ông cụ, kể cả thái độ Ngô Tài Hà, Ngô Tài Giang, xem như đang tỏ rõ với Phạm Duệ Hằng. Ngô Tài Dương tuy rằng thế mạnh, nhưng không có nhiều chỗ đứng trong Ngô gia, hơn nữa bây giờ chẳng những ông cụ đã chấp nhận mẹ con Liên Nhược Hạm, Ngô Tài Giang và Ngô Tài Hà cũng mặc nhận tình cảnh hiện nay của Liên Nhược Hạm. Nói không chừng sau này Ngô Tài Dương cũng sẽ có ngày hồi tâm chuyển ý. Đồng thời, Hạ Tưởng cũng nói ra nội tình ông cụ Khâu ra mặt thuyết phục ông cụ Ngô. Phạm Duệ Hằng nghe xong, ánh mắt lấp lánh, tâm tư chìm nổi, không khỏi quan sát Hạ Tưởng thêm vài lần. Ông dần dần bình tĩnh lại suy nghĩ, trong lòng đột nhiên lóe ra một ý niệm trong đầu, Hạ Tưởng quả thật nói không sai, Ngô Tài Dương có giận, có phẫn nộ, xét đến cùng cũng là chuyện nhà của Ngô gia, cho dù hiện nay ông muốn trừng trị Hạ Tưởng, cũng sẽ có một ngày thay đổi chủ ý, giữa cha con còn có mối thù cả đời. Cho dù Ngô Tài Dương không thể tha thứ cho Hạ Tưởng, nể mặt mẹ con Liên Nhược Hạm, sau cùng cũng sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Còn đối với kết quả sau cùng thế nào, người ngoài không dễ suy đoán, nhưng chung quy tính ra, Hạ Tưởng trong lòng Ngô Tài Dương, vẫn có quan hệ gần hơn người ngoài một chút. Hiện nay ông hà tất phải thay Ngô Tài Dương nôn nóng gây khó dễ cho Hạ Tưởng. Đợi đến khi Ngô Tài Dương hồi tâm chuyển ý, cũng chưa chắc sẽ nhớ đến cái tốt của ông. Nhưng nếu ông vì vậy mà hoàn toàn đắc tội với Hạ Tưởng, cũng là không đáng. Hạ Tưởng hiện mới 28 tuổi đã là chủ tịch quận cấp phó giám đốc sở, đã quản lý mặt chính trị, tiền đồ không thể hạn chế. Bởi vì chuyện của Ngô gia, thành phố Yến có Mai Thái Bình thay hắn ra mặt, thủ đô thậm chí có ông cụ Khâu ra mặt, một mình Hạ Tưởng đã tác động đến thần kinh của vô số người. Hơn nữa Hạ Tưởng xưa nay đối với ông thái độ cung kính, cũng có ý đứng vào hàng ngũ. Tỉnh Yến sau cùng sẽ là tỉnh Yến của ông, sau này còn quá nhiều chỗ có thể trọng dụng Hạ Tưởng, ông càng không cần thiết phải lạnh lùng và xa lánh với Hạ Tưởng. Nói thì nói vậy,
nhưng tuyến đường sắt nối ra biển của thành phố Đan Thành lại bị ép xuống, cũng là một chuyện rắc rối. Giọng điệu của Phạm Duệ Hằng rõ ràng đã dịu xuống bớt, nhưng mà vẫn mang bất mãn nói. Tôi đành phải chào hỏi thêm nhiều nơi, tuyến đường sắt nối ra biển liên quan trọng đại, nhất thiết phải nhanh chóng đầu năm khởi công, kéo càng lâu, càng bất lợi đối với nhà máy thép Đan Thành. Nói xong, lại hơi trách cứ mà trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, giọng điệu đã tràn đầy yêu quý và ý khiển trách của bề trên. Cậu đó, điềm đạm, chắc chắn là chuyện tốt, nhưng không thể làm việc ổn thỏa hơn một chút sao? Tôi cũng biết với tuổi tác hiện nay của cậu cùng Phạm Tranh cũng sấp xỉ ngang nhau, yêu cầu cậu tự hạn chế hơn về mặt phụ nữ cũng không thực tế, nhưng cậu trêu ai không được, lại đi trêu con gái của Ngô gia. Cậu không thể để tôi bớt lo lắng một chút sao? Nhắc tới Phạm Tranh, ý của Phạm Duệ Hằng không nói mà rõ, ông với lập trường là cha của Phạm Tranh mà nói với Hạ Tưởng những lời này, chẳng phải với thân phận là chủ tịch tỉnh, nếu không truyền ra ngoài nói là chủ tịch tỉnh cũng không so đo chuyện Hạ Tưởng ngoại tình thì thật sự trở thành trò cười. Thân phận cũng phải kiên kỵ, nhưng thân phận cũng có thể biến hóa tùy lúc, Phạm Duệ Hằng cũng là người thông minh. Nhớ kỹ, Phạm Duệ Hằng vẫn là giọng điệu của một trưởng bối dạy dỗ vãn bối. Đến quận Hạ Mã, thái độ đoan chính một chút, đừng xảy ra vấn đề tác phong sinh hoạt gì nữa, một Phạm Tranh cũng đã khiến tôi đau đầu, cậu cũng đừng gây thêm phiền toái cho tôi nữa. Nói đến vấn đề tác phong sinh hoạt, cậu sau này đừng đi chung với tiểu thị suốt, chẳng may xảy ra chuyện, có phải cậu cũng khiến tôi giống Ngô Tài Dương mà nổi giận với cậu. Nói đến đây, Hạ Tưởng cũng hiểu Phạm Duệ Hằng chẳng những đã hoàn toàn hiểu hắn, còn không thay đổi sự yêu quý và ủng hộ đối với hắn, trong lòng cũng vô cùng vui sướng, liền thành thật mà nói. Xin chủ tịch tỉnh Phạm yên tâm, thật ra tôi luôn rất tự hạn chế về mặt phụ nữ, chuyện với Liên Nhược Hạm đã sớm xảy ra từ khi ở huyện Bá, sau khi thật sự vào quan trường, liền luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Đối với tiểu thì, càng là quan hệ đồng chí cách mạng thuần khiết. Phạm Duệ Hằng cũng bị trêu cười. Đừng nói nhảm với tôi, tiểu thì xinh đẹp thế nào trong lòng tôi biết rõ, các anh chị luôn đi cùng nhau, sẽ có ngày không khống chế được, sau này phải chú ý ảnh hưởng nhiều hơn một chút. Dù sao cậu cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở, còn là chủ tịch quận. Nói đến chủ tịch quận, Phạm Duệ Hằng lại nghĩ tới nghị quyết nhanh chóng thông qua hội nghị thường vụ thành ủy ngày hôm qua, liền hỏi một câu. Không cần phải nói, cậu cũng đã biết trước Ngô Tài Dương sẽ ra tay, mới chấp nhận chức vụ chủ tịch quận. Tôi hết thảy phục tùng sắp xếp của tổ chức, bí thư Trần và thị trưởng Hồ thông qua suy xét cẩn thận, nhất trí cho rằng tôi đảm nhiệm chủ tịch quận càng có thể phát huy ưu thế của tôi. Tôi bày tỏ chấp nhận bổ nhiệm của tổ chức. Hạ Tưởng biết rằng, thái độ nên có không thể thiếu, không thể khiến Phạm Duệ Hằng khơi ra lý của hắn. Phạm Duệ Hằng gật đầu, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tự nói. Có thành ủy bổ nhiệm, cũng tiện trả lời thủ đô, nhưng mà tôi lo lắng, Ngô Tài Dương sẽ không bỏ qua như vậy, chắc chắn còn chiêu sau. Nhưng mà những chuyện này không cần cậu bận tâm, do Bí Thư Diệp và tôi ra mặt chống đỡ áp lực là được. Hạ Tưởng cũng biết Phạm Duệ Hằng là muốn khiến hắn nhớ tới cái tốt của ông, liền lập tức bày tỏ lòng cảm ơn. Buổi chiều khi sắp tan sở, Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Ma Thu, truyền đạt lại ba yêu cầu của Bí Thư Diệp đối với hắn. Một là không kiêu ngạo, không nóng vội, tiếp tục kiên định công tác. Hai là tiếp tục duy trì khiêm tốn cẩn thận tác phong, trên cuộc sống phải nghiêm khắc yêu cầu chính mình, trên chính trị ổn định tiến tới. Ba là dưới tình thế trước mắt, phải cố gắng giảm bớt những chuyện không cần thiết, an tâm làm tốt công tác được giao. Bí thư Diệp thông qua thư ký chuyển đạt tinh thần chỉ thị, ám chỉ hắn khoảng thời gian gần đây phải rất khiêm tốn, đừng gây ra bất kỳ chuyện gì. Hạ Tưởng liền hiểu, Ngô Tài Dương ra tay mang đến áp lực cho Diệp Thạch Sinh quả nhiên khá lớn, Diệp Thạch Sinh không hề ra mặt và nói chuyện trực tiếp với hắn nữa, mà là khiến thư ký chuyển đạt, chính là muốn làm bộ cho người khác xem, phỏng chừng cũng là muốn thể hiện thiện ý với Ngô Tài Dương. Mượn cớ cho thấy giữa hắn và chính mình phân rõ giới hạn. Hạ Tưởng lắc đầu cười, Ngô Tài Dương quả nhiên lợi hại, vừa ra tay liền buộc nhân vật số 1 số 2 của tỉnh Yến đều phải cúi đầu, rốt cuộc là nhân vật phái thực lực nắm quyền thực trong tay. Khiến hắn thật không ngờ chính là, ngay sau đó hắn lại nhận được điện thoại của Tống Chiêu Độ, Tống Chiêu Độ cũng biểu lộ ra ý như nhau, nói cho Hạ Tưởng biết, bây giờ toàn tỉnh ủy đang trong tình trạng khẩn trương, đột nhiên bên trên có vài nhân vật cấp quan trọng lên tiếng. Nói là không khí tỉnh Yến hơi bất chính, nhất là ở phương diện bổ nhiệm nhân sự,
tồn tại không khí nghiêm trọng dùng người không khách quan, ban tuyên giáo trung ương và ban tổ chức trung ương đối với việc này vô cùng bất mãn. Tỉnh ủy sắp mở cuộc họp hội nghị khẩn cấp, để ứng đối thế cục khẩn trương trước mắt. Lửa giận của Ngô Tài Dương cũng quá lớn, không thể bởi vì không điều được hắn mà làm khó tỉnh ủy tỉnh Yến, Hạ Tưởng lần đầu tiên tức giận bất mãn Ngô Tài Dương. Ngay sau đó Mai Thái Bình cũng gọi đến, giọng điệu của ông cố gắng giả vờ thoải mái, nhưng Hạ Tưởng vẫn nghe ra một chút khác. Tiểu Hạ, Ngô Tài Dương ra tay rồi, ông ấy vừa ra tay, quả nhiên uy lực khác thường, tỉnh ủy hiện nay người người bất an, không thể không nói, nhà lão Ngô vẫn có một chút năng lực. Tôi cũng biết dụng ý của Ngô Tài Dương chính là muốn khiến tỉnh ủy khẩn trương một chút, sau đó khiến Bí Thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm đều chuyển cơn giận vào cậu, sau đó lại xa lánh cậu, thì mục đích của ông ấy sẽ đạt được. Được rồi, không nói với cậu nữa, đi họp, bản thân cậu chú ý nhiều hơn chút, đừng cho người khác tìm được tật xấu, hiện giờ Ngô Tài Dương đang cầm kính lúp tìm kiếm vấn đề của cậu. Quên nói, quan hệ giữa chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Lý Ngôn Hoàng mới nhậm chức với Ngô Tài Dương cũng không phải tốt bình thường. Chiều hướng của các mặt nói rõ Ngô Tài Dương thật sự là nếu không đạt mục đích thề không bỏ qua. Trong lòng Hạ Tưởng vô cùng bất mãn đối với cách làm của Ngô Tài Dương, hà tất phải gây chiến, chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn không hề có chút sức trả đòn. Thấy đã đến thời gian tan sở, Hạ Tưởng liền đến phòng tổng hợp 1, chào hỏi với Phương Cách, Vương Lâm Kiệt, sau đó nói với Cổ Ngọc. Đêm nay đi gặp chị dâu của cô, có được không? Cổ Ngọc vừa nghe mừng rỡ, liên tục gật đầu. Ừ, được, tôi đã sớm muốn như vậy. Gọi trước một cuộc điện thoại cho Tào Thù Lê, Tào Thù Lê vội cho Lam Miệt chuẩn bị đồ ăn chiêu đãi khách quý. Cổ Ngọc là cháu gái lão cổ rốt cuộc có lai lịch gì, Tào Thù Lê không biết, nhưng cô biết lão cổ vừa ra tay liền tặng cho Hạ Tưởng một miếng ngọc quý giá trị liên thành, nếu như lão cổ tốt với Hạ Tưởng, cháu gái của ông cũng là khách quý của cô. Lam Miệt vừa cho bảo mẫu chuẩn bị đồ ăn, vừa dặn dò Tào Thù Lê. Trong thời gian phụ nữ mang thai là lúc khiến đàn ông dễ ngoại tình nhất, người ấy nhà cô vừa có tinh thần, vừa có tài, trong lúc giơ tay nhấc chân lại vô cùng có mùi đàn ông, hiện đang là tuổi hoàng kim thu hút phụ nữ trung thanh niên nhất, cẩn thận đừng để người phụ nữ khác có được trong tay. Cho dù anh ta có tự hạn chế, cũng sợ phụ nữ khác chủ động nhào vào ôm lấy. Đàn ông có kiên định, cũng không chịu nổi phụ nữ chủ động đưa tới, đúng không? Tào Thù Lê một tay giúp đỡ khung cửa. Một tay vuốt bụng, vẻ mặt thản nhiên tươi cười. Đàn ông quản là quản không được, đừng hy vọng có thể coi chừng bọn họ, càng quản nghiêm, càng dễ gặp chuyện. Cô phải xem đàn ông là con diều, dùng một sợi dây tình yêu mỏng để quấn lấy anh ấy, khi gió lớn, anh ấy muốn bay cao, thì cô thả lỏng tay, thả dây, để anh ấy cao chạy xa bay. Bay có xa, dây cũng nằm trong tay cô, khi gió nhỏ, hoặc khi mệt mỏi, bản thân anh tự nhiên sẽ trở về. Chỉ cần sợi dây tình yêu của cô không đứt, anh ấy sẽ mãi mãi không quên đường về nhà. Lam Miệt kinh ngạc há to cái miệng nhỏ nhắn, hồi lâu cũng không khép lại, vô cùng khâm phục nói. Cô bé Lê, cô và tôi cũng sấp xỉ bằng tuổi nhau, nhưng mới kết hôn hơn một năm, sao có nhận thức sâu sắc như vậy, quả thật khiến người khác có cách nhìn khác. Cô nói xem, có phải ngày nào cũng nghiên cứu quan hệ nam nữ làm thế nào sống chung? Có gì phải nghiên cứu? Chẳng qua là suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Thế giới vốn không công bằng, đàn ông sinh ra đã có ưu thế hơn phụ nữ, nhưng phụ nữ cũng không hoàn toàn là kẻ yếu. Chỉ cần cô có kiên nhẫn có lòng tin, còn có dịu dàng, đàn ông cũng là người, cũng có cảm tình, đều không dễ dàng rời khỏi người vợ kết tóc. Hiện nay cả người Tào Thù Lê đều tỏa ra một hào quang mẫu tính, khi cô nói chuyện vẻ mặt thản nhiên, dường như không hề bận tâm chuyện Lam Miệt nói, còn vô cùng tự tin nói. Thật ra, trái tim con người phức tạp nhất, cũng đơn giản nhất. Cô 100%, đối tốt với anh ta sẽ không biết rõ. Cô tính toán với anh ta để phòng anh ta, trong lòng anh ta sẽ thoải mái. Trái tim con người đều mềm mỏng, không phân nam nữ. Khi một người đàn ông thật sự lòng dạ sắt đá, bất kể cô đau khổ cầu xin mà vẫn nhất định phải rời xa cô, đừng trách anh ấy, phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, trong những ngày tháng mà cô sống chung với anh ấy. Có phải từng chút đã làm tổn thương anh, mới khiến anh chất chứa oán giận sâu như thế? Bởi vì phụ nữ thích lải nhải, thích nũng nịu, lúc thích đáng lải nhải vài câu, nũng nịu vài lần thì không sao, nhưng cứ thế mãi, mặc kệ là được chiều chuộng hay là không biết đúng mực, đều khiến người khác tức giận chán ghét, đều để lại ám ảnh trong lòng anh ấy,
nhất là nếu như cô luôn đề phòng anh ấy, luôn bắt bẻ anh ấy, ở mặt ngoài không nói, trong lòng anh ấy cũng sẽ nảy sinh khe nứt. Khe nứt một thời gian lâu sau một khi rạn nứt, thì sẽ không còn khả năng tốt như ngày xưa nữa. Lam Miệt trong tay cầm một bó rau bina, ngơ ngác đứng trước cửa bếp, nửa ngày nói không ra một câu. Cũng không biết trải qua bao lâu, cô mới tỉnh lại, vội vàng đặt bó rau trong tay xuống, lại vội vàng rửa tay, sau đó chạy vào phòng sách, cầm giấy và bút, bắt đầu viết vừa nói. Lời cô nói tôi phải ghi chép lại, sau này phải nghiêm túc học hỏi, học để sử dụng. Thật ra tôi khá yêu Phương Cách, chính là càng yêu anh ấy, càng sợ anh ấy chạy mất, mới nắm chặt anh ấy. Nghe cô nói xong, mới biết thì ra trước đây đều sai. Trong tay cô có một trái cầu đàn hồi, nhẹ nhàng nắm lấy thì thoải mái, hay dùng sức nắm lấy thoải mái. Cô càng dùng sức, bắn ngược lại càng mạnh hơn, phải đúng lúc mà buông tay, mới là lẽ phải. Tào Thù Lê nói xong, xem thời gian. Không còn sớm, có lẽ họ sắp đến rồi. Không ngờ một câu nói của Lam Miệt, dẫn phát cảm xúc của Tào Thù Lê. Càng không ngờ chính là, Lam Miệt cũng thông minh lên, sau này cũng không trói chặt Phương Cách, mà biết đạo lý buông tay đúng lúc. Không ngờ như vậy, ngược lại khiến Phương Cách càng tốt với cô hơn trước, Lam Miệt mới tin tưởng mà không nghi ngờ lý luận của Tào Thù Lê. Mà Phương Cách sau này biết được thái độ của Lam Miệt đối với y thay đổi nhiều, là được lợi ích từ lời nói và việc làm mẫu mực của Tào Thù Lê, vì thế từ đó vô cùng tôn kính Tào Thù Lê. Mở miệng một tiếng là chị dâu gọi rất thân thiết, chỉ cần cãi nhau hoặc tức giận Lam Miệt, nhất định thỉnh giáo Tào Thù Lê hướng giải quyết. Không bao lâu, Hạ Tưởng và Cổ Ngọc tới. Cổ Ngọc và Tào Thù Lê là lần đầu tiên gặp mặt, vừa gặp mặt cô liền không xa lạ mà kéo tay Tào Thù Lê, vừa nói vừa cười, còn vây quanh Tào Thù Lê quay vài vòng, liên tục khen nói. Chị dâu là người đầu tiên trong những người sau khi mang thai mà em từng gặp qua là vẫn đẹp đến khiến người khác ngưỡng mộ. Lúc trước em luôn cảm thấy phụ nữ sau khi mang thai vô cùng khủng khiếp, không ngờ, chị dâu mang thai cũng có thể mang thai xinh đẹp thế này, khiến em đối với chuyện làm mẹ sau này ít nhiều đã có chút lòng tin. Tào Thù Lê cười nói. Đã sớm nghe Hạ Tưởng nói về em, chị liền nói người nuôi Ngọc Ngọc nuôi người, nếu như là người yêu Ngọc, lại gọi là Ngọc, chắc chắn là một Ngọc nhân, bây giờ xem ra, quả thật là người đẹp như Ngọc. Cổ Ngọc được Tào Thù Lê khen đến mặt có chút ửng đỏ. Ở trước mặt người khác em còn dám tự xưng là người đẹp, ở trước mặt chị dâu thì không dám. Chẳng trách trưởng phòng Hạ ở bên ngoài vô cùng thật thà, rất nhiều cô gái xinh đẹp anh ấy cũng không thèm liếc mắt nhìn thẳng mặt một cái, thì ra Kim Ốc Tàng Kiều, trong nhà có một người đẹp cực đỉnh, đương nhiên xem người đẹp trên thế gian không là gì. Lam Miệt thấy Cổ Ngọc người đẹp nói ngọt, ấn tượng đối với cô tốt hơn không ít. Sau đó Cổ Ngọc từ trên người lấy ra hai miếng ngọc bội, cho Tào Thù Lê và Lam Miệt mỗi người một miếng. Lam Miệt thấy Cổ Ngọc lại ra tay hào phóng, tặng miếng ngọc đẹp cho cô lại tinh xảo đặc sắc, vừa nhìn là biết thượng phẩm, ấn tượng đối với Cổ Ngọc liền tăng lên 3 phần. Đợi khi Cổ Ngọc nghe được Lam Miệt là bạn gái Phương Cách, Cổ Ngọc lại khen Phương Cách một chút, càng làm cho Lam Miệt hớn hở, ấn tượng đối với Cổ Ngọc liền tốt đến cực điểm. Hạ Tưởng ở một bên nhìn rồi âm thầm buồn cười, ba phụ nữ một tuồng diễn, quả nhiên không giả. Bình tĩnh nhất chính là Tào Thù Lê, nói ngọt nhất chính là Cổ Ngọc, nhưng thu hoạch lớn nhất lại là Lam Miệt. Buổi tối mấy người cùng nhau ăn cơm, chuyện trò vui vẻ, không khí hòa hợp. Sau khi ăn xong, mấy người ngồi ở phòng khách nói chuyện. Đầu tiên là nói vài câu tán gẫu, Tào Thù Lê lơ đãng nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái, ánh mắt lại đảo qua trên người Cổ Ngọc, trong lúc vô tình hỏi một câu. Hạ Tưởng, sau này anh không làm việc chung với Cổ Ngọc, quả thật là tiếc nuối của anh. Bên cạnh thiếu đi một bức tranh xinh đẹp, có phải cảm thấy rất không thú vị không? Hạ Tưởng lắc đầu cười. Hiện tại có thể thuận lợi đến quận Hạ Mã nhậm chức hay không, nói còn quá sớm. Cổ Ngọc lập tức vỉnh tai lên, khó hiểu mà hỏi. Lại làm sao rồi, chẳng phải hội nghị thường vụ thành ủy đã thông qua bổ nhiệm, chẳng lẽ còn có thể có thay đổi gì? Hạ Tưởng khoát tay. Không nhắc nữa, chuyện trên công việc, không cần đem về nhà bàn luận. Vốn đã đủ phiền lòng rồi, sao còn về nhà tiếp tục tự tìm phiền não? Trở về nhà thì phải thả lỏng. Chương 535, đọ sức sau lưng. Cổ Ngọc vẻ mặt nghi ngờ, còn muốn hỏi lại cái gì, thấy Hạ Tưởng vẻ mặt kiên quyết, đành phải buồn bực không nói thêm nữa. Một lát sau sắc trời đã tối, Hạ Tưởng liền nói với Cổ Ngọc. Hay là em cũng đừng về, ở lại nhà đi,
dù sao cũng có rất nhiều phòng. Nếu bình thường, Cổ Ngọc chắc chắn đồng ý ngay, không ngờ hôm nay bộ dạng cô tâm sự trùng trùng, lắc đầu nói. Thôi, em hứa với ông nội đêm nay phải trở về, không thể nói mà không giữ lời, em phải về. Cổ Ngọc quay về đến trại an dưỡng công viên rừng rậm, sau khi gặp ông nội, liền nói về chuyện đến nhà Hạ Tưởng làm khách, sau đó lại nói đến chuyện Hạ Tưởng nhắc tới việc bổ nhiệm quận Hạ Mã muốn nói lại thôi. Lão Cổ nghe xong, trầm mặc một hồi, cười ha hả. Hạ Tưởng sỉ diện, không muốn trực tiếp nói với ông, cũng phải, còn xem ông là người ngoài. Cái nào là thật là giả, ông nội, mau nói xem rốt cuộc là sao. Cổ Ngọc khó hiểu, sốt ruột hỏi. Lão Cổ cười mà không đáp, một bộ dáng rất thong dong. Ngày hôm sau Hạ Tưởng cứ theo lẽ thường đến tổ lãnh đạo đi làm, buổi sáng không có chuyện gì, sắp đến trưa, hắn nhận được điện thoại của Ma Thu. Lúc chạy đến văn phòng của Diệp Thạch Sinh, Diệp Thạch Sinh vẻ mặt thích thú đang nói chuyện điện thoại với ai. Thấy Hạ Tưởng vào, ông liền gật đầu, dùng tay chỉ sofa. Hạ Tưởng cũng không có ngồi, đứng đợi ông gọi xong điện thoại. Diệp Thạch Sinh buông điện thoại, vẻ mặt thoải mái mà nhìn Hạ Tưởng vài lần, có chút hứng thú hỏi. Tiểu Hạ, cậu ở sau lưng đã làm động tác gì? Từ đồng chí Hạ Tưởng biến thành Tiểu Hạ, có thể thấy được thái độ của Bí Thư Diệp đối với hắn rất tốt, chắc chắn là có chuyện vui bằng trời. Hạ Tưởng vẻ mặt kinh ngạc nói. Tôi đàng hoàng, không có làm gì cả, Bí Thư Diệp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thạch Sinh không tin mà nhìn Hạ Tưởng vài lần, suy nghĩ, cũng không tiếp tục hỏi cặn kẽ, mà nói. Ban tuyên giáo Trung ương và Ban tổ chức Trung ương liên kết tạo áp lực cho tỉnh Yến, nghĩ chắc cậu cũng đã nghe về tin đồn, trên dưới tỉnh Yến đều khẩn trương, vốn sáng nay tôi cùng Duệ Hằng đang mở cuộc họp hội ý thảo luận đối sách, đột nhiên nhận được điện thoại từ thủ đô gọi đến, tất cả áp lực toàn bộ biến mất, từ thế rào rạt trở nên gió êm sóng lặng, hơn nữa tuyến đường sắt nối ra biển của thành phố Đan Thành hoàn toàn cho qua. Chắc chắn đã có nhân vật hùng mạnh ra mặt xoay chuyển, ông ấy là ai? Tiểu Hạ cậu trong lòng biết rõ, có phải không? Hạ Tưởng đương nhiên trong lòng biết rõ, nhưng hắn vẫn không thừa nhận. Có thể thật sự có người bản thân đã nghĩ thông suốt, cũng cảm thấy gây lớn chuyện quá cũng không tốt cho đôi bên, cho nên đã kịp thời rút tay. Đối với nguyên nhân sâu hơn, tôi quả thật không rõ. Diệp Thạch Sinh nhìn thẳng vào Hạ Tưởng 3 phút, đột nhiên lắc đầu cười. Thôi đi, có lẽ cậu thật sự không biết, nếu cậu thật sự có khả năng. Cũng không đến nỗi bị ép tới nổi vô cùng chật vật, được rồi, không có chuyện gì nữa, sau khi trở về bàn giao thật tốt công việc, sau này không làm việc ở tỉnh ủy nữa, cũng phải nhớ thường xuyên trở về thăm hỏi. Vâng, Bí Thư Diệp, tôi nhớ kỹ, nhất định thường xuyên trở về xin chỉ thị công tác của ngài, thường xuyên trở về thăm ngài. Hạ Tưởng cung kính mà nói ra từ nội tâm. Hắn rõ ràng có thể thấy ra được, tâm trạng của Diệp Thạch Sinh rất tốt. Cũng phải. Ngô Tài Dương giận dữ, toàn trụ sở tỉnh ủy đều sợ bóng sợ gió, quả nhiên không giống bình thường. Mấu chốt là Ngô Tài Dương đủ thông minh, ông nắm quản ban tuyên giáo Trung ương, lại kết hợp với ban tổ chức Trung ương, hai phòng ban lớn của Trung ương không cần gióng trống khua chiêng mà tạo áp lực cho tỉnh Yến, chỉ cần thông qua con đường nào đó thể hiện một chút bất mãn đối với phương diện công tác nào đó của tỉnh Yến, đã đủ để khiến không ít người khẩn trương cả nửa ngày. Tỉnh Yến cách thủ đô quá gần. Lại nghe theo lời thủ đô nhất, một khi có động tĩnh gì liền trông gà hóa quốc. Nhất là hai phòng ban chủ yếu nắm quản dư luận và cán bộ lên chức là ban tuyên giáo Trung ương và ban tổ chức Trung ương. Nếu là tỉnh lớn phía Nam, ví dụ như Hải Đức Trường của tỉnh Lĩnh Nam, nếu như nghe được chỉ trích phi chính thức đối với tỉnh Lĩnh Nam, e rằng chỉ cười một cái, chẳng thèm quan tâm. Nhưng tỉnh Yến thì không được, nếu như tỉnh Yến không phải là tỉnh lớn về kinh tế, càng không phải là tỉnh lớn về chính trị. Cẩn thận chặt chẽ một chút cũng là rất bình thường. Cũng may sự tình đến nhanh đi cũng nhanh, Hạ Tưởng rốt cuộc hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cuối cùng đã trời quang mây tạnh. Cho dù chỉ là tạm thời vượt qua nguy cơ trước mắt, nhưng sau khi hắn đến quận Hạ Mã nhậm chức, chính là chủ tịch của một quận, hơn xa một trưởng phòng bình thường có thể so sánh, muốn ra tay với hắn, không còn là chuyện một câu nói nữa, mà cần phải hao tâm tổn sức nhiều hơn. Vị trí càng cao, chức vụ càng quan trọng. Căn cơ càng ổn. Bởi vì phải kiên kỵ đến ảnh hưởng các mặt, không dễ động đến người đứng đầu đảng chính. Ngô Tài Dương nhanh chóng thu tay lại, hắn biết, chắc chắn là lão Cổ đã ra tay. Thật ra sớm khi ông cụ Ngô ra tay, Hạ Tưởng đã nghĩ tới muốn mượn lực lượng của lão Cổ mà dùng,
nhưng một là khi ông cụ Ngô ra ra tay thì đã không kịp phản ứng, lão cổ ra mặt cũng chưa chắc có thể xoay chuyển thế cục của hội nghị thường vụ, hai là khi đó tình thế thay đổi trong nháy mắt, liên quan đến quá nhiều nhân viên, mượn lực từ bên ngoài không bằng dùng lực từ nội bộ, lại có thế mạnh của Trần Phong kiên trì cùng với thái độ sau này của Hồ Tăng Chu chuyển biến thành tiêu cực lui ra phía sau. Cho dù lão cổ ra mặt, chưa chắc dùng được. Lần này mượn miệng cổ Ngọc truyền đạt cách nghĩ muốn mời lão cổ ra mặt, là bởi vì Liên Nhược Hạm từng nói, Ngô Tài Dương chịu mềm không chịu cứng, liền xem lão cổ rốt cuộc có sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Hạ Tường Ngại giáp mặt khẩn cầu lão cổ, cũng là trong lòng hắn không rõ sau khi lão cổ rút lui, còn có bao nhiêu sức ảnh hưởng có thể thi triển. Nếu chẳng may hắn giáp mặt đề xuất với lão cổ, cũng là một chuyện ngượng ngùng. Không ngờ, lão cổ bảo đao chưa ra, một chiêu xuất ra, đã làm cho Ngô Tài Dương kinh sợ rút lui, cũng khiến Hạ Tưởng mừng rỡ. Hạ Tưởng sau khi trở về liền gọi cổ Ngọc vào văn phòng, giáp mặt cô tỏ vẻ cảm ơn lão cổ. Lão cổ không thích điện thoại, xưa nay trên người không đem theo di động, điện thoại nơi ở cũng do cảnh vệ trông giữ, cho nên Hạ Tưởng cũng không trực tiếp gọi điện cho ông. Cổ Ngọc nhấp nháy mắt, làm bộ khó hiểu hỏi. Cảm ơn gì, tôi không biết anh đang nói gì. Không thừa nhận thì thôi, Hạ Tưởng cũng không miễn cưỡng, có lẽ lão cổ cũng không muốn khiến hắn nhớ ơn, có lẽ có ý khác cũng không thể biết, liền cười trừ. Cảm ơn ông ở trong trại an dưỡng. Đây có gì mà cảm ơn, không hiểu ra sao cả. Cổ Ngọc đi rồi, Mai Thái Bình liền gọi điện tới. Tiểu Hạ, là ai ra mặt dọa cho Ngô Tài Dương rút lui? Thể diện lớn thật. Ngay cả thể diện ông cụ Ngô gia mà Ngô Tài Dương cũng không nể mặt, lại nể mặt người khác, người đó là ai, cho tôi biết. Trong chuyện Ngô gia ra tay lần này, Mai Thái Bình thái độ nhiệt tình không ngờ, luôn chủ động ra mặt giúp Hạ Tưởng giải quyết vấn đề, sự nhiệt tình của ông, luôn khiến Hạ Tưởng cảm thấy có cảm giác như mũi nhọn ở lưng. Dường như Mai Thái Bình giống như đang giúp Mai Hiểu Lâm. Hạ Tưởng đối với sự tình lão cổ sau lưng ra tay, cũng chỉ là suy đoán, chưa được chứng thật, tuy rằng nói 80-90%, nhưng cũng không muốn nói lung tung, liền mập mờ nói. Trưởng ban Mai, tôi không dám lừa ngài, quả thật là vẫn chưa làm rõ rốt cuộc là ai đã ra tay, có lẽ là bản thân Ngô Tài Dương nghĩ thông suốt, tự bản thân chấm dứt chiến tranh. Dẹp đi, Ngô Tài Dương tôi hiểu hơn cậu, ông ấy như một con lừa, ngoại trừ gặp được người mạnh hơn ra mặt, nếu không ông ấy mới sẽ không tự đánh vào miệng mình. Có lẽ chỉ có Mai Thái Bình mới dám trực tiếp mắng Ngô Tài Dương, nhưng sau khi ông nói xong, lại cười hi hi. Tôi chửi cha vợ trên danh nghĩa của cậu, cậu đừng có ý kiến, cũng là tốt cho cậu. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười nói. Cảm ơn trưởng ban Mai quan tâm, bây giờ cuối coi như đã qua một cửa ải khó khăn, hy vọng con đường sau này sẽ thuận lợi hơn. Hiện tại là hiện tại, sau này là sau này, hiện tại là đã qua cửa ải khó khăn của Ngô gia. Sau này phó gia đánh lén bản thân cậu phải nghĩ cách hoàn lại, thời điểm mấu chốt nếu cần thì nói một tiếng, tôi ở một bên châm lửa. Mai Thái Bình còn hận phó gia hơn Hạ Tưởng. Chắc chắn sớm muộn sẽ hoàn lại, Hạ Tưởng đã có một cách nghĩ đại khái. Đến mà không đi thì không đúng, hắn sẽ từng chút một mà lấy về những gì thuộc về bản thân, có lẽ còn có thể thích đáng mà khiến đối phương hoàn lại gấp đôi. Mai Thái Bình lại nói chuyện tào lao vài câu, mới cúp điện thoại. Sau đó Hạ Tưởng suy nghĩ, cảm thấy vẫn cần phải giáp mặt nói rõ với Tống Chiêu Độ và Phạm Duệ Hằng, liền lần lượt báo cáo công tác với hai người. Khi tan sở, lại nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạm. Vừa rồi ba hỏi em một câu, ông nói ông rất không hiểu vì sao Mai Gia và Khâu Gia đều ra mặt giúp anh, chẳng những thế, còn có quân đội cấp cao cũng ra mặt nói giúp anh. Ông vô cùng tò mò về anh, hỏi anh có can đảm gặp ông hay không. Hạ Tưởng nghe xong. Cảm giác được Ngô Tài Dương đối với hắn không chỉ là tò mò, phỏng chừng vẫn là căm hận nhiều hơn. Hắn khiến con gái nhà người ta không danh không phận đi theo hắn, còn sinh cho hắn đứa con trai không nói, khi Ngô Tài Dương ra tay với hắn, hắn còn không nương tay, khiến Ngô Tài Dương cũng tìm không được sơ hở, Ngô Tài Dương không hận hắn mới lạ. Hạ Tưởng mới không muốn lúc này gặp mặt Ngô Tài Dương, hơn nữa cũng không có gì nói, chẳng lẽ sau khi gặp mặt phải nói với Ngô Tài Dương, xin lỗi Bộ trưởng Ngô. Tuy rằng tôi không thể đám cưới với con gái ông, nhưng cũng có thể cho cô ấy hạnh phúc. Ngô Tài Dương nổi giận, nói không chừng còn đá hắn hai cái mới hết giận. Hạ Tưởng liền nói, tạm không gặp mặt, cho ông một ý nghĩ trước, khiến ông từ từ tò mò với anh, đợi khi không còn tò mò nữa,
cơ duyên đến, có lẽ tự nhiên mà gặp mặt. Anh đó, giống bà em, một cặp người xấu. Một người là xấu bên ngoài, một người là xấu bên trong, dù sao thì quá nhiều khúc mắt, phản ứng khá nhanh, ai đối với ai cũng không phục. Liên Nhược Hạ mặc kệ mà mỉm cười. Mặc kệ ông, dù sao hiện giờ ông tạm thời không làm gì được anh, sau này có nhớ ra trừng trị anh hay không, thì đó là chuyện sau này, nghe nói anh lên chức chủ tịch quận, cũng giỏi, dưới tình huống Ngô gia chúng em ra tay, chẳng những có thể ung dung thoát thân, còn ổn định vững chắc mà lên chức chủ tịch quận, thật có bản lĩnh. Tuy rằng em không quan tâm đến chuyện chính trị, nhưng em cũng biết, anh là người duy nhất trốn thoát từ trong tay người của Ngô gia. Cũng gián tiếp mà chứng minh cách nhìn tốt của em. Hạ Tường tâm trạng vui sướng, cũng không khỏi tự khen hai câu. Chủ tịch quận thì chủ tịch quận, không kém hơn bí thư, phải không? Đúng lúc anh nắm giữ quản lý kinh tế xây dựng, chắc chắn có thể làm nên chuyện lớn. Gần đây không gặp, đã học được cách nói mạnh miệng rồi, khâm phục. Liên Nhược Hạ nghe ra tâm trạng không tệ, cũng khó trách, Hạ Tường có thể hóa giải nguy cơ, còn khiến Ngô Tài Dương không làm gì được hắn. Cô cũng vô cùng thoải mái trong lòng, nhất là nhìn thấy Ngô Tài Dương vẻ mặt xanh mét đóng sầm cửa lại mà đi, trong lòng liền có khoái cảm vô cùng hả hận. Liên Nhược Hạm vẫn không quên được ám ảnh tuổi thơ, đối với chuyện Ngô Tài Dương làm tổn thương cô không thể bỏ được. Ngô Tài Dương quả thật là vô cùng phẫn nộ. Ông không phải không yêu thương Liên Nhược Hạm, nhưng vì Liên Nhược Hạm quá hướng về mẹ của cô, thế cho nên sau khi ông ly hôn với vợ trước, Liên Nhược Hạm thậm chí không nói chuyện với ông. Tính cách của Ngô Tài Dương quật cường mà bướng bỉnh, chẳng những không chịu nhân nhượng ông cụ, ngay cả con gái cũng không hạ mình mà dụ dỗ, thế cho nên quan hệ giữa ông và Liên Nhược Hạm càng ngày càng xa lạ. Mặc dù vậy, đợi sau khi ông biết Liên Nhược Hạm sinh đứa nhỏ, lại không chịu nói ra cha ruột của đứa nhỏ là ai, ông liền biết đã xảy ra vấn đề. Dưới tình huống truy hỏi vài lần không có kết quả, ngẫu nhiên được biết cha ruột đứa nhỏ là Hạ Tường, là một trưởng phòng tỉnh Yến, ông liền giận tím mặt. Khi ông cụ đã nghe khuyên bảo, lại rút tay sau khi Nhược Hạm khẩn cầu, ông vẫn không chịu tha cho Hạ Tường, cảm thấy Liên Nhược Hạm bại hoại nề nếp gia đình, mà Hạ Tường chính là đầu sỏ gây nên, chắc chắn là Hạ Tường dùng lời nói ngon ngọt lừa gạt Liên Nhược Hạm mắc mưu, khiến Liên Nhược Hạm khăng khăng một mực mà làm người phụ nữ sau lưng hắn. Con gái Ngô gia sao có thể làm người sau lưng của một trưởng phòng nhỏ bé, quả thật chính là nỗi nhục nhã lớn của ông. Ông liền quyết định điều Hạ Tường đến bên cạnh. Từ từ trừng trị chèn ép hắn. Vốn tưởng rằng có thể mượn khi ông cụ ra tay để lại thế cục tốt, thừa lúc bổ nhiệm thành phố Yến chưa quyết, ra tay điều Hạ Tường đến thủ đô, không ngờ mới thời gian một ngày, hội nghị thường vụ thành phố Yến liền thông qua bổ nhiệm, lui mà cầu tiếp theo, khiến Hạ Tường đảm nhiệm chủ tịch quận. Sau khi Ngô Tài Dương biết được tin tức, giận đến bật cười, thầm nghĩ khó trách con gái khăng khăng một mực theo sát hắn, thằng khốn, cũng có cách, khá khen cho một chiêu cao minh lấy lui làm tiến. Từ đó cũng chứng minh được Hạ Tường tại thành phố Yến có mạng lưới quan hệ cơ sở thâm hậu. Ngô Tài Dương là người thế nào? Ông xuất thân đại gia tộc, từ nhỏ tiếp xúc chính trị, vô cùng rõ tâm lý kính nể của cán bộ tỉnh Yến đối với thủ đô, theo đó mà nghĩ ra một kế. Nếu như thành phố Yến thông qua bổ nhiệm Hạ Tường, đã không thể sửa đổi nữa, mà Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đều có ý bảo vệ Hạ Tường, được, ông liền thừa cơ bộc phát, kết hợp với ban tổ chức trung ương đánh tỉnh Yến một cái. Tin rằng Diệp Thạch Sinh sẽ biết là nguyên nhân gì, càng tin rằng một số ủy viên thường vụ tỉnh Yến thích nghe là gió hay là mưa sẽ khẩn trương. Vì Hạ Tường mà dẫn đến khẩn trương, Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng chắc chắn sẽ trút giận lên Hạ Tường. Chỉ cần Hạ Tường bị mất điểm trong mắt bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, tốt nhất khiến hắn vì thế mà hoàn toàn thất thế trước mặt Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng, tiếp theo lại mổ xẻ thành phố Yến, lại buộc bí thư thành ủy và thị trưởng cũng không còn che chở cho Hạ Tường nữa. Hạ Tường sẽ nửa bước cũng mà khó đi trong thành phố Yến. Không điều hắn đến bên cạnh, cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết, chỉ cần quyền lực đủ lớn, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến quyết định của tỉnh Yến và thành phố Yến. Kế sách của Ngô Tài Dương cũng không thể nói là cao minh gì, nhưng là kế đơn giản nhất mượn đao giết người, nhưng ông có đủ quyền lực, thì có uy lực kinh người. Quả nhiên vừa ra tay, tỉnh Yến đều khiếp sợ. Chỉ có điều đang lúc Ngô Tài Dương tự cho là kế hoạch đạt được, đột nhiên nhận được điện thoại của một quân đội cấp cao, đối phương thẳng thắn mà nói với Ngô Tài Dương, tốt nhất đừng mượn thủ đoạn đánh ép tỉnh Yến mà ép buộc Hạ Tường, có người rất không vui với chuyện này. Ngô Tài Dương sau khi được biết người này là ai, vô cùng kinh ngạc, bởi vì ông biết,
địa vị của người này trong quân đội là không thể dao động, chẳng những môn sinh nhiều, mà còn có sức ảnh hưởng vô cùng kinh người. Với thực lực trước mắt của ông, căn bản không thể đụng đến. Đương nhiên, cũng không chỉ là nguyên nhân không thể đụng đến, là không cần thiết phải đắc tội với y, nếu không sau này mỗi một bước ông đi, nếu như không có quân đội ủng hộ, căn bản là nửa bước khó đi. Ông không cần phải vì hạ tưởng mà khiến người này không vui. Ngô Tài Dương biết có biết suối, dưới sự cân nhắc lợi hại quyền lợi của ông, sau khi có được kết luận nếu ông tiếp tục ra tay sẽ mất nhiều hơn được, liền quyết định thật nhanh, lập tức rút tay, ngay cả một chút do dự cũng không có. Cũng chính là tính cách sát phạt quyết đoán của Ngô Tài Dương, mới khiến ông trong thời gian rất dài, dưới tình hình không mượn dùng lực lượng của ông cụ, một mình từng bước leo đến vị trí cao. Chẳng qua quân đội cấp cao ra tay, khiến Ngô Tài Dương kinh hãi rất nhiều, lại có chút buồn bực, nghĩ ông Đường Đường là một người kế thừa của Ngô gia, ủy viên Bộ Chính trị, không ngờ trừng trị không được một hạ tưởng vừa mới lên chức phó giám đốc sở, quả thật là chuyện không thể nào. Nhớ năm xưa ông mới là cấp sở, vì một người cùng cấp sở chọc giận ông, trước sự chèn ép của ông, tiền đồ của người đó nhanh chóng trở thành một mảng u ám, không lâu sau, đã hoàn toàn rút lui khỏi quan trường. Có khi nào người chọc đến Ngô Tài Dương ông có thể bình yên vô sự mà tránh được áp lực của ông, mà vẫn có thể lên làm chủ tịch quận, tuy rằng kém hơn chút so với bí thư ban đầu, nhưng đối với ông mà nói đã là thất bại không thể tha thứ. Ngô Tài Dương khiếp sợ, tức giận, lại buồn bực không yên. Thủ đô, trong một tiểu khu yên tĩnh, Ngô Tài Dương một mình đứng sừng sững ở phía trước cửa sổ lớn sát đất, nhìn trong hoa viên tràn đầy màu xanh lục, ngơ ngác nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên nói một câu. Hạ tưởng, hắn chẳng qua tránh được cửa thứ nhất, không cần đắc ý sớm, chỉ cần một ngày hắn còn trong quan trường, sẽ có vấn đề bị nắm giữ. Cán bộ không có vấn đề kinh tế hiện nay quá ít rồi, chỉ cần chăm chú quan sát, sẽ có một ngày có phát hiện. Bộ trưởng Ngô xin yên tâm, nếu tôi ở tỉnh Yến, thì sẽ thay ngài giám sát hắn chặt chẽ một chút. Một người đàn ông trung niên 45 tuổi ngồi trên sofa trong phòng khách, tay cầm ly trà đậm, trên mặt lộ vẻ tự đắc mỉm cười. Tùy ý nói. Y đeo một mắt kính màu vàng kim, rất có khí nho nhã, chẳng qua đôi mắt trốn đằng sau lớp kính chớp động, trong đó có một khí thế ép người. Không cần phải nói, y chính là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Yến Lý Ngôn Hoàng mới nhậm chức. Cũng không cần thiết phải đưa hắn vào chỗ chết, có thể kéo hắn xuống ngựa là tốt nhất, khiến hắn không lên không xuống xấu hổ mà đứng ngơ ngác, rốt cuộc cũng tốt hơn nhiều so với cách chức hắn. Ngô Tài Dương quay đầu. Liếc mắt nhìn Lý Ngôn Hoàng một cái trên mặt vẫn mơ hồ tức giận. Lý Ngôn Hoàng đứng lên, cũng đi đến trước cửa sổ, sóng vai mà đứng với Ngô Tài Dương, nhìn phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ toàn là màu xanh lục, các loài hoa đua nhau khoe sắc, các loài thực vật rậm rạp, chẳng những cảnh sắc tuyệt đẹp, còn vô cùng yên tĩnh, ở thủ đô tuyệt đối là một tiểu khu nhà ở cao cấp hiếm có. Bộ trưởng Ngô xin bớt giận, cũng không cần thiết phải so đo không dứt, con gái lớn rồi không quản được. Nếu cha ruột của đứa bé ở nước ngoài, ngài có thể làm gì được hắn? Nếu như bây giờ tạm thời không làm gì được tiền đồ của Hạ Tưởng, thì cứ buông tay trước, ngày tháng còn dài, đợi khi hắn cho rằng ngài sẽ không gây phiền toái cho hắn nữa, thì sẽ buông thả, đến lúc đó nhân lúc hắn không để ý mà ra tay, nhất định có thể thu được hiệu quả làm ít công to. Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, Hạ Tưởng chàng trai trẻ này, vẫn có một chiêu, tôi đến tỉnh Yến mới biết. Mạng lưới quan hệ giữa hắn với người trong tỉnh và thành phố vô cùng sâu đậm, không dễ động được hắn. Lý Ngôn Hoàng một nửa là khuyên giải, một nửa là lời nói chỉ dẫn. Chương 536, Trần Phong ra tay. Bản thân thực lực không đủ, nhưng đã xem chuẩn giữa các điểm cân bằng, chu toàn các thế lực bên trong. Thủ đoạn của cậu ta chẳng qua là đầu cơ trục lợi mà thôi, không thể phơi bày. Mặc dù Ngô Tài Dương thật sự thầm khâm phục thủ đoạn của Hạ Tưởng, nhưng vì những gì Hạ Tưởng đã làm mà khiến ông cảm thấy mất mặt, cũng không muốn giáp mặt đánh giá Hạ Tưởng. Trên chính trị cần chính là thực lực tuyệt đối, những thủ đoạn nhỏ khác chung quy cũng không thể lâu dài. Tôi cũng muốn xem cậu ta có thể đi được bao lâu, có thể leo được bao cao. Lý Ngôn Hoàng không muốn giáp mặt phản bác Ngô Tài Dương, thật ra trong nội tâm ông cũng có ý yêu thích thủ đoạn của Hạ Tưởng. Ngô Tài Dương là thái tử đảng, thân thế khác xa người bình thường, cho nên nói chuyện mới thô như vậy. Đối với cán bộ xuất thân hèn mọn mà nói, trước khi căn cơ chưa vững, trước khi còn chưa lên chức cao, có ai không phải chu toàn trong các thế lực, tìm kiếm chỗ dựa có lợi nhất, sau đó mới dựa thế mượn lực, từ từ lên chức.
Từ trước đến nay, cán bộ xuất thân bình dân, nhìn chung trải nghiệm của họ, hoặc là trong lúc quan trọng đứng vào đúng hàng ngũ, hoặc là thời thế tạo anh hùng, mượn một cuộc vận động lớn hoặc là sự kiện chính trị, quyết đoán đưa ra quyết định kinh người, sau đó liền đi vào tầm mắt của lãnh đạo cấp cao, hoặc là thật thà chân thật, quả thật có bản lĩnh thật sự, từng bước một mà lên chức cao. Còn có một loại, cũng là loại khó nhất, chính là người thành thạo mà chu toàn với các thế lực, nhìn như lắc lư nghiêng ngã, nhưng lại đều được các thế lực chấp nhận, chẳng những đạt được hiệu quả mọi việc đều thuận lợi, còn lên đến cảnh giới linh hoạt. Nếu như là loại người như vậy, thận trọng và từng bước thăng chức, bản thân vừa có bản lĩnh cứng rắn, lại đứng vững không ngã trong bất kỳ một trận sóng gió chính trị nào, thật sự đạt đến mức độ xuất quỷ nhập thần trong quan trường. Ở trong mắt Lý Ngôn Hoàng, Hạ Tưởng đang đi con đường làm quan giống như vậy. Vì thế Lý Ngôn Hoàng chẳng những vô cùng hiếu kỳ đối với Hạ Tưởng, cũng muốn tận mắt nhìn xem Hạ Tưởng rốt cuộc có bản lĩnh lớn thế nào, nếu như dưới tình hình y ra tay mà vẫn duy trì thế bất bại, thì trong số cán bộ mà y từng gặp, Hạ Tưởng thật sự là một người có tiềm lực cũng có triển vọng nhất. Lý Ngôn Hoàng lại nói, thật ra Hạ Tưởng đến quận Hạ Mã quản lý chính trị là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, coi như tứ diện sở ca bốn bề thọ địch. E rằng không cần chúng ta ra tay, cuối cùng hắn cũng sẽ rơi vào kết cục khó mà thu dọn. Là sao? Ngô Tài Dương cảm thấy vô cùng hứng thú. Tôi đã nghiên cứu một chút về danh sách ủy viên thường vụ quận Hạ Mã, trong số 13 ủy viên thường vụ, bí thư quận ủy Bạch Chiến Mặc là người của phó gia, chẳng những kinh nghiệm lý lịch chiếm ưu thế 3 năm công tác ở các bộ và ủy ban trung ương, Hạ Tưởng là 3 tháng, hơn nữa học lực chiếm ưu thế, cậu ta tốt nghiệp nghiên cứu sinh nhiều năm, Hạ Tưởng mới vừa lấy được bằng cấp, mà cậu ta có đầu tư 20 tỷ, Hạ Tưởng chỉ có 10 tỷ, có thể nói so với Bạch Chiến Mặc. Hạ Tưởng luôn thua kém. Còn có Phó Chủ tịch Thường trực quận Trần Thiên Vũ là người của Phó Thị trưởng Hà Giang Hoa và Đàm Long, Phó Tiên Phong lại là một phe, Phó Bí Thư Khang Thiếu Diệp tuy rằng lập trường không rõ, nhưng có quan hệ với Hồ Tăng Chu khá gần. Hồ Tăng Chu trước đây dốc sức chống đỡ cho Hạ Tưởng, bây giờ bởi vì sự kiện lần trước, thái độ chuyển sang trung lập. Cũng chính vì thái độ của ông thay đổi, mới khiến Hạ Tưởng không như ý nguyện làm Bí Thư quận ủy. Trong số những người khác, hậu duệ của Trần Phong cũng không nhiều. Rõ ràng cũng không có cùng phe với Hạ Tưởng, không khoa trương mà nói, chức chủ tịch quận của Hạ Tưởng vô cùng cô lập. Lý Ngôn Hoàng bỏ không ít công sức để nghiên cứu lai lịch ủy viên thường vụ quận Hạ Mã, chẳng những là vì quận Hạ Mã tác động đến tinh thần những nơi khác, cũng là vì nguyên nhân của Hạ Tưởng, hơn nữa còn vì chuyện này gây ra một chuyện ngoài ý muốn của hội nghị thường vụ thành phố Yến, khiến y đặc biệt đưa vào ánh mắt quan tâm. Ngô Tài Dương từ từ lộ ra nụ cười. Nói vậy, Hạ Tưởng nóng vội, không phải một bước đi vào con đường làm quan, mà là trận địa lôi. Tuyệt đối là một trận địa lôi mà không để ý thì sẽ bị thịt nát xương tan. Lý Ngôn Hoàng không chút do dự mà kết luận. Ha ha, vậy thì tôi phải xem cậu ta có bản lĩnh gì có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Trong thành ủy thành phố Yến, sau chuyện này, sức khống chế của Trần Phong không như trước. Hồ Tăng Chu và ông ấy không còn phối hợp công việc như trước nữa, Hạ Tưởng ở trong thành ủy có được ủng hộ cũng là có hạn. Nhưng mà nói gì thì nói, dưới tình hình này, nếu Hạ Tưởng còn có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân để vượt qua cửa ải, vậy thì cậu ta quả thật khiến người ta có cách nhìn khác. Ngô Tài Dương híp mắt lại, trên mặt lộ ra một chút biểu hiện phức tạp khó hiểu. Hạ Tưởng mà Ngô Tài Dương và Lý Ngôn Hoàng đang đàm luận, lúc này đang ngồi trong văn phòng của Trần Phong. Thảo luận kế hoạch ngày chính thức thành lập quận ủy và ủy ban nhân dân quận và sắp xếp công việc tiếp theo. Lý Ngôn Hoàng phân tích ra được kết luận hắn cô lập trong hội nghị thường vụ quận ủy, hắn đã sớm biết, chẳng qua chuyện là chết, người là sống, Hạ Tưởng xưa nay cho rằng không có khó khăn nào không giải quyết được. So với tình cảnh của Hạ Tưởng ở hội nghị thường vụ quận ủy, khả năng nắm trong tay thành ủy thành phố Yến của Trần Phong, bề ngoài dường như không có gì thay đổi. Trên thực tế bởi vì bổ nhiệm nhân sự quận Hạ Mã, bởi vì Ngô gia chen ngang một tay, vẫn khiến cho uy danh của Trần Phong có chút suy giảm, quan trọng nhất chính là thái độ của Hồ Tăng Chu chuyển biến làm cho Trần Phong vô cùng buồn bực, chỉ cần giữa bí thư và thị trưởng có rạn nứt, người thấy gió bẻ lái liền bắt đầu có hành động, đối với ông sau này khôi phục lại khả năng nắm hội nghị thường vụ trong tay vô cùng bất lợi. Nhưng Trần Phong cũng không phải tính cách bị động ứng chiến, hiện tại cùng ở Trung ủy ban nhân dân thành phố. Hồ Tăng Chu và ông càng lúc càng xa, ông sẽ hoàn toàn mất đi sức ảnh hưởng đối với bộ máy chính phủ, vì thế một sát chiêu mà ông che giấu đã lâu cuối cùng phải tung ra, đúng lúc khơi dậy tác dụng uy hiếp giết gà dọa khỉ.
Bình tĩnh mà xem xét, Trần Phong đối với Ngô Gia ra tay lần này, cũng có tâm lý căm phẫn bất mãn, cũng ít nhiều có chút ý nghĩ chút giận lên người Hạ Tưởng. Sau đó suy nghĩ sâu hơn, từ khi ông quen biết Hạ Tưởng đến nay, Hạ Tưởng luôn cẩn trọng, xưa nay không có gây rắc rối gì cho ông, ngược lại còn luôn cẩn thận, mọi chuyện nghĩ rất chu toàn, là một cán bộ cấp cục trẻ tuổi. Bây giờ Hạ Tưởng đã là quan cao cấp phó giám đốc sở, một đường đi tới, chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề kinh tế, nhưng con người không ai toàn vẹn, có một chút vấn đề tác phong sinh hoạt cũng không sao, nếu như anh ta ngay cả một chút vấn đề tác phong sinh hoạt cũng không có, Trần Phong thậm chí còn không dám tín nhiệm Hạ Tưởng, bởi vì một người không có nhược điểm là một người đáng sợ. Chẳng qua đối tượng vấn đề tác phong sinh hoạt của Hạ Tưởng quá dọa người, trêu thẳng đến con gái của Ngô gia. May mắn là Trần Phong đã nghĩ thông suốt và tha thứ Hạ Tưởng, vẫn như xưa mà xem trọng tiền đồ của Hạ Tưởng. Chuyện trên chính trị, sóng gió bấp bênh cũng được, trời trong nắng ấm cũng được, đều là tạm thời, hơn nữa Hạ Tưởng đã khắc phục hết khó khăn này đến khó khăn khác, từ trước đến nay chưa từng khiến ông thất vọng, ông cũng tin rằng, Hạ Tưởng sau khi đảm nhiệm chủ tịch quận quận Hạ Mã, cũng sẽ không khiến ông thất vọng. Một cách nghĩ chân thật khác chính là bí thư quận ủy là người của Phó Tiên Phong. Trong tầm mắt của Trần Phong, cũng chỉ có Hạ Tưởng ra mặt mới có thể ứng phó với mức độ bình tĩnh của Bạch Chiến Mặc, mới có thể ở trong hội nghị thường vụ một mình chiến đấu hăng hái mở ra một con đường. Hiện không có một bước đạt được mục đích đảm nhiệm bí thư, chợt thấy thì là bất lợi, thật ra lâu dài mà nhìn cũng là chuyện tốt. Vị trí cấp phó giám đốc sở vô cùng quan trọng, Hạ Tưởng ở vị trí giám đốc sở đã chừng nửa năm, cũng coi như đã từng đảm nhiệm chức chủ tịch quận, trong việc đề bạc quan trọng sau này. Cũng là có kinh nghiệm lý lịch phong phú. Hơn nữa theo Trần Phong xem ra, hiện không phải là bí thư, không có nghĩa là tương lai không phải bí thư. Tương lai có bao xa, Trần Phong thậm chí lạc quan mà nghĩ, có thể một năm, cũng có thể một năm rưỡi, dù sao sẽ không quá lâu. Chỉ là khiến ông không ngờ thời gian nhanh hơn không ít so với ông tưởng tượng, quận Hạ Mã kể từ ngày thành lập thì sóng gió không ngừng, cho đến sau này gây ra một chuyện lớn kinh thiên, dẫn đến không ít người bị xuống ngựa. Uy danh quận Hạ Mã chẳng những vang danh tỉnh Yến, ngay cả người trong thành phố nghe thấy tên của quận Hạ Mã cũng thay đổi cách nhìn. Mà Hạ Tưởng ra tay nhanh hơn ông dự đoán, vừa ổn vừa chuẩn, một chiêu đã thành công, khiến cho rất nhiều người bị đánh đau đến nổi không kịp lên tiếng. Trần Phong đối với thủ đoạn đầu cơ trục lợi của Phó Tiên Phong căm thù đến tận xương tủy, chẳng những thành công mà lấy được ngai vàng bí thư quận ủy, còn mượn cơ hội ly gián Hồ Tăng Chu với ông, không còn phối hợp ăn ý như trước đây. Sự xa rời của Hồ Tăng Chu là tổn thất lớn nhất của Trần Phong, càng khiến ông đau lòng chính là vì lúc đó ông vì tiến cử Hạ Tưởng lên làm bí thư quận ủy, mà không thể cất nhắc đến người của ông đi vào hội nghị thường vụ quận ủy quận Hạ Mã. Kết quả thì hay, coi như ông đã nhượng bộ rất lớn, hoàn toàn vì người khác mà may áo gấm. Hiện trong hội nghị thường vụ quận ủy, đều là người của Phó Tiên Phong và Đàm Long, Hà Giang, coi như Phó Tiên Phong trong thời điểm quan trọng ra tay, chẳng những loại trừ Hạ Tưởng. Còn chiếm được lợi lớn. Thủ đoạn rất cao minh, bố cục rất khéo léo. Trần Phong ngoại trừ rất căm hận, cũng không thể không khâm phục mưu tính sâu xa của đối thủ. Giờ đây Hạ Tưởng tuy rằng chật vật nhưng cuối cùng đã lên làm chủ tịch quận, nhưng bên trên có Bạch Chiến Mặc thân là nhân vật số một quyền uy khó có thể khiêu chiến, dưới có kìm hãm của phó chủ tịch thường trực quận Trần Thiên Vũ, trong hội nghị thường vụ, chẳng những không có hậu duệ của mình. Trước mắt ngay cả bạn đồng minh cũng không có, cũng thật là một mình hăng hái chiến đấu, có thể nói bụi gai khắp nơi. Nhưng Trần Phong thấy nhiều về bản lĩnh sửa dở thành hay của Hạ Tưởng, mặc dù cảm thấy tiếc nuối sâu sắc về thất sách trong bố cục của hội nghị thường vụ quận ủy, nhưng vẫn muốn tin rằng Hạ Tưởng có thể kích phá từng bước, từ từ dựng nên quyền uy của bản thân. Ông mỉm cười nhìn Hạ Tưởng chậm rãi mà liếc mắt một cái, đưa tay từ trong ngăn kéo lấy ra một phần tài liệu, quẳng lên bàn, nói. Tự mình xem, chỉ xem đừng phát biểu ý kiến, càng đừng nói ra. Sau khi xem xong chỉ cần trả lời tôi một vấn đề, có cho là tặng cho cậu một món quà lớn. Hạ Tưởng khó hiểu ý này, đứng lên lấy tài liệu, chỉ lật xem sơ qua, liền lập tức ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn Trần Phong liếc mắt một cái, trong ánh mắt toàn là nghi vấn và niềm vui bất ngờ. Trần Phong khẽ gật đầu. Là món quà mà Thác Phú trước khi đi đã tặng cho tôi luôn do dự có lấy ra hay không. Bây giờ xem ra, đã đến lúc rồi. Sự kinh ngạc trong lòng Hạ Tưởng là bởi vì phần tài liệu điều tra tham ô nhận hối lộ của ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng Hà Giang Hoa. Tài liệu rất tỉ mỉ mà ghi nhận lại thời gian,
địa điểm và khoản tiền mà Hà Giang Hoa đã nhận hối lộ trong bao năm qua, còn kèm theo số lượng lớn ảnh chụp và chứng cứ trực tiếp. Hạ Tưởng có thể kết luận, phần tài liệu này nếu giao đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Hà Giang Hoa chết chắc. Hà Giang Hoa mà ngã, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quận Hạ Mã Trần Thiên Vũ mà y ủng hộ sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc. Hạ Tưởng lại là Chủ tịch Quận, có thể thừa cơ được lợi lôi kéo Trần Thiên Vũ, vì hắn mà dùng. Trần Phong nói tặng hắn một món quà lớn, cũng thật là một món hậu lễ nặng trịch, thậm chí có thể nói quả thật là cơn mưa đúng lúc. Đối với Phó Chủ tịch Quận Tạ Nguyên Thanh, Hạ Tưởng vốn không có trông cậy vào y có thể giúp đỡ. Cho dù y kiên quyết không thay đổi mà cùng một chiến tuyến với bản thân, với cách nhìn của Hạ Tưởng đối với Tạ Nguyên Thanh là không thể trọng dụng, không gây thêm phiền phức cho bản thân đã là không tệ rồi, trông cậy vào y có thể tùy cơ ứng biến trong đấu tranh phức tạp ở địa phương thì không nên ôm kỳ vọng gì thì tốt hơn, đỡ phải thất vọng. Huống chi, Tạ Nguyên Thanh cũng không chắc một lòng với hắn. Nếu thật có thể lôi kéo Trần Thiên Vũ, bộ máy chính phủ cho dù là đoàn kết một lòng, tương ứng, Bạch Chiến Mặc đối với khả năng khống chế của bộ máy chính phủ sẽ suy giảm đi rất nhiều. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng Trần Thiên Vũ gặp tình thế không đúng, kịp thời ngã sang Bạch Chiến Mặc. Tuy nhiên nếu Trần Phong đã nói trước, nói là muốn tặng một món quà lớn cho hắn, hiển nhiên Trần Phong là sớm có mưu tính. Quả nhiên Trần Phong lấy lại tài liệu từ trong tay Hạ Tưởng, sau khi đặt lại vị trí cũ, lại nói. Làm đồng nghiệp nhiều năm, tôi cũng không muốn dồn Hà Giang Hoa vào chỗ chết. Nếu anh ta thức thời, đề xuất vì bệnh nặng nên xin từ chức, hơn nữa còn thông minh mà ám chỉ Trần Thiên Vũ bước tiếp theo lựa chọn như thế nào, khiến anh ta rút lui hoàn toàn cũng không phải là không có khả năng. Nếu không thì khó nói. Hạ Tưởng âm thầm gật đầu, chính trị chưa bao giờ là sản phẩm ôn hòa, Trần Phong rốt cục cũng lộ ra một mặt dữ tợn, chẳng những muốn tống khứ Hà Giang Hoa, còn muốn vì hắn nuôi dưỡng sức mạnh trong hội nghị thường vụ quận ủy, cũng xem như là tính toán chu toàn. Sự sống chết của Hà Giang Hoa không quan trọng, quan trọng là chỉ cần Hà Giang Hoa lui xuống, rời khỏi vị trí, chẳng những có thể khiến Trần Phong dựng lại quyền uy, còn có thể có hiệu quả giết một người răn trăm người. Kết cục của Hà Giang Hoa chính là kết cục phản đối bí thư thành ủy, mặc dù từ bề ngoài mà nhìn, Hà Giang Hoa là gieo gió gặt bão, nhưng sớm không xảy ra chuyện trễ không xảy ra chuyện, lại ngay lúc này xảy ra chuyện, thì phải xem xét lại. Trần Phong cũng không hổ danh là lão quan trường. Nhẫn nhịn đã lâu, trong lúc quan trọng mới đưa ra sát chiêu, chẳng những suy giảm sức ảnh hưởng của Phó Tiên Phong đối với bộ máy chính phủ, còn gián tiếp cảnh cáo Hồ Tăng Chu, khiến Hồ Tăng Chu cũng trong lòng biết rõ, bình an vô sự còn tốt, thật sự muốn đụng đến Trần Phong, xé rách ra mặt đối với ai cũng không có lợi. Hạ Tưởng cũng hiểu rõ điểm này, không ngoài dự đoán, sau khi Hà Giang Hoa thoái vị, Cao Hải có thể nhân cơ hội lên chức. Khoảng thời gian trước việc Cao Hải thay thế quản lý quận Hạ Mã, rất được Trần Phong tán thành. Hơn nữa Cao Hải là cấp dưới cũ của Trần Phong rất tín nhiệm ông. Cao Hải vào hội nghị thường vụ, chẳng những tăng cường sức ảnh hưởng của Trần Phong đối với bộ máy chính phủ, cũng khiến khả năng khống chế của Hồ Tăng Chu đối với bộ máy chính phủ giảm mạnh, tương đương với việc Trần Phong đóng một cây đinh vào bộ máy chính phủ, đồng thời tạo thành áp lực cho Hồ Tăng Chu, Phó Tiên Phong và Đàm Long. Hồ Tăng Chu tuy rằng chưa chắc sẽ hợp tác với Phó Tiên Phong, nhưng ông không phối hợp công việc với Trần Phong, thì sẽ khiến Trần Phong chịu quản chế nhiều, rất dễ khiến Phó Tiên Phong thừa cơ làm lớn, hoặc là hoàn thành bố cục sức mạnh. Bắt được một Hà Giang Hoa, sắp xếp cài vào một Cao Hải, nháy mắt có thể phá vỡ cân bằng, khiến Trần Phong dựng lại quyền uy của nhân vật số một tỉnh Yến. Không thể không nói, Trần Phong không ra tay thì thôi, vừa ra tay, cũng là một đòn chí mạng, chắc chắn sẽ khiến Phó Tiên Phong tức đến nhảy dựng. Cũng sẽ khiến Hồ Tăng Chu ăn không ngon ngủ không yên. Đối với Hồ Tăng Chu đến phút cuối không ủng hộ hắn nữa, Hạ Tưởng mặc dù có thể lý giải, nhưng trong lòng vẫn vô cùng không thoải mái. Từ khi Hồ Tăng Chu vào thành phố Yến, vì muốn lôi kéo Hồ Tăng Chu, Hạ Tưởng có thể nói là nhọc lòng. Trước là ôn lại chuyện cũ, sau đó lại giới thiệu Trương Kiện cho ông, vào dịp Tết, mượn cơ hội mời ông đến ở tại viện điều dưỡng. Cùng với vài ủy viên thường vụ thành phố Yến tiếp xúc với mấy lãnh đạo trong tỉnh, vì ông mà giật dây bắt cầu. Dưới làm cho ông dựng nên căn cơ, trên làm cho ông tìm được chỗ dựa vững chắc, lo lắng hết lòng, mới cho là đổi lại được Hồ Tăng Chu và Trần Phong tiến gần lập trường kiên định. Mặc dù Hạ Tưởng cũng biết Hồ Tăng Chu không phải là người vô cùng đáng tin cậy, tính cách của Hồ Tăng Chu không mạnh mẽ, đối nhân xử thế cũng có chút khéo đưa đẩy và lõi đời, đồng thời còn có một mặt không quả quyết.
Tuy rằng như vậy, hạ tưởng chính là nhìn chúng Hồ Tăng Chu lúc mới đến thành phố Yến, cục diện xấu hổ căn cơ không vững mà chỗ dựa không cứng. Mới nhanh chóng tiếp cận ông, cũng có được tín nhiệm tuyệt đối của ông. Chỉ là vẫn ứng với một câu châm ngôn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có người bạn mãi mãi. Địa vị của Hồ Tăng Chu tại thành phố Yến dần dần củng cố, hơn nữa cùng mấy ủy viên thường vụ cũng có cơ sở lợi ích giống nhau, quan trọng nhất chính là sau sự kiện hội nghị thường vụ lần này, có thể ông đã có được lời hứa của hậu đài trong thủ đô, hoặc có quan hệ gần hơn một bước với hậu đài trong thủ đô, hoặc là xuất phát từ suy xét tiền đồ của bản thân, mặc kệ là lý do nào thúc đẩy ông đưa ra quyết định cuối cùng là từ bỏ ủng hộ hắn. Đều khiến Hạ Tưởng cảm thấy vô cùng thất vọng, càng khó nói hơn là thất vọng, là một phẫn nộ bị phản bội. Bởi vì Hồ Tăng Chu trước đó không chào hỏi hắn, với giao tình giữa hắn và ông, báo trước một tiếng vừa không phải là chuyện gì khó, cũng là chuyện thường tình. Về công, dù sao hắn cũng giúp ông khá nhiều. Về tư, cũng cho là từng có qua lại thân thiết. Nhưng Hồ Tăng Chu không hề thể hiện bất kỳ hành động thiện ý, cũng không có chút thái độ hy vọng có được sự thông cảm của hắn, dường như là thái độ của một bộ dạng thị trưởng cao cao tại thượng, tỏ vẻ là lãnh đạo lạnh lùng. Hạ Tưởng quả thật đau lòng. Hồ Tăng Chu nếu như trước đó nói rõ nỗi khổ với hắn, dù chỉ là gọi một cuộc điện thoại, nói ba xạo an ủi hắn vài câu, có một thái độ nên có, hắn cũng sẽ không trách ông chuyện gì. Khi đối diện trước sự lựa chọn trọng đại về lợi ích bản thân, bất kỳ người nào cũng sẽ trước tiên suy xét về lợi ích của bản thân, là chuyện thường tình, hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng Hồ Tăng Chu lại mặc kệ giao tình trước đây giữa họ, hoàn toàn làm theo việc công mà trong thời khắc quan trọng tỏ ra quyết định của ông. Vấn đề mấu chốt chính là hắn từng vô cùng để tâm đến Hồ Tăng Chu, cũng muốn cùng ông tạo dựng một quan hệ hợp tác tốt đẹp. Làm người không thể có đầu không có đuôi, lúc tốt đẹp thì chuyện trò vui vẻ, lúc không tốt thì trở mặt vô tình. Hạ Tưởng đối với Hồ Tăng Chu không có bất kỳ thiện ý nhắc nhở mà trong lòng khó chịu. Bởi vì Hồ Tăng Chu làm vậy, hiển nhiên là đã tỏ rõ thái độ, phân rõ ranh giới, căn bản là không quan tâm có nên để lại một đường, sau này dễ gặp gỡ. Từ đó có thể thấy, giữa Hồ Tăng Chu và hắn, trên căn bản đã cắt đứt quan hệ. Giữa ông và Trần Phong, cho dù không luôn chống đối, cũng sẽ mỗi người một ý, làm theo ý mình. Hồ Tăng Chu quá nông cạn, Hạ Tưởng thở dài trong lòng. Hồ Tăng Chu vì có được lời hứa của hậu đài trong thủ đô mà coi Hạ Tưởng là vật hy sinh, có thể lý giải, dù sao hắn cũng không đủ lớn mạnh, không lọt vào mắt của Hồ Tăng Chu cũng bình thường. Nhưng Hồ Tăng Chu lúc này lại rời bỏ Trần Phong mà đi xa, thật tưởng rằng ông đã đứng vững căn cơ, có thể rời bỏ Trần Phong, trong thế cục phức tạp của thành phố Yến, tự tạo thành một cá thể. Chương 537, Hạ Tưởng ra tay. Đương nhiên, đứng ở góc độ của Hồ Tăng Chu mà suy xét, cách làm của y cũng không thể dị nghị, y là thị trưởng, là nhân vật chính phủ số 1, nhưng từ khi đảm nhiệm thị trưởng đến nay, vẫn luôn cho người ta ấn tượng là mọi chuyện đều theo sau bước chân của Trần Phong. Thân là nhân vật số 2 danh chính ngôn thuận của thành phố Yến, cũng quả thật có vẻ hơi tầm thường. Hồ Tăng Chu muốn mượn sự uy tín suy giảm trong hội nghị thường vụ lần này của Trần Phong, thừa cơ thoát khỏi cái bóng của Trần Phong, tại thành phố Yến đề xuất quan niệm chấp chính rõ ràng của y, hơn nữa ở bộ máy chính phủ thúc đẩy phong cách chấp chính của y, mọi chuyện đã làm đều là hợp lẽ thường tình, là một con đường mà thị trưởng muốn có được thành tựu thì nhất định phải đi. Chẳng qua Hồ Tăng Chu xử lý quá qua loa và quá nôn nóng. Chẳng những không làm tốt công tác trên chuyện bổ nhiệm của y, lại mượn thời cơ uy tín của Trần Phong bị tổn hại mà phân rõ ranh giới với Trần Phong, có hiểm nghi ném đá xuống giếng, hơn nữa cũng sẽ ấn tượng bội bạc cho người ta. Trần Phong lần này đem chuyện Hà Giang Hoa ra nói, là hành động rung cây dọa khỉ, suy xét trong đó cũng có cả Hồ Tăng, có thể nói là một kế vô cùng cao minh, một hòn đá ném hai con chim. Vừa giảm bớt phe của Phó Tiên Phong, vừa gõ chuông cảnh báo Hồ Tăng Chu. Chỉ có điều Hạ Tưởng suy đi nghĩ lại suy xét đến rất nhiều phương diện. Duy nhất không nghĩ tới chính là vì sao ông cụ Ngô Gia ra tay lại giơ cao đánh khẽ, chẳng lẽ chỉ vì nể mặt ông cụ Khâu Gia? Hay là vì ông cụ Ngô Gia đa mưu túc trí, muốn mượn lúc rối ren cân bằng thế lực thành phố Yến, tại tỉnh Yến hoặc thành phố Yến cải thế lực của Ngô Gia? Tuy rằng bây giờ không có bất kỳ dấu vết gì thấy rõ Ngô Gia sẽ cài người vào tỉnh Yến hoặc thành phố Yến, nhưng đứng trên điểm cao nhất nhìn xuống, có rất nhiều cách nghĩ vượt ra khỏi tầm mắt của Hạ Tưởng. Có lẽ bởi vì nguyên nhân quận Hạ Mã, hoặc vì nguyên nhân khác, thành phố Yến vẫn luôn không được Ngô Gia quan tâm, liền đột nhiên lọt vào pháp nhãn của ông cụ, muốn vươn tay tới thành phố Yến, mở rộng sức ảnh hưởng một chút.
Hạ Tưởng dù sao vẫn còn trẻ, chưa từng lên chức cao, cũng chưa từng nắm quản một đại gia tộc, hắn có tài năng có thông minh, nhưng còn xa vẫn chưa đạt được trí tuệ thâm hậu Dương Đông Kích Tây trong con đường làm quan lăn lộn cả đời của ông cụ Ngô. Hắn còn đang suy xét, có lẽ Hồ Tăng Chu cho rằng trước mắt là thời cơ tốt nhất để thoát khỏi cái bóng của Trần Phong, nhưng theo hắn lại là quá nóng vội. Tuy nhiên hắn cũng tin rằng, Hồ Tăng Chu sẽ không kết thành đồng minh với Phó Tiên Phong, bởi vì Phó Tiên Phong chưa chắc xem trọng Hồ Tăng Chu, đồng thời, Hồ Tăng Chu đối với Thái Tử Đảng cũng có thành kiến sâu nặng. Với sự hiểu biết của Hạ Tưởng đối với y, khả năng lớn nhất của Hồ Tăng Chu chính là ở thành phố Yến cố gắng hết sức để bồi dưỡng thế lực của y, mượn lúc Trần Phong và Phó Tiên Phong ngầm đấu đá, trong thời gian ngắn nhất tạo dựng phe cách của y. Nên nói rằng ý tưởng của Hồ Tăng Chu không tồi, thân là một thị trưởng, y cũng có bản lĩnh có quyền phát biểu lớn nhất. Nhưng khiến Hạ Tưởng không xem trọng tiền đồ của Hồ Tăng Chu chính là lần này Phó Tiên Phong là mượn lực đẩy lực, có hiểm nghi đầu cơ trục lợi. Hồ Tăng Chu có lẽ cũng nhạy bén mà phát hiện ra huyền cơ trong đó, và có ý noi theo Phó Tiên Phong, muốn ngư ông đắc lợi từ bên trong, chỉ có điều Hồ Tăng Chu lại quên mất một điểm, y là thị trưởng không giả, nhưng y vừa không có thế lực hùng mạnh và trí tuệ chính trị như Trần Phong, vừa không có bối cảnh và thâm trầm như Phó Tiên Phong. Tính cách của y đã quyết định cho dù có vài ủy viên thường vụ đoàn kết bên cạnh y, cũng sẽ không kết thành một đồng minh vững chắc. Con đường thích hợp cho Hồ Tăng Chu đi nhất chính là tuyến đường trung gian, mà không phải là tuyến đường độc lập. Tính cách và bối cảnh của y quyết định mọi thứ, mà hiện tại y lại tự cho rằng thời cơ chín muồi, liền muốn cân sức ngang tài với Trần Phong tại thành phố Yến, hoặc cùng Trần Phong, Phó Tiên Phong ba bên đối đầu, sợ là tính toán sai. Hạ Tưởng nghĩ thông suốt then chốt trong đó, liền lập tức thể hiện ý kính nể Trần Phong. Bí thư Trần nương tay tha cho Hà Giang Hoa một phen, ông ta là người thông minh, chắc chắn sẽ đưa ra sự lựa chọn sáng suốt. Quen biết bí thư Trần nhiều năm, bây giờ tôi mới biết. Tôi còn rất nhiều điểm cần phải học hỏi ở ngài. Trần Phong mặc kệ Hạ Tưởng nịnh bợ, mà khơi dậy hứng thú mà hỏi. Bước tiếp theo cậu nên làm thế nào? Ngày mai nếu như không có việc. Tôi sẽ tìm Trần Thiên Vũ tiếp xúc một chút, thương lượng một chút về công việc tiếp theo. Hạ Tưởng phút chốc cảm thấy thoải mái không ít, Trần Phong làm vậy không nghi ngờ gì là cho hắn một cơ hội tốt để lôi kéo Trần Thiên Vũ. Hắn làm tốt công việc giai đoạn đầu trước, dọn sẵn đường cho Trần Phong theo sau ném ra quả bom nặng ký. Ừ, phải nói chuyện cho tốt, hơn nữa còn phải đi sâu vào nói chuyện. Trần Phong mỉm cười nhìn ra cửa sổ, hơi cảm thán mà nói. Một lần bổ nhiệm không trọng đại, không ngờ lại dẫn đến không ít biến động, còn khiến cục thế thành phố Yến trở nên phức tạp lên, tiểu Hạ, sau này cậu chủ quản quận Hạ Mã, công việc mới bắt đầu chắc chắn còn khó khăn hơn chút, hơn nữa thân là đảng ủy và chính phủ cấp 1, tôi cũng không tiện can thiệp quá nhiều, trên căn bản làm thế nào triển khai công việc, làm thế nào tạo dựng hệ thống của bản thân, làm thế nào mở rộng quan niệm chấp chính của bản thân, đều phải trông cậy vào bản thân cậu. Trầm mặc một hồi, Trần Phong lại nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa. Bước đầu tiên đảm nhiệm chủ tịch quận, bước thứ hai thì phải tiến tới bí thư, cho cậu thời gian một năm, thế nào, có lòng tin không? Hạ Tưởng chỉ là gật đầu, con đường tương lai đang ở dưới chân. Trong lòng hắn cũng có nguyện vọng mãnh liệt, chẳng qua không muốn ở trước mặt Trần Phong nói có vẻ như hoàn hảo mà thôi. Sự yêu mến của Trần Phong đối với hắn không thay đổi, Hạ Tưởng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Mặc kệ Trần Phong có phải là biết rõ năm xưa hắn ở sau lưng, âm thầm giúp ông hóa giải áp lực đến từ Cao Thành Tùng, tấm lòng bảo vệ của Trần Phong đối với hắn, vẫn luôn là tài sản đáng trân trọng nhất của Hạ Tưởng. Trần Phong bước đầu đã trang bị phẩm cách một nhà chính trị. Buổi tối, Hạ Tưởng trịnh trọng mời Trần Phong, Lý Đinh Sơn và Phương Tiến Giang ăn cơm, suy nghĩ lại mời cả Cao Hải. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, đối với thế cục tương lai của thành phố Yến. Mỗi người đều có lo lắng riêng. Tuy nhiên Cao Hải đối với việc tiếp cận với Trần Phong, Phương Tiến Giang vô cùng vui mừng, cũng vô cùng cảm ơn Hạ Tưởng đã chủ động tạo cơ hội cho y. Hạ Tưởng cũng biết điều gì nên nói điều gì không nên nói, trong bàn tiệc, không nhắc đến một chút nào liên quan đến chuyện của Hà Giang Hoa, càng không tiết lộ riêng với Cao Hải. Càng có cảm giác thần bí, mới càng có niềm vui bất ngờ, mới càng khiến Cao Hải cảm kích Trần Phong. Ủy ban Nhân dân quận và quận ủy quận Hạ Mã chính thức thành lập vào ngày 15 tháng 8, hiện cách ngày thành lập còn nửa tháng, trên căn bản tất cả ủy viên thường vụ mới nhậm chức của quận Hạ Mã đều bận rộn với đơn vị trước đây của mình, tiến hành công tác bàn giao sau cùng.
Trần Thiên Vũ cũng là như thế, đang bận rộn lần lượt cáo biệt với người trong đơn vị trước đây, chuẩn bị chính thức đến thành ủy báo danh, hơn nữa làm thủ tục giao nhận. Trần Thiên Vũ vốn là phó chủ tịch quận An Trường thành phố Yến, lần này đến quận Hạ Mã đảm nhiệm ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thường trực quận, coi như tiến một bước nhỏ, cũng là chuyện tốt đáng để chúc mừng. Y tâm trạng vui vẻ, hưởng thụ sự chúc mừng của đồng nghiệp và cấp dưới, thu dọn xong tất cả đồ vật, sau đó đi xuống dưới lầu, chuẩn bị rời khỏi chính phủ khu An Trường đã công tác 2 năm. Đi đến cổng chính, vẫy tay với những người đưa tiễn, nghĩ tới sắp phải rời khỏi nơi quen thuộc, không khỏi cũng có chút luyến tiếc. Tuy nhiên nghĩ tới sắp đến cương vị công tác mới phát huy tác dụng quan trọng hơn, y liền có một chút cảm giác trông đợi và kích động khó hiểu. Quận Hạ Mã tuy là quận mới, nhưng bởi vì có sự dốc sức ủng hộ của hai cấp tỉnh thành, sau này chắc chắn có thể làm ra chiến tích lớn hơn, mà vị trí của y lại là phó chủ tịch thường trực quận, lên một cấp, tuyệt đối có thể một bước từ trưởng phòng đến phó giám đốc sở, hoàn thành một lần thăng tiến quan trọng nhất trong đời người. Chỉ có điều khi y nghĩ tới chủ tịch quận Hạ Tưởng năm nay chỉ mới 28 tuổi, trong lòng vẫn không được thoải mái cho lắm, nhỏ hơn y chừng 6 tuổi, khiến tâm trạng y vô cùng buồn bực. Y 34 tuổi mới lên được chức trưởng phòng, người ta 28 tuổi đã là phó giám đốc sở, chính là nhân vật số 1 chính phủ, y có là phó thường trực, cũng là cấp phó, đem so sánh, niềm vui thăng tiến một bước nhỏ liền lập tức không còn sót lại chút gì. Người so với người, tức chết người. Quả nhiên không sai. Cho dù vài năm sau y thăng đến chủ tịch quận, vẫn bị Hạ Tưởng đè đầu. Chênh lệch 6 tuổi, trên quan trường chính là chênh lệch một cấp, đủ để khiến người ta hoàn toàn hết hy vọng đối với cách nghĩ vượt xa đối phương, làm thế nào vượt. Sau 6 năm, nói không chừng Hạ Tưởng sắp tới phó chủ tịch tỉnh rồi. 34 tuổi đã có thể bước vào cánh cửa cán bộ cấp tỉnh, quá khoa trương rồi. Tốc độ thăng tiến của Hạ Tưởng cũng quá kinh người. Trần Thiên Vũ liền có một ý thù địch sâu nặng đối với Hạ Tưởng chưa từng gặp mặt, không chỉ là bởi vì Hạ Tưởng tuổi còn trẻ đã đè đầu y, cũng bởi vì Hà Giang Hoa. Hà Giang Hoa là hậu đài của Trần Thiên Vũ, tuy rằng là ủy viên thường vụ xếp loại cũng khá gần cuối của thành phố Yến, nhưng cũng là giám đốc sở danh chính ngôn thuận, cơ hội vừa đến thành phố phía dưới đảm nhiệm bí thư cũng không thành vấn đề. Quan hệ giữa Hà Giang Hoa và Trần Phong bất hòa, cùng Đàm Long quan hệ không tệ. Vì thế kéo theo Trần Thiên Vũ cũng khó hiểu mà không có thiện cảm đối với Hạ Tưởng. Vừa nghĩ, vừa đi đến trước cửa ủy ban nhân dân quận, y thân là phó chủ tịch quận, không có xe riêng, cũng không có thư ký riêng, trên căn bản coi như chỉ là một thân một mình đến quận Hạ Mã nhậm chức, cũng coi như đơn giản gọn nhẹ. Vừa mới tới cửa, di động liền vang lên, Trần Thiên Vũ vừa thấy là một số lạ, nghĩ tới người biết số di động cá nhân của y không nhiều, liền do dự một chút vẫn là nghe máy. Bên trong truyền tới một giọng nói xa lạ mà thân thiết. Xin hỏi có phải chủ tịch quận Trần không? Trần Thiên Vũ khách khí mà đáp. Tôi là Trần Thiên Vũ, anh là ai? Tôi là Hạ Tưởng. Trần Thiên Vũ nhất thời không phản ứng lại, Hạ Tưởng. Ai, chủ tịch quận quận Hạ Mã Hạ Tưởng, lãnh đạo cấp trên của y. Sao có thể là điện thoại của Hạ Tưởng gọi tới? Hạ, chủ tịch quận Hạ, xin chào, xin chào. Hơi chần chừ một chút. Kinh nghiệm nhiều năm trên quan trường vẫn là khiến Trần Thiên Vũ nhanh chóng tỏ ra thái độ đúng đắn, thân thiện mà đáp lại. Không ngờ là điện thoại của chủ tịch quận Hạ, thất kính, thất kính. Xin hỏi chủ tịch quận Hạ có tinh thần chỉ thị gì? Hạ Tưởng từ trong cách xưng hô tôn kính thân thiện mà khách khí của Trần Thiên Vũ cảm giác được vẻ bề ngoài khách khí và xa lạ, hắn không để ý, trực tiếp tung mồi. Chuyện là vậy, chủ tịch quận Trần, liên quan đến việc chứng thực vốn đầu tư của tập đoàn Đạt Tài. Nếu anh có thời gian, tôi muốn tốt nhất chúng ta gặp nhau, trước tiên đưa ra một phương án sắp xếp công tác tiếp theo. Ý tôi là, hạng mục đầu tư của tập đoàn Đạt Tài cụ thể do anh phụ trách. Trần Thiên Vũ lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác choáng váng và thất thần, vì sao? Vì sao Hạ Tưởng lại trực tiếp đem một cái bánh có nhân to lớn treo lên đầu y? Ai mà không biết vốn đầu tư tập đoàn Đạt Tài là do Hạ Tưởng một tay thúc đẩy? Hơn nữa có tin đồn rằng đầu tư của tập đoàn Đạt Tài chỉ nhận Hạ Tưởng không nhận người khác. Hạ Tưởng cố nhiên đem hạng mục đầu tư tập đoàn Đạt Tài giao cho y phụ trách, coi như trực tiếp đem một chiến tích lớn cho y. Hạ Tưởng và y lại không quen, lại không phải đồng minh, vì sao lại tốt với y như vậy? Hạ Tưởng cũng có đủ nhẫn nại, sau khi nói xong, liền im lặng đợi y mười mấy giây. Sau mười mấy giây, Trần Thiên Vũ rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Có thời gian.
có thời gian, bây giờ tôi có thời gian, ngài nói địa điểm, bây giờ tôi có thể qua đó. Trong Ủy ban Nhân dân quận còn có một phó chủ tịch quận Tạ Nguyên Thanh cũng là ủy viên thường vụ, nghe nói đến từ thủ đô, có quan hệ với Hạ Tưởng hay không thì không rõ, nhưng Hạ Tưởng hoàn toàn có thể liên kết Tạ Nguyên Thanh treo y lên cao, cho nên Hạ Tưởng đưa cành ô liu qua đây, y không có lý do cũng không có khiêm tốn từ chối. Thật sự từ chối, coi như là đóng một cánh cửa lớn của một tương lai tốt đẹp. Trước tiên mặc kệ Hạ Tưởng là mục đích gì, gặp mặt rồi nói. Trần Thiên Vũ theo địa điểm mà Hạ Tưởng nói, vội vàng gọi một chiếc xe, phóng nhanh qua đó. Địa điểm mà Hạ Tưởng hẹn khiến Trần Thiên Vũ rất khó hiểu, là một địa điểm vô cùng hoang vắng, ở bờ phía nam sông Hạ Mã, xung quanh mọc đầy cỏ dại, nhìn bao quát, trong vài dặm xung quanh cũng không có bóng người. Đến nỗi suốt chặng đường tài xế taxi không ngừng nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát Trần Thiên Vũ, thấy ánh mắt hoài nghi của tài xế, chắc chắn có chút nghi ngờ y có phải là người xấu muốn cướp xe hay không. Đến nơi, Trần Thiên Vũ liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên cạnh chiếc xe Land Rover cao lớn, có một chàng trai đang đứng đón gió. Tóc của chàng trai bị gió thổi có chút hỗn độn, áo thun tay ngắn tùy ý chống eo, thể hiện ra khí thế và tuổi trẻ khác biệt, nhất là vẻ mặt kiên định của hắn, ánh mắt xuất thần nhìn về xa xa. Xa xa là công nhân đang bận rộn làm việc mở rộng đường sông, đang ở dưới đáy sông sông Hạ Mã, trải tầng không thấm nước. Đáy sông Hạ Mã bị sa mạc hóa nghiêm trọng. Nếu không trải một tầng chống thấm, sau khi nước lên, e rằng phải có hơn phân nửa nước sẽ thẩm thấu đến mức làm sói mòn dưới lòng đất, là sông nhân tạo, chịu đựng không nổi sự sói mòn quá độ của nước sông. Xa xa bên kia bờ sông, chính là một mảng cảnh tượng khí thế ngất trời của thành phố chủ yếu của quận Hạ Mã, tại nơi chàng trai đang đứng, vừa đúng có thể nhìn thấy đường quốc lộ vừa mới trải của quận Hạ Mã, kể cả vô số tòa nhà cao tầng từ mặt đất mọc lên. Nếu như mắt đủ tốt, còn mơ hồ có thể thấy một tòa nhà cao 10 tầng, tòa nhà cao tầng xây dựng thành hình dáng vuông vức, uy nghiêm có thừa, không đủ hoạt bát, chính là nơi mà quận ủy và ủy ban nhân dân quận mới xây dựng. Trần Thiên Vũ đi tới phía sau chàng trai, không dám tin mà khẽ hô một câu. Chủ tịch quận Hạ. Hạ Tưởng đã sớm phát hiện Trần Thiên Vũ đã đến, hắn cố ý giả vờ không biết, chính là muốn âm thầm quan sát một chút thái độ của Trần Thiên Vũ. Nếu Trần Thiên Vũ đứng từ xa gọi hắn, nói rõ y ngạo mạn mà không biết lễ phép, không thể kết giao. Nếu như y tiến tới gần, gọi nhỏ, chỉ ít nói rõ một điểm, y là một người thức thời. Một người có kết giao được hay không, chính là xem y có trang bị một vài tố chất căn bản hay không. Đứng sai hàng ngũ không quan trọng, quan trọng chính là khi đối diện với lựa chọn mới, có dũng khí và rèn luyện đứng lại vào hàng ngũ hay không. Cụ thể biểu hiện trên hành động, xem Trần Thiên Vũ có phải biết tiến thoái, biết độ lượng hay không. Biểu hiện ban đầu của Trần Thiên Vũ, Hạ Tưởng cho điểm đạt tiêu chuẩn. Hạ Tưởng quay đầu lại, nhiệt tình đưa tay ra. Chủ tịch quận Trần, xin chào, xin lỗi khiến anh từ xa đến đây, chủ yếu là tôi muốn cùng anh tận mắt nhìn xem điểm công trình dừng chân của tập đoàn Đạt Tài, cũng tiện biết rõ trong lòng, có phải không? Thấy Hạ Tưởng vẻ mặt hòa khí, khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy nụ cười ôn hòa, ấn tượng của Trần Thiên Vũ đối với Hạ Tưởng liền hơi có chút thay đổi. Một chủ tịch quận 28 tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn như thế, không có chút kiêu ngạo, cho người ta cảm giác thản nhiên và hiền hòa, như một người già làm quan nhiều năm, liền khiến Trần Thiên Vũ ít nhiều có chút khó hiểu, Hạ Tưởng luyện làm sao mà luyện được bản lĩnh đối nhân xử thế đạt tới cảnh giới thuần thục hoàn mỹ. Đồng thời cũng khiến y thầm kinh ngạc, Hạ Tưởng càng dễ gần hơn so với tưởng tượng của y. Cũng khiến y đối với chuyện Hạ Tưởng nói sẽ giao hạng mục tập đoàn Đạt Tài cho y phụ trách, càng có cảm giác trông đợi. Trần Thiên Vũ hai tay nắm chặt tay Hạ Tưởng, hợp thời mà biểu hiện ra thái độ cung kính khiêm tốn. Chủ tịch quận Hạ nói chuyện ở đâu thế, tôi thân là phó chủ tịch quận, lẽ nên đến thực địa xem xét. Ngược lại ngài đứng trước gió, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh. Hạ Tưởng tuy rằng thông qua đề danh hội nghị thường vụ chủ tịch thành phố, nhưng vẫn nhất thiết phải thông qua Hội đồng Nhân dân quận phê chuẩn mới có thể chính thức nhậm chức chủ tịch quận, hiện tại chức vụ của hắn phải là phó bí thư thay chủ tịch quận, tuy nhiên bởi vì là quận mới, mọi thứ phải nhanh chóng giản lược, Trần Thiên Vũ trực tiếp xưng hô hắn là chủ tịch quận cũng là thái độ bình thường trốn quan trường. Hạ Tưởng thấy Trần Thiên Vũ ít nhất biểu hiện bên ngoài đã làm đủ, liền cười cười, trong lòng đối với y lại tăng thêm không ít điểm ấn tượng, cũng không khách sáo nữa. Trực tiếp dùng tay chỉ mảnh đất cao trước mắt mà nói. Tập đoàn Đạt Tài chuẩn bị xây dựng một sân golf trên mảnh đất này,
một sân gôn tọa lạc cạnh sông Hạ Mã, chẳng những có thể cho người ta vui chơi thỏa thích, còn có thể ngoại trừ thư giãn, thỏa thích thưởng thức cảnh đẹp sông Hạ Mã. Có lý do tin rằng, nếu như thiết bị sân gôn được đưa đến, phục vụ đạt tiêu chuẩn, cộng thêm môi trường tuyệt đẹp, giá cả rẻ tiền, sau khi xây dựng xong, sẽ thu hút không ít khách thủ đô tới đây tiêu phí. Trần Thiên Vũ kinh ngạc mà nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái, nghĩ thầm rằng trước kia chỉ nghe nói Hạ Tưởng có đầu óc kinh doanh, tuy rằng không phải xuất thân từ chuyên ngành kinh tế, nhưng đối với kinh tế vô cùng lành nghề, hôm nay chỉ vừa gặp mặt, vừa nói xong hai câu, y liền không khỏi có cách nhìn khác. Trần Thiên Vũ là tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế danh xưng là thực, sau khi y có được ám chỉ của Hà Giang Hoa, nói rằng cố ý để bạt y đảm nhiệm phó chủ tịch quận thường trực của quận Hạ Mã. Y liền bắt đầu nghiên cứu hình thức kinh tế và điểm tăng trưởng của quận Hạ Mã, tuy rằng chưa chắc tường tận, nhưng cũng là đã bỏ công sức một phen, đại khái cũng đã biết rõ trong lòng. Hạ Tưởng thuận miệng nói ra triển vọng của sân Gopler, khi mới nghe dường như không quá thực tế, bởi vì sao có thể có khách thủ đô đến một nơi cách thành phố Yến vài trăm km để chơi đánh cầu. Nhưng nếu như nhìn xa mà nói, chẳng những có khả năng, hơn nữa còn là rất có khả năng. Bởi vì Trần Thiên Vũ hiểu biết quy hoạch thành phố Yến, trong 2 năm tới, sẽ ở đây xây dựng một cổng ra đường cao tốc, tên là Bắc thành phố Yến. Một nơi ra cao tốc duy nhất vốn có của thành phố Yến vẫn gọi là thành phố Yến, thiết lập cổng ra vào Bắc thành phố Yến chủ yếu là thuận tiện cho người dân ở phía Bắc thành phố Yến thuận tiện lên xuống cao tốc, mà sân gôn đang xây dựng cách cổng cao tốc vài trăm mét, có thể thông qua cao tốc đến thẳng thủ đô. Với giá đất rẻ tiền ở nơi này, với nhân công cực thấp của thành phố Yến, sân gôn sau khi xây dựng xong, hoàn toàn có khả năng thu hút khách thủ đô tới đây, bởi vì không quá 2 tiếng đi đường, cả đi lẫn về cao tốc chẳng qua chỉ tiêu hao vài trăm tệ, cùng một môi trường và thiết bị giống nhau, giá cả chênh lệch gấp bội, chơi vài tiếng là có thể lấy lại tiền chênh lệch, chắc chắn sẽ có người đến. Không chỉ như vậy, nơi này giáp mặt sông Hạ Mã, quận Hạ Mã sau khi trữ nước sẽ lung linh sắc màu, lại là một thắng cảnh của thành phố Yến, từ lợi ích nhất cử lưỡng tiện này. Không bao lâu, nói không chừng có thể ở trong thủ đô này sinh không ít ảnh hưởng. Hạ Tưởng lại suy xét xa hơn, cũng chu đáo hơn Trần Thiên Vũ. Chương 538, bố cục bước đầu, kẻ sướng người họa. Thành phố Yến cho dù là nhân công, hay là sinh hoạt tiêu dùng, cũng rẻ hơn rất nhiều so với thủ đô. Cũng như một số thành phố duyên hải tỉnh tề, rất nhiều người Hàn Quốc đều ở đó mua nhà, mỗi khi đến cuối tuần đều đáp máy bay đến đây. Ở Trung Quốc nghỉ cuối tuần. Bởi vì vật giá Trung Quốc rẻ, rất nhiều vật dụng sinh hoạt và thức ăn đều rẻ hơn gấp 10 lần so với Hàn Quốc, cho dù tính thêm vé máy bay khứ hồi cũng có quá nhiều lợi ích thực tế so với chi tiêu ở Hàn Quốc. Thậm chí còn có người Hàn Quốc cố tình bay đến nội địa để chơi golf. Đương nhiên điều kiện trước tiên của mọi thứ là giao thông phát triển đến một trình độ nhất định, giá vé máy bay rẻ đến mức độ dường như có thể bỏ qua không tính. Mới là nguyên nhân quan trọng mà đông đảo người Hàn Quốc đến nội địa để tiêu dùng. Giữa thủ đô và thành phố Yến, không bao lâu sẽ khai thông đoàn tàu liên thông, thậm chí trong tương lai xa hơn còn có tàu lửa cao tốc, hành trình có thể rút ngắn 40 phút thậm chí càng ngắn hơn. Nếu như giao thông giữa thủ đô và thành phố Yến thật sự phát triển đến mức độ một tiếng có thể tới nơi, là tỉnh lỵ gần nhất của thủ đô, thành phố Yến sẽ có được rất nhiều điều kiện tiện lợi. Hạ Tưởng phần nhiều là muốn dùng sân gôn để thăm dò con người và đầu óc kinh tế của Trần Thiên Vũ, xem y trả lời thế nào. Trần Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc mà gật đầu nói. Trong thời gian ngắn sức thu hút sẽ không lớn, bởi vì ưu thế giao thông không rõ ràng. Nhưng nhìn xa, sau khi sông Hạ Mã thông nước, nếu như ở đây xây dựng thêm một khu vui chơi và một bến cảng, đợi sau này đi theo xây dựng cổng cao tốc Bắc thành phố Yến, sân gôn thu hút không ít khách thủ đô cũng sẽ hợp lẽ. Nói xong, y lại không để lỡ cơ hội mà nịnh Hạ Tưởng một câu. Chủ tịch quận Hạ ánh mắt sắc bén, đối với thành phố Yến nắm bắt chuẩn xác, tôi sớm có nghe qua. Hôm nay nghe cao kiến của ngài, quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Tưởng lắc đầu cười cười. Không thể nói là cao kiến gì, chẳng qua là hiểu biết nhiều hơn một vài phương châm chính sách, biết quy hoạch phát triển tiếp theo của thành phố Yến, mới có ánh mắt xa hơn một chút mà thôi. Thiên Vũ, anh nói xem. Quận Hạ Mã làm thế nào lợi dụng hết ưu thế đoạn sông dài 8 km của sông Hạ Mã trong quận Hạ Mã? Sông Hạ Mã dài tổng cộng hơn 100 km, vòng quanh thành phố Yến, trên căn bản chỉ đi qua quận Hạ Mã, hơn nữa chỉ có đoạn sông 8 km, những đoạn sông khác toàn ở ngoài thành phố Yến.
với tốc độ mở rộng ra ngoài của thành phố Yến hiện nay, trong vòng 8, 10 năm cũng không có khả năng biến sông Hạ Mã thành dòng sông nội thành. Là một thành phố duy nhất có đường sông, ưu thế của quận Hạ Mã vô cùng rõ ràng. Trần Thiên Vũ biết vấn đề của Hạ Tưởng là thử nghiệm, liên quan tới y có thể có được chấp nhận của Hạ Tưởng hay không, có thể thuận lợi tiếp tay quyền phụ trách hạng mục tập đoàn đạt tài hay không, nhất thiết phải thận trọng trả lời. Y suy nghĩ một chút, trước đây luôn dùng tâm nghiên cứu lý luận điểm tăng trưởng kinh tế của quận Hạ Mã cuối cùng đã có thể lấy ra sử dụng. Quận Hạ Mã có đoạn sông dài 8 km, là một đoạn sông nội thành duy nhất trong 8 quận thành phố Yến, vì thế sông Hạ Mã là ưu thế thiên nhiên lớn nhất của quận Hạ Mã. Mở rộng và thông nước sông Hạ Mã sẽ khiến sông Hạ Mã trở thành con sông mẹ của thành phố Yến. Quận Hạ Mã lấy sông Hạ Mã đặt tên, sau này ảnh hưởng của sông Hạ Mã càng lớn, càng được người dân chấp nhận, quận Hạ Mã sẽ càng có cảm giác tự hào. Thành phố Yến thiếu nước, cho nên người dân thành phố đều vô cùng khao khát cỏ xanh nước biếc, ví dụ như rất nhiều tiểu khu mới xây, tên Thủy Vân Gian, Dương Quang Thủy Ngạn, trên thực tế đừng nói là nước bồng bềnh xanh thẳm, hoàn toàn là một nơi bụi đất tung bay. Người ngoài nhìn thấy cười nhạo, người địa phương nghe thấy lòng chua xót. Cho nên sông Hạ Mã một khi thông nước, sẽ trở thành một chuyện đại sự trong cuộc sống người dân thành phố Yến, tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Hạ Tưởng nhíu nhíu mày, không chút khách khí cắt ngang lời nói của Trần Thiên Vũ. Nhặt trọng yếu mà nói, lời quan liêu, lời nói khách sáo và vô nghĩa, tốt nhất không cần lãng phí thời gian. Trần Thiên Vũ lập tức vẻ mặt ngượng ngùng, trên mặt hiện ra một chút phẫn nộ, sau đó lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng cười nói. Xin lỗi Chủ tịch quận Hạ, tôi quá kích động rồi. Sông Hạ Mã có thể khai phá thành một điểm tham quan, dọc bờ sông chẳng những có thể xây dựng sân golf, còn có thể tu sửa rất nhiều khu nhà ở sang trọng và biệt thự. Chính ở ngay dưới chân chúng ta là một mảnh đất ẩm ướt, có thể khai phá thành công viên đất ẩm ướt, hoặc khu vui chơi, đương nhiên tận dụng hết ưu thế sông Hạ Mã. Còn có rất nhiều hạng mục rất có triển vọng, thời gian có hạn, đợi sau khi tôi sửa sang xong, sẽ báo cáo tỉ mỉ lại với ngài. Hạ Tưởng gật gật đầu, từ chối cho ý kiến mà hỏi một câu. Nếu như tôi đem hạng mục tập đoàn đạt tài giao cho anh phụ trách, anh có lòng tin phối hợp tốt quan hệ các nơi hay không, khiến tập đoàn đạt tài hài lòng, khiến quận ủy và ủy ban nhân dân quận hài lòng. Trần Thiên Vũ thấy Hạ Tưởng vẻ mặt kiên định, cũng vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng phó thác của quận ủy, ủy ban nhân dân quận và chủ tịch quận Hạ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hạ Tưởng ha hả mà mỉm cười, vỗ vỗ vai Trần Thiên Vũ, đi xuống dốc cao, nói. Xuống phía dưới nói chuyện, ở trên gió lớn. Trần Thiên Vũ vẻ mặt ửng đỏ, theo sau lưng Hạ Tưởng oán hận mà nghĩ, ý gì đây? Là chế nhạo tôi muốn tôi chú ý lời nói đừng nói khoác. Hai người một trước một sau đi tới chiếc xe Land Rover, Hạ Tưởng tựa vào cửa xe, hai tay ôm vai, thái độ thoải mái tự nhiên hỏi một câu. Nghe nói quan hệ giữa anh với thị trưởng Giang Hoa không tồi. Trần Thiên Vũ biết quan hệ giữa các ủy viên thường vụ trong thành phố, kể cả quan hệ các ủy viên thường vụ thành ủy và các ủy viên thường vụ bộ máy lãnh đạo của quận Hạ Mã mới nổi, đều là bí mật không phải bí mật, đôi bên đều trong lòng biết rõ, liền thành thật mà thừa nhận. Tôi có thể đến quận Hạ Mã đảm nhiệm ủy viên thường vụ, phó chủ tịch quận thường trực, vẫn là kết quả dốc sức tiến cử của thị trưởng Giang Hoa. Ngoại trừ thị trưởng Giang Hoa, Thiên Vũ, anh có quan hệ mật thiết với vị lãnh đạo nào của thành ủy? Hạ Tưởng vẻ mặt có biểu hiện như cười như không, khiến Trần Thiên Vũ có chút không hiểu. Hơn nữa Hạ Tưởng nói chuyện thoải mái, xưng hô tên của y cũng vô cùng thân thiết, giống như người quen, càng khiến y cân nhắc không ra dụng ý của Hạ Tưởng. Chỉ có quan hệ mật thiết một chút với thị trưởng Giang Hoa, các lãnh đạo thành ủy khác, chưa từng giao thiệp trực tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.